Chương 801, đại tiên trật vật. Nàng mạnh lên. Dương Tiễn trừng to mắt, trong lòng nhấc lên cự lãng thao thiên. Hắn nhưng là biết Bạch Trạch chỉ có tu vị đại la kim tiên cảnh trung kỳ, hiện tại dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm, liền phát hiện nàng thâm bất khả chắc. Khó nói Bạch Trạch cũng được bệ hạ thi triển qua cái thần thông thần bí vô thượng kia, nghĩ đến đây, Dương Tiễn liền kích động không thôi, có được trí nhớ kiếp trước hắn nhưng là biết Bạch Trạch đã từng đứng tại độ cao như thế nào thời kỳ hồng hoang, cường giả đứng đầu dưới yêu hoàng yêu đế, một trong thập đại yêu thần. Kim quang thánh mẫu cũng cứ thế đứng tại nguyên chỗ, thân hình bạch trạch mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bây giờ lại cho nàng một loại cảm giác an toàn cực mạnh. Hừ, thần tiên lại như thế nào, chẳng qua chỉ là con rối của thiên đạo mà thôi. Bạch trạch mỉa mai cười nói, thiên đình kiếp trước chính là yêu tộc bọn hắn lập lên, trưởng khống thương khung, chỉ là cùng tổ vu đại chiến, yêu tộc nguyên khí đại thương về sau mới rời khỏi thiên đình sau đó hồng quân đạo tổ lập tân thiên đình phong thần phong tiên cho nên nàng đối với hai chữ thần tiên chính là khịt mũi coi thường sở câu hoài từ bên trong bụi đất đá vụn chậm rãi đi ra hắn lau đi vết máu trên khóe miệng khắp khuôn mặt là lửa giận xú nữ nhân ta muốn ngươi chết sở câu hoài cắn răng mắng hắn cũng không có cảm thấy hoảng sợ một tát vừa rồi chẳng qua là bạch trạch xuất kỳ bất ý mà thôi nghĩ xong hắn liền một kiếm chảm ra kiếm khí ngàn trượng tựa như một dải lụa đảo qua đại địa đổi lại là người bình thường đối mặt với kiếm khí này, tuyệt đối sẽ tuyệt vọng. Bạch Trạch mặt không đổi sắc, cấp tốc đẩy kim quang thánh mẫu ra, sau đó nàng cũng né tránh. Nàng có được thần thông thôi toán, mặc dù không phải yêu thần loại hình chiến đấu, nhưng vẫn có thể nhẹ nhõm thôi diễn ra động tác kế tiếp của Sở Câu Hoài, dù sao song phương cũng là cùng một cảnh giới, có thể leo đến chức vị yêu thần, ngoại trừ thông hiểu cổ kim bên ngoài ra, nàng khẳng định còn có chỗ hơn người khác. Dù sao yêu tộc cũng là nơi cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Bạch Trạch không lùi mà tiến lên, hướng về Sở Câu Hoài đánh tới, tựa như mị ảnh xẹt qua trời cao. Sở Câu Hoài đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ, yêu nữ này tốc độ thật nhanh, nhưng hắn dù sao cũng là đại la thủy tiên, tay trái dung kiếm, kiếm hoa liền quay quanh thân hắn, vô số kiếm ảnh hướng về phía Bạch Trạch đánh tới, phong tỏa không gian chung quanh nàng. Thế nhưng Bạch Trạch tự hồ giống như tinh thông thần thông xê dịch, một giây sau liền đến sau lưng Sở Câu Hoài, hữu trưởng đập vào phần lưng hắn đập đến hắn thổ huyết rơi xuống mặt đất oanh một tiếng sở câu hoài chật vật từ trên không trung rớt xuống đập sập mặt đất bên trong phương viên ngàn mét bụi đất bay lên cao mấy chục trượng bạch trạch tuy là thân nữ nhi nhưng lực lượng lại không thể khinh thường thần tiên nhỏ yếu ta đã xem thấu hết thảy hành động của ngươi ngươi muốn chết như thế nào bạch trạch nhìn xuống sở câu hoài lạnh lùng nói thấy để kim quang thánh mẫu ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái dương tiễn càng là không ngậm được miệng xa xa trưởng lão thiên tuyển phủ lệ thanh càng là mắt trợn tròn. Nàng rốt cuộc là ai? Lệ thanh mắt trợn tròn, không nghĩ tới thế gian vẫn còn tồn tại nữ yêu dạng này. Hắn biết đương thời có mấy vị cường giả tuyệt thế có, được chiến lực cùng thần tiên phổ thông chống. Lại, tỷ như thiên mệnh đại đế, cửu u âm đế, cũng có viêm hoàng cùng kiếm chủ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới còn có người thứ năm. Bạch trạch tố thủ hướng phía trước nhấn một cái, trong chốc lát, núi đất bên trong phương viên vạn mét phẳng phất như bị sơn nhạc vô hình đập xuống, đột nhiên sụp đổ thân hình sở câu hoài tức thì bị nham thạch bụi đất bao phủ biến mất không thấy tăm hơi dừng tay hắn chính là thượng tiên không thể giết lệ thanh vội vàng hô lên nếu như sở câu hoài bị giết mảnh thế giới này tuyệt đối sẽ tương nghênh hạo kiếp khó mà tưởng tượng bạch trạch quay đầu liếc mắt nhìn hắn trong đôi mắt đẹp sát ý vượt ngang vài dặm để lệ thanh cả người lăng hàn không còn dám nhiều lời kim quang thánh mẫu cùng dương tiễn giờ phút này đã lưu lạc trở thành khán giả nhìn qua bạch trạch sát khí lẫm nhiên bọn hắn đều tâm sinh kính sợ cường giả vô luận là ở nơi đâu cũng đều đáng giá để thế nhân tôn kính huống chi bạch trạch còn nhẹ nhõm hành hung một tên thần tiên hừ thượng tiên lại như thế nào ta thế nhưng đã từng là thần dương tiễn mỉa mai hừ nói hảo hán không đề cập tới dũng năm đó hắn rất ít cầm kiếp trước ra để khoe khoang nhưng bây giờ thấy sở câu hoài bị bạch trạch áp chế trong lòng của hắn liên vô cùng sảng khoái sở câu hoài chậm rãi từ bên trong phế tích đứng lên hắn lắc lắc người, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt chảy rộng tơ máu, vô cùng dọa người. Các ngươi đám nghiệt xúc này cũng dám chọc giận thần tiên, cho dù đọa vào luân hồi ta cũng phải để cho các ngươi chết không yên lành. Lời nói của sở câu hoài để cho đám người kinh dị, từ khi hắn đảm nhiệm chức vụ đặc sứ đến nay, hành tẩu qua mấy chục cái thế giới, liền chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Tuy rằng trước đó, đã có không ít đặc sứ nhắc nhở qua hắn, cẩn thận mảnh thế giới này, bởi vì nơi này là điểm khởi đầu của thần tiên, nhưng hắn lại không để ý chút nào. Không nghĩ tới vừa tới liền bị kiện nạn này. Sở câu hoài đã nhanh muốn mất đi lý trí, tay trái nắm trường kiếm U Lam đều đang run rẩy, Bị phàm linh của ba ngàn thế giới áp chế, để hắn cảm giác buồn nôn tựa như ăn phải con ruồi. Lúc này, hắn liền thả người vọt lên, muốn tái chiến bạch trạch. Hưu, hưu, hưu. Ba chi cự tiễn liệt diễm mang theo vô cùng chi thế từ đường chân trời đánh tới, nhấc lên từng đợt kình phong. Sở câu hoài nhướng mày, lúc này huy kiếm chém ra, đem ba chi cự tiễn liệt diễm đánh tan, nhưng lúc này, Bạch Trạch bỗng nhiên hiện ra tại sau lưng hắn, dùng mu bàn tay tay trái đập vào phần gáy Sở Câu Hoài, nhìn như tùy ý vỗ, lại để Sở Câu Hoài cảm giác như bị man tượng va chạm, lần nữa rơi xuống dưới, nện ở bên trong phế tích. Bạch Trạch hướng phương hướng cự tiễn liệt diễm phóng tới nhìn lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời dưới nam vực thiên thế giới, hậu nghệ đang ngạo nghễ mà đừng, xạ nhật thần cung nhắm ngay vị trí phương hướng bọn người bạch trạch vượt ngang trăm vạn dặm bắn địch, đối với hậu nghệ tới mà nói cũng không phải là việc khó. Bạch Trạch hướng Kim Quang Thánh Mẫu ném đi một ánh mắt, để cho nàng lần nữa bày trận. 21 mặt kim quang huyền cảnh treo ở trên không, một đạo kim quang như là kiếm ảnh hướng phế tích đánh tới. Oanh! 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 Phế tích bị oanh nổ, Sở Câu Hoài cầm kiếm gian nan đứng dậy, dựa vào tầng pháp lực phòng hộ, hắn cũng không có bị trúng thương mới, nhưng trong lòng lại là biệt khuất cực kỳ. Bạch Trạch cùng Kim Quang Thánh Mẫu liên thủ, còn có một tên cao thủ Tiễn Đạo Thần Bí tại Viễn Trình Hộ Công, để hắn vừa giận lại hoàng. Không được, ta nhất định phải rút lui. Sở Câu Hoài cắn răng nghĩ đến, đối phương có một tên Đại La Thủy Tiên liền đầy đủ kiềm chế hắn, huống chi còn có trợ thủ còn lại. Nghĩ xong, hắn liền cong chân, thả người nhảy lên, kiếm nhận hướng về phía trước, xông qua kim quang đầy trời, đánh tan kim quang trận hướng về phía chân trời lao đi. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức để Bạch Trạch đều không kịp ngăn cản. Thôi bạch trạch thở dài một tiếng để sở câu hoài đào tẩu sợ là sẽ dẫn tới tai họa càng lớn hơn nhưng việc này căn bản tránh không khỏi nàng cũng không thể tránh được nàng quay đầu nhìn về phía lệ thanh ánh mắt băng lãnh lệ thanh vẫn còn kinh ngạc vừa muốn mở miệng bạch trạch liền tới bên cạnh hắn một trưởng vỗ tại trên gáy của hắn để hắn trong nháy mắt lâm vào âm u đi thôi trở về bạch trạch dẫn theo lệ thanh đối với kim quang thánh mẫu cùng dương tiễn nói ra Dương Tiễn hai người sắc mặt vô cùng khó nhìn, nhất là Dương Tiễn tâm lý rất là tự trách, hắn cho rằng là mình trêu chọc thần tiên. Một bên khác, Sở Câu Hoài toàn thân là nùng huyết cao tốc lao đi, hắn giờ phút này đã không còn khí chất phiêu nhiên như lúc trước, giống như là ác quỷ, nhìn thấy mà giật mình. Chuyện này không xong, Đại Tần Thiên Đình, ta tất trừ bọn ngươi! Sở Câu Hoài trong lòng gào thét, vẫn nộ đối với Diệt Thế yêu đế chuyển biến thành cửu hận đối với Đại Tần Thiên Đình, cái này nhất định là một trường kiếp nạn. Chương 802, đạo nhân điên. Nam vực thiên thế giới, Thánh đế phong. Tần Quân cùng một đám đại thần trở tại trên vách đá, bọn hắn đều đang thì thầm nói chuyện. Dương Tiễn đến cùng đang cùng ai đánh nhau? Vì cái gì bệ hạ lại không phái hình thiên đi? Ngươi không biết sao, nghe nói Bạch Trạch đã mạnh lên. Thật hay giả? Thời ngắn như vậy gian, nàng có thể biến mạnh cỡ nào? Không biết, bệ hạ làm việc, chúng ta lại có thể nào đoán được. Tần Quân mặt không thay đổi nhìn qua chân trời, Bạch Trạch chính là Đại La thủy tiên, phái nàng đi sẽ không có vấn đề. Chỉ là hắn trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Dương Tiễn Thế nhưng là một trong những ái tướng của hắn. Bệ hạ, không cần lo lắng, Dương tướng quân người hiền tự có thiên tướng." Đắc Kỷ nhẹ giọng an ủi. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, nói, "Chậm tự nhiên minh bạch, chỉ là luôn cảm thấy có cái đại sự gì đó muốn phát sinh." "Đại sự?" Đắc Kỷ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nàng cũng không có tiếp tục hỏi dưới bởi vì đám người bạch trạch đã từ chân trời bay tới dương tiễn máu me khắp người bởi vì bản thân bị trọng thương cho nên bọn hắn bay cũng không nhanh bạch trạch dẫn theo lệ thanh đi đến trước mặt tần quân tiện tay quăng ra đem lệ thanh ném xuống đất văn võ quan viên còn lại đều hiếu kỳ dò xét lệ thanh tần quân lật tay xuất ra một cái đại la phục nguyên đan ném cho dương tiễn cười nói không hồ là nhị lang thần của trẫm người bây giờ đột phá đến cảnh giới nào rồi dương tiễn đã không phải lần đầu tiên phục dụng đại la phục nguyên đan trực tiếp nuốt vào, sau đó chắp tay cười nói, mạt tướng không có làm nhục sứ mệnh, đã đột phá đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, so sánh có thể tung hoành đại la kim tiên cảnh vô địch thủ. Nói xong, hắn còn khiêu khích nhìn về phía đám người Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tím, Viên Hồng. Đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, còn vô địch tại đại la kim tiên cảnh, quần thần hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin tưởng. Dương Tiễn lúc trước vẫn chỉ là thái ất huyền tiên A, làm sao lại có thể bay vọt lên khủng bố như thế? a à, bệ hạ ta không phục ta cũng muốn trở nên mạnh hơn lý nguyên bá phát điên gọi nói dương tiễn bị hắn thường thường chén ép vậy mà siêu việt hắn hắn giờ khắc này cảm giác thế giới giống như sụp đổ la sĩ tín cùng viên hồng đều là nhíu mày chiến ý của dương tiễn bọn hắn đã rõ ràng cảm giác được khiến cho ánh mắt của bọn hắn không khỏi trở nên lăng lệ tần quân không nhìn lý nguyên bá mà phất tay cười nói dương tiễn người trước đi liệu thương đi nói xong hắn liền quay người nhìn về phía lệ thanh bên chân dương tiễn hướng tần quân thi lễ sau đó xoay người bay về phía nhị lang phủ hắn là ai tần quân nhíu mày hỏi bạch trạch thấp giọng nói bệ hạ chúng ta vẫn là đi thiên lao nói chuyện đi nơi này quần thần tụ tập nếu như là tin tức thần tiên đột kích truyền ra thế tất sẽ khiến cho đại tần thiên đình trên dưới khủng hoảng tần quân mày nhíu lại càng sâu không nghĩ tới tình thế nghiêm trọng như vậy hắn lập tức xua tan quần thần mang theo bạch trạch, kim quang thánh mẫu cùng lệ thanh hướng thiên lao đi đến. Cạch sở câu hoài rơi vào giữa sườn núi, hắn ngồi liệt trên đồng cỏ, giật giật quần áo kề sát nùng huyết của mình, đau đến hắn nghe răng. Sự ngoan độc của kim quang trận để hắn lòng còn sợ hãi. May mắn người thi triển trận này chính là một tên đại la trí tiên, để đại la thủy tiên đến thôi động, sợ là hắn đã hóa. Thành một bãi máu sền sệt. Đáng giận, thương thế quá nặng, căn bản không đủ để trở lại cổ tiên giới. Sở câu hoài cắn răng thì thảo nói, bên trong thiên tuyển phủ có thông đạo có thể đem hắn đưa ra ngoài mảnh thế giới này, nhưng muốn trở về cổ tiên giới, lại là phải đi qua một đầu tinh không chi lộ dài rằng rặc, trên đường nguy cơ tứ phía, hắn nếu không có khôi phục lại 3 phần tư thực lực, hắn cũng không dám đi thiên ngoại. Nhưng hắn hận không thể hiện tại tìm đại tần thiên đình báo thù, hắn muốn nhìn thấy bạch trạch, kim quang thánh mẫu chết, nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, hắn mới chậm rãi đứng dậy chuẩn bị tìm một chỗ liệu thương, nơi này khoảng cách cùng Nam vực đã rất xa xôi, không cần lo lắng Bạch Trạch cách nàng truy sát đến. Vượt qua đỉnh núi, hắn chợt dừng bước. Hắn cau mày, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp một tên lão đạo nhân từ đằng xa đi tới. Hắn một thân đạo bào rách nát, khuôn mặt cổ quái, có chút xấu xí, nhìn tựa hồ khoảng 40-50 tuổi, đi lại chậm chạp, đi ba bước lại ngừng một bước, trong miệng còn niệm lải nhải cái gì đó. "Uy, lão đạo, đạo quan của ngươi ở đâu?" Sở Câu Hoài trầm giọng hô lên. Hắn nhu cầu cấp bách hiện tại là cần một nơi dưỡng thương ở lại trong đạo quán dù sao cũng so với trong sơn động tốt hơn. Lão đạo nhân không để ý đến hắn, mà tự mình đi tới, sau đó liền cùng hắn gặp thoáng qua. Sở câu hoài nghe được trong miệng hắn niệm, đạo khả đạo, phi thường đạo, hà vi đạo, hà vi xiển. Uy, ngươi không nghe được bản tiên nói gì sao? Sở câu hoài bắt lấy bả vai lão đạo nhân, ấn xuống. Lão đạo nhân quay đầu nhìn hắn một cái, hai mắt trống rỗng để sở câu hoài trái tim bỗng nhiên băng giá. Phi, xem ra ta là bị dọa ra bóng tối rồi sở câu hoài trong lòng chửi mình phiến thiên địa này xuất hiện bạch trạch đã không thể nào tưởng tượng nổi không có khả năng sẽ còn có đại la thủy tiên khác tiên tiên nào giống như người rơi xuống ruộng đất như vậy lão đạo nhân tức giận nói để sở câu hoài nghe được nổi giận bị bạch trạch khi nhục đã để hắn lửa giận khó nhịn không nghĩ tới ở một nơi rừng núi hoang vắng như này lại gặp phải một đạo nhân điên cũng dám chào phúng hắn ai có thể nhịn nhưng hắn không thể nhẫn nhục Lúc này, sở câu hoài liền nhấc trưởng đánh hướng thiên linh cái của lão đạo nhân. Ba lão đạo nhân lại là như thiểm điện bắt lấy cổ tay của hắn, để tay phải của hắn không cách nào động đậy. Sở câu hoài trừng to mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ không thể tin được. Ngươi, sở câu hoài run giọng nói, lời nói đều nói không thuận, tâm lý tuyệt vọng không thôi. Nơi này đến cùng là cái thế giới gì, làm sao tùy tiện đều gặp được cường giả có thể dễ dàng nghiền ép hắn. Tiên nhân lại như thế nào, bất quá là một đám ngu phu trạch hướng bản tâm mà thôi lão đạo nhân âm dương quái khí nói ra ta thế nhưng là tiên sở câu hoài lời còn chưa nói hết liền bị lão đạo nhân quật ngã xuống đất lão đạo nhân nhấc chân dẫm ở trên lồng ngực của hắn để hắn nằm trên đồng cỏ không thể động đậy ở trước mặt ta ngươi không xứng đáng là tiên lão đạo nhân xuất ra một thanh hắc thước bên hông đập lên trên thân của sở câu hoài chỉ một đập liền đau đến sở câu hoài hét thảm hắn chỉ cảm thấy linh hồn đều đang nhói nhói đây là pháp bảo gì Sở Câu Hoài Kinh thanh hỏi, trong lời nói tràn đầy hoảng sợ. Cho dù đối mặt với Kim Quang trận, hắn đều không có kêu thảm, có thể thấy được hắc thước khủng bố thế nào. Nói, "Ngươi không xứng đáng là tiên." Lão đạo nhân không nghe, lại là một đập. A mau nói, "Bản tiên tha a à trong sơn dã, tiếng kêu thảm thiết của Sở Câu Hoài cả kinh chim muông trong rừng cây chung quanh bay đi." Chịu bảy thước, Sở Câu Hoài rốt cục gánh không được, gọi nói, "Ta không xứng đáng là tiên." Lão đạo nhân lúc này mới hài lòng thu thước sau đó nhắc lên sở câu hoài hấp hối, đem hắn nâng lên trên không trung, cười nói, vốn là còn muốn đi đại tần thiên đình nhìn xem một chút, vị bồ đề tổ sư kia đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể thu thập như lai, không nghĩ tới nửa đường lại gặp được ngươi, đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ, mặc dù có chút yếu, nhưng vừa vặn có thể làm tôi tớ cho ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Sở câu hoài cắn răng hỏi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tên đạo nhân điên này so với bạch trạch còn khủng bố hơn. Ta tên nhiên đăng, lão đạo nhân hử lạnh nói ra, nói xong liền dẫn theo sở câu hoài trở về. Nhiên đăng, ta thế nhưng là tiên nhân đại biểu cho cổ tiên giới, ngươi dạng này sẽ bị trời phạt. a à, còn muốn chịu vài thước sao? chương 803, truy nã sở câu hoài. Trong mơ mơ màng màng, lệ thanh chậm rãi mở hai mắt ra, thu vào tầm mắt của hắn chính là một bức tường đen nhánh. Người rốt cục tỉnh. Tần quân âm thanh thăm thẳm truyền đến, cả kinh lệ thanh nhảy dựng lên, nhưng một giây sau hắn liền phát hiện toàn thân đã bị xích sắt quấn quanh, đồng thời trong thể nội cũng không có một chút xíu pháp lực nào. Đừng vùng vẫy, ngươi bây giờ đã là một tên phàm nhân, chẫm hỏi ngươi, người kia đi cùng ngươi thật là thần tiên sao? Tần quân ngồi tại trên kim tọa trước cửa nhà lao nhẹ giọng hỏi, hắn người mặc cửu long trí tôn hoàng bào cho dù tư thế ngồi lười biếng, cũng cho người ta uy thế lớn lao. Bạch trạch cùng kim quang thánh mẫu đứng tại hai bên trái phải hắn, coi thường nhìn lấy lệ thanh các ngươi muốn làm cái gì, ta thế nhưng là trưởng lão của thiên tuyển phủ. Lệ thanh trầm giọng nói, thiên tuyển phủ không chỉ đại biểu cho ý chí của thần tiên, mà còn là nơi ngưng tụ khí vận của phiến thiên địa này. Diệt thế yêu đế tập kích thiên tuyển phủ, thế tất sẽ dẫn tới thiên nộ, đây cũng là nguyên nhân lệ thanh không sợ đại tần thiên đình, cho dù hắn hiện tại là tù nhân. Thiên tuyển phủ lại như thế nào? Trưởng lão lại như thế nào? Tần quân cười lạnh nói, gia hỏa này mang theo thần tiên đến đại tần thiên đình, rõ ràng không có lòng tốt thoại âm vừa rơi xuống, tay phải của hắn liền nâng lên, ngón trỏ bức ra một giọt tinh huyết, hướng phía lệ thanh bay ra. Đúng là vạn kiếp ngự trùng hắn hồi lâu chưa từng sử dụng qua. Hắc điệp tiên tử truyền cho hắn, chỉ cần bị tinh huyết do vạn kiếp ngự trùng biến thành chui vào trong cơ thể, thì tính mệnh người bị cắm vào sẽ nắm chắc tại trong tay tần quân. Người muốn làm cái gì? Lệ thanh tâm lý không tên bất an, liền vội hỏi. Tần quân cũng không trả lời, mà là thao túng tinh huyết trực tiếp nhỏ tại trên mặt lệ thanh, trong nháy mắt liền chui vào trong da một giây sau đồng tử lệ thanh lập tức co rụt lại tim đập nhanh hơn một cỗ kịch liệt đau nhất trước nay chưa có bỗng nhiên từ trong cơ thể truyền đến để hắn co quắp ngã trên mặt đất một màn này thấy để bạch trạch cùng kim quang thánh mẫu âm thầm hiếu kỳ cho dù là đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ bạch trạch cũng xem không hiểu về phần nói thôi toán tần quân đối với nàng tới mà nói chính là tồn tại bá cách như vậy tính toán liền muốn thổ huyết a à, lệ thanh co quắp bỗng nhiên ngửa đầu kêu thảm một tiếng hắn toàn thân đều là mồ hôi chán nổi gân xanh nhìn vô cùng thê lương tần quân tâm thần nhất động lệ thanh đau đớn liền giống như nước thủy triều thối lui giờ khắc này tần quân cùng lệ thanh đã thành lập một loại liên hệ chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể để lệ thanh hồn phi phách tán nên biết lệ thanh thế nhưng là đại la trí tiên vẫn như cũ chạy không thoát khỏi vạn kiếp ngự trùng thương tổn nếu là lúc bình thường lệ thanh có thể thôi động pháp lực ngăn cản thế nhưng hắn lúc này đã bị tần quân cưỡng ép cho dùng độc dược mà hắn từ trong thần thoại thương thành đổi lấy, tạm thời tán đi pháp lực, cho nên vạn kiếp ngự trùng, căn bản không tốn một chút sức lực liền chui vào trong thần hồn của hắn. Từ giờ trở đi, mệnh của ngươi tại trong tay chẫm. Tần quân hít mắt nói ra. Lệ thanh nằm dạp trên mặt đất không ngừng thở ngừng đầu nhìn về phía tần quân, trong mắt tràn đầy tơ máu, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, để cho người ta khó có thể tưởng tượng lúc trước hắn gặp phải thống khổ bao lớn. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lệ Thanh cắn răng hỏi, hắn còn không hết hy vọng, cho rằng trở lại thiên tuyển phủ về sau liền có thể giải trừ vạn kiếp ngự trùng. Chấm chính là tần thánh đế, ngươi từng nghe nói qua sao? Tần quân nhẹ giọng trả lời. Đối đãi với địch nhân, hắn sẽ không nương tay. Lệ Thanh đem sở câu hoài đưa đến đại tần thiên đình, cho dù hắn là bị người chỉ thị, nhưng cũng là người quan hệ trực tiếp, tần quân cũng sẽ không nương tay. Lúc đầu tần quân còn muốn cho hắn một cơ hội, nhưng không có nghĩ tới tên này vừa tỉnh dậy liền lấy thiên tuyển phủ ra uy hiếp hắn. Tần Thánh Đế. Lệ Thanh như bị sét đánh, tuy rằng nghe nói qua Tần Thánh Đế rất trẻ trung, nhưng không nghĩ tới lại trẻ như vậy. Thành thật khai báo đi." Tần Quân không kiên nhẫn nói. "Tên thần tiên kia nói không chừng đã ở trên đường trở về Thiên Tuyển phủ rồi, nếu để cho hắn trở về Cổ Tiên giới gọi viện binh thì quả thật là phiền phức vô cùng." Nhưng Tần Quân thật tình không biết, Sở Câu Hoài đã bị Nhiên Đăng khổ ép cướp đi. Lệ Thanh không còn dám giấu giếm, hắn nếu như nói láo, tần quân liền có thể thông qua vạn kiếp ngự trùng cảm ứng được trong cơ thể hắn có chủ trùng mà chui vào trong cơ thể lệ thanh chính là tử trùng song phương có thể cảm ứng được lẫn nhau thời gian qua đi một nén nhang tần quân mới tính là hiểu rõ chân tướng tất cả mọi chuyện diệt thế yêu đế đồ lục thiên tuyển phủ không nghĩ tới bên trong thiên tuyển phủ cất giấu một tên thần tiên dưới sự liên thủ áp chế của sở câu hoài cùng tất cả trưởng lão mới có thể đem diệt thế yêu đế trọng thương nhưng sở câu hoài cũng không cách nào tại chỗ chém giết hắn bởi vì biết rõ diệt thế yêu đế chính là chiến tướng của Chiến thần Cơ Vĩnh Sinh 13 vạn năm trước, cho nên Sở Câu Hoài liền muốn truy sát diệt thế yêu đế, chấm dứt hậu hoạn. Cho dù tại cổ tiên giới, tên của Cơ Vĩnh Sinh cũng được lưu truyền sâu xa, trận chiến năm đó, Cơ Vĩnh Sinh thế nhưng là giết không ít thần tiên, chấn động toàn bộ cổ tiên giới. Nghe nói Tần Quân chính là chiến thần chuyển thế, Sở Câu Hoài liền cho rằng diệt thế yêu đế sẽ trốn về với Tần Quân, thế là hắn trực tiếp đánh tới, đúng lúc gặp được Dương Tiễn Độ Kiếp cho sinh lòng yêu tài muốn thu nhận vị tiên nhân gọi là sở câu hoài kia chỉ sợ là sẽ giận cho đánh mèo cả phiến thiên địa này ngươi sao không giúp bọn ta một chút sức lực bạch trạch bỗng nhiên mở miệng nói tần quân khiêu mi không rõ ý trong lời này của bạch trạch nhưng hắn cũng không có lập tức hỏi thăm mà là chờ đợi bạch trạch tiếp xuống giải thích lệ thanh cắn răng hỏi giúp đỡ bọn ngươi nếu không phải diệt thế yêu đế đột nhiên tập kích thì như thế nào lại náo ra đại sự như vậy trẫm nhưng chưa từng có thừa nhận qua mình là cơ vĩnh sinh huống hồ diệt thế yêu đế cũng không phải chấm phái đi. Tần quân tức giận nói, người khắp thiên hạ đều cho rằng hắn là cơ vĩnh sinh, nhưng lại không có người chân chính hỏi qua hắn, cái này liền khiến hắn rất nổi nóng. phảng phất như tất cả cố gắng của hắn đều quy công cho tên của cơ vĩnh sinh. Liền ngay cả nhóm thần ma cũng thay đổi thành nội tình của thánh đình, quả thực là cường đạo A, lệ thanh trầm mặc, thiên tuyển phủ kỳ thực cũng không tin tần quân là cơ vĩnh sinh chuyển thế, nghe nói cơ vĩnh sinh năm đó đã hình thần câu diện, không có khả năng có thể chuyển thế ngươi trở về để thiên tuyển phủ hạ lệnh, truy nã sở câu hoài toàn thiên hạ, đừng nói hắn là thần. Tiên, mà nói hắn là yêu ma ngoài thiên ngoại trốn tới, muốn giết sạch thương sinh. Bạch Trạch ánh mắt lấp lóe nói ra. Lời vừa nói ra, lệ thanh cùng kim quang thánh mẫu đều hít sâu một hơi. Tần quân cũng kinh ngạc lườm nàng một chút, kế sách thật độc. Thiên ngoại hai chữ đối với sinh linh toàn bộ thiên hạ tới mà nói đều rất mẫn cảm. Nếu như đem sở câu hoài miêu tả thành yêu ma, chỉ sợ là thế lực khắp nơi đều sẽ ngồi không yên những cái siêu cấp thế lực kia cho dù biết được sở câu hoài là tiên nhân chỉ sợ cũng không dám để cho sở câu hoài rời đi đây cũng không còn là mâu thuẫn giữa đại tần thiên đình cùng thần tiên nữa mà là liên quan đến toàn bộ nguy nan của thiên địa lệ thanh trầm mặc hắn nhìn ra được lòng dạ của sở câu hoài vô cùng nhỏ mọn sau này trở về càng sẽ không có khả năng nói hắn là bị một tên nữ yêu đánh bại vì củng cố mặt mũi của mình hắn sợ rằng sẽ nói là khắp thiên hạ cùng một chỗ tiến công hắn hắn mới bị thua huống chi lệ thanh hắn còn biết được kế hoạch của phủ chủ đại năng cổ tiên giới tuyệt đối không thể giáng lâm mảnh thế giới này bằng không bọn hắn sẽ còn bị cầm tù mấy chục vạn năm tại bên trong mảnh thế giới này ta trở về cùng phủ chủ thương lượng lệ thanh hít sâu một hơi nói ra đương nhiên hắn sau này trở về chuyện thứ nhất cần làm chính là nghĩ biện pháp giải trừ vạn kiếp ngự trùng được tần quân quả quyết đáp ứng sau đó đứng dậy tự mình kéo ra xiềng xích cửa nhà lao lệ thanh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc không nghĩ tới tần quân nhanh như vậy liền đáp ứng. Thật tình không biết có vạn kiếp ngự trùng, tần quân căn bản không cần lo lắng hắn sẽ làm ra sự tình thiêu thân. Chương 804, yêu ma kinh thiên hạ. Ngày đó, Lệ Thanh liền được tần quân thả ra, mà sự tình sở câu hoài cũng không có bị tần quân truyền đi. Dương Tiễn sau khi trở về, hết thảy phẳng phất liền lâm vào trong bình tĩnh như cũ. Mà sở câu hoài bị nhiên đang bắt đi về sau, liền không còn có tin tức nữa, phẳng phất như bốc hơi khỏi nhân gian. Trong ngự hoa viên, tần quân đợi tại bên trong thạch đỉnh suy nghĩ, hắn bây giờ còn có bốn lần thần ma đỉnh phong, không biết nên hay không nên sử dụng. Thần ma có thể tăng lên giá trị có la sĩ tín, hình thiên, như lai, nhưng điều quá mạnh, hắn không dám sử dụng, như lai càng là không có chính thức đầu nhập vào tần quân. Có nên để khoa phụ hoặc là hậu nghệ, đi phó bản lôi ra một đống chiến sĩ vu tộc hay không? Tần quân sờ lên cầm thì thảo nói, rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn phủ quyết. Vu tộc đoàn kết một mạch, vạn nhất đem toàn bộ vu tộc đều mang ra, thì còn đến mức nào? Nghĩ đến đây, tần quân không khỏi sợ hãi. Thập nhị tổ vu nếu là đi ra, không có đề tuấn hỗ trợ đông hoàng thái nhất đều muốn bị đánh ngốc, chớ nói chi là hắn. Dựa theo hắn lý giải, thập nhị tổ vu cùng so với đông hoàng thái nhất không kém hơn chút nào. Thôi, thần ma phó bản vẫn là tiếp tục giữ lại đi, chờ đợi có 5 lần, đổi thành chỉ định triệu hoán thần ma thì tốt hơn. Về phần 4 lần thần ma đỉnh phong cũng nên động, lưu hai lần, dùng hai lần liền để Lý Tồn Hiếu cùng Quan Vũ thử một chút đi. Tần Quân âm thầm quyết định, chuẩn bị ngày mai liền triệu kiến Lý Tồn Hiếu cùng Quan Vũ, cho dù bọn hắn tăng lên không quá nhiều, hắn cũng không khó chịu, coi như báo ân đi. Chỉ chớp mắt, 5 ngày liền vội vàng đi qua. Một ngày này, Thiên Tuyển phủ liền phát ra một lệnh truy nã, chiêu cáo toàn thiên hạ, bắt một tên tà ma thiên ngoại gọi là Sở Câu Hoài, đồng thời chân dung của Sở Câu Hoài cũng được truyền đến lục điện tam địa bên trong một cái tiểu thế giới, non xanh nước biếc, thải hồng treo thiên, duy mỹ vô cùng. Lâu Nam đứng tại trước một thác nước cự đại, dưới đáy mặt hồ nổi lên hơi nước khiến cho thân hình của hắn nhìn như là trích tiên độc lập với thiên địa. Lệ Thanh Tốc biến đến sau lưng Lâu Nam, trầm giọng nói, "Phủ chủ, lệnh truy nã đã được truyền ra ngoài." Ừm. Lâu Nam vẫn như cũ vong tỉnh tại bên trong sơn thủy. Lệ Thanh nhịn không được nghi hoặc nói, "Thật nếu làm như vậy, nếu như thần tiên phát hiện được chân tướng, chúng không phải đều phải xong sao?" Thật vậy sao? Lâu Nam phản hỏi, để lệ thanh không phản bác được. Thiên tuyển phủ bọn hắn nhìn như cao cao tại thượng, nhưng bất quá chỉ là con rối của thần tiên mà thôi. Cho dù là đặc sứ cũng có quyền lực tới một cái rút củi dưới đáy nồi, để thiên tuyển phủ thay người. Nơi này của chúng ta cùng cổ tiên giới khoảng cách rất xa xôi, cho dù sở câu hoài trở về phục mệnh cũng cần mấy năm. Trong khoảng thời gian này cửu đế nhất định có thể đề cử ra, đến lúc đó lại phá thiên, chúng ta liền không cần sợ thần tiên nữa. Lâu Nam hừ lạnh nói, tuy rằng Sở Câu Hoài cứu Thiên Tuyển phủ bọn hắn, nhưng cũng không cải biến được sự chán ghét của bọn hắn đối với thần tiên. Bọn hắn đã bị cầm tù quá lâu, lâu đến mức bọn hắn cơ hồ đều muốn chết lặng. Lệ Thanh hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, Thiên Mệnh Đại Đế, Viêm Hoàng, Cửu U Âm Đế cùng kiếm chủ thật mạnh như vậy sao? Diệt Thế Yêu Đế thời điểm xuất hiện, thế nhưng là cho Cửu U Âm Đế một cái hạ mạo uy. Sự kiện kia không biết là bị kiếm chủ hay vẫn là đại Tần Thiên Đình để lộ ra, khiến cho Cửu U Âm Đế ném không ít mặt mũi. Quỷ Vương Tư Mã Mộng Ma cũng bị Đại Tần Thiên Đình dọa lui, hùng chủ xếp tại 10 vị trí đầu đã có mấy tôn tại trước mặt Đại Tần Thiên Đình, ăn thiệt thòi. Hừ, lấy biểu hiện thực lực của Diệt Thế Yêu Đế, lúc tập kích chúng ta căn bản không đủ để đánh bại Cửu U Âm Đế, tên kia làm người âm hiểm, khẳng định là hắn cố ý nâng lên Diệt Thế Yêu Đế." Lâu Nam tức giận nói. "Nâng Diệt Thế Yêu Đế?" Lâu Nam giải thích, Cửu U Âm Đế thống nhất Âm phủ là một thể đã không cần danh tiếng, hắn nâng Diệt Thế yêu Đế lên, vì chính là kế hoạch cửu đế. Nếu như ta đoán không sai, Cửu U Âm Đế từ đầu tới đuôi liền chưa từng ra tay, dù sao thiên hạ hôm nay người biết Diệt Thế yêu Đế đã ít đến thương cảm, nhưng Diệt Thế yêu Đế nếu là đánh lui Cửu U Âm Đế, danh tiếng chắc chắn sẽ tăng vọt. Lệ Thanh giật mình, đồng thời tâm lý âm thầm kinh hãi, xem ra hắn không thể coi thường bất luận tên hùng chủ nào xếp tại năm vị trí đầu, kế hoạch cửu đế. Lệ Thanh thì thảo nói, cũng không có tiếp tục hỏi cái gì, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Thời đại này so với dĩ vãng bất luận cái thời đại nào đều muốn đặc sắc hơn. Từ khi Thiên Tuyển phủ ban bố lệnh truy nã về sau, các đại thế lực khắp thiên hạ đều nhận được tin tức, còn có chân dung của Sở Câu Hoài. Trong lúc nhất thời, mấy trăm cái vực liền bắt đầu nghị luận Sở Câu Hoài, Sở Câu Hoài tà ma thiên ngoại, ti muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa, yêu ma bực này nhất định phải trừ cho sướng ta còn là lần đầu tiên nghe được thiên tuyển phủ ban bố lệnh truy nã. Siêu Việt Đại La Chí Tiên. Đại La Chí Tiên là cái gì? Ta thiên, thiên hạ muốn đại loạn rồi sao? 20 năm gần nhất, cách một đoạn thời gian thường sẽ có tân hùng chủ xuất hiện, kinh động thiên hạ, rõ ràng ở thời đại này, của thiên mệnh đại đế sẽ phải một lần nữa đề cử lại thế lực đỉnh cấp mới, của toàn thiên hạ, mà trước khi bão táp tới lại giết ra một tên tà ma thiên ngoại, cho dù là tiểu hài tử 3 tuổi, cũng có thể cảm giác được gần nhất đại sự thật sự là quá nhiều thời điểm ngoại giới đang nhao nhao bình luận, thì tần quân lại là đang tu luyện đại chu thiên trưởng. Quan vũ thông qua thần ma đỉnh phong đã miễn cưỡng khôi phục lại chân tiên cảnh nhị tầng, vẫn như cũ khó gánh chức trách lớn, lý tồn hiếu thì là kim tiên cảnh nhất tầng, cũng không được, nhưng tần quân cũng không hối hận, đằng sau hắn sẽ lần lượt đem thần ma, triệu hoán trước kia nghĩ biện pháp để cao thực lực. Bệ hạ, nhan vương điện chuyển đến tin tức, gần đây tựa như có đại thế lực đang nhằm vào nhan vương điện. Bạch Trạch đi vào ngự hoa viên, Hướng Tần Quân chắp tay nói, nàng là trừ Thánh Hoàng hậu bên ngoài ra, mà người duy nhất có tư cách trực tiếp tiến vào Ngự Hoa Viên, điểm này để quần thần Miên Man bất định, đều là đem Bạch Trạch xem như Thánh phi. Đồng thời nàng chính là cường giả đại la cảnh, đáng giá để quần thần kính sợ. Tần Quân nghe xong, dừng lại động tác hỏi, cần trợ giúp sao? Người biết được quan hệ giữa Đại Tần Thiên Đình cùng Nhan Vương Điện đích sắc rất ít, bọn hắn đều không có truyền đi, cho nên bao quát cả nhóm Thánh phi ở bên trong cũng không biết được quan hệ giữa đại tần thiên đình cùng nhan vương điện tần quân trong lòng thầm mắng thiên hạ cửu đế mánh lưới quá lớn khiến cho rất nhiều gia hỏa dã tâm bừng bừng đều kìm nén không được muốn gây sự gia tăng danh tiếng của bản thân mà nhan vương điện là tân thế lực mới nhất liền bị chú ý nếu như có thể đem nó dẫm tại dưới chân khẳng định sẽ nhất phi trùng thiên có hy vọng trùng kích thiên hạ cửu đế nhưng tần quân sớm đã đem lưu trầm hương phái đi lại thêm chân vũ đại đế lý tư long đế vương tiễn Mông điểm đám người Đại La Kim Tiên tại, hẳn là không thành vấn đề mới đúng. Thi Hoàng Điện cùng Ưu Công tử đều để mắt tới Nhan Vương Điện. Bạch Trạch nhẹ giọng nói: "Nếu như công bố ra quan hệ giữa Nhan Vương Điện cùng Đại Tần Thiên Đình, khẳng định sẽ dọa chạy đám người này, nhưng không cần thiết. Xem ra chậm cần phải tự mình đi một chuyến." Tần Quân khẽ cười nói: "Thay vì đợi tại Đại Tần Thiên Đình nỗ lực tu luyện, chẳng bằng đi chiến đấu, tiến bộ sẽ càng nhanh hơn." Bạch Trạch mỉm cười. Tại trong ngự hoa viên, tần quân liền lặng lẽ sai người thành lập truyền tống môn, kết nối cùng với bên trong nhan vương thành. Chỉ cần thời gian không đến hai nén nhang liền có thể chui vào bên trong nhan vương thành. Bộ truyền tống môn này cũng không phải truyền tống môn phổ thông, chính là tần quân bỏ ra 3.000 vạn danh khí trị từ, trong thần thoại thương thành đổi lấy, khoảng cách truyền tống rất xa, truyền tống môn càng là ổn định cùng ẩn nấp. Truyền tống môn bình thường đều rất lớn, có thể nói là sợ người khác không nhìn thấy nó. chương 805, Như Lai Quy Tâm như lai đã nghĩ thông chưa tần quân hướng bạch trạch hỏi nếu như lai đã nghĩ thông vậy lần này liền có thể dẫn hắn đi yêu khư chơi đùa lấy vĩ lực của như lai tuyệt đối có thể quét ngang nhất phương bệ hạ nên đi du thuyết hắn một lần nữa đi ta cảm giác sắp được rồi hắn lực cầu sinh rất mạnh bạch trạch nhẹ giọng trả lời dưới cái nhìn của nàng nàng khôi phục đỉnh phong cũng không e ngại như lai nhưng mà nàng không biết như lai đỉnh phong lại khủng bố đến mức nào không biết bồ đề tổ sư là biến thái cỡ nào tần quân gật đầu lập tức mang theo bạch trạch hướng thiên lao đi đến thời gian nửa chén trà nhỏ qua đi tần quân hai người liền đứng ở bên ngoài phòng gian của như lai thiên lao rất lớn đã nhốt mấy ngàn người đều là phạm nhân tu vị rất mạnh mà như lai thân là ở tầng tận dưới đáy như lai có quắp tựa ở trên góc tường nhìn thấy tần quân tiến đến trong mắt liền lóe lên vẻ vui mừng nhưng chỉ là trong chớp mắt ngay cả tần quân đều không có bắt được những ngày ngày hắn tại trong lồng giam suy nghĩ rất nhiều cũng nghĩ thông suốt không ít nếu như cứ như vậy tọa hóa hắn xác thực không cam tâm hắn nhất định phải để nhiên đăng chết không yên lành đi qua tần quân kích thích về sau cừu hận của hắn đối với nhiên đăng đã cao hơn sát ý đối với tần quân đại tần thiên đình còn dễ nói dù sao cũng là hắn trước đó trêu chọc đại tần thiên đình thực lực vận khí không bằng người thua chính là thua nhưng nhiên đăng hắn liền không phục dựa vào cái gì không hiểu thấu lại muốn cưỡng chiếm địa bàn của hắn địa vị kiếp trước của bọn hắn thế nhưng là không sai biệt lắm đều đứng hàng phật tổ thời điểm thấy nhiên đang mặc trang phục đạo sĩ trên người hắn thậm chí còn hoài nghi nhiên đang làm phản cho nên hắn nhất định phải thanh lý môn hộ ân hắn đã đã tìm được một cái cớ hoàn mỹ thuyết phục mình cái kia chính là thanh lý môn hộ diệt trừ nhiên đăng tên phản đồ này như lai nghĩ thông rồi sao tần quân nhẹ giọng hỏi như lai chậm rãi đứng dậy đi đến trước cửa nhà lao cùng tần quân bốn mắt nhìn nhau hắn giờ phút này thân cao cùng tần quân chênh lệch không lớn nhưng một thân cả xa tích để bụi đất cùng tần quân người mặc hoàng bào so sánh khí thế yếu đi không chỉ nhất sao nửa điểm ta hiện tại tu vị tẫn tán chỉ sợ không có mấy trăm năm cũng khó khôi phục đỉnh phong như lai bình tĩnh nói mấy trăm năm kỳ thực đã rất nhanh từng có đại năng bế quan một lần chính là thương hải tăng điền tần quân khóe miệng giật một cái cái lão lừa chọc này vậy mà cùng hắn nói điều kiện ngươi nếu như thành tâm thần phục chẫm bảo đảm để ngươi hồi phục tần quân trầm giọng nói bạch trạch sau lưng mỉm cười, đại tần thiên đỉnh lại tăng thêm một tên đại la thủy tiên. Thoại âm vừa rơi xuống, Như Lai liền quỳ gối trước cửa nhà lao, trầm giọng nói, ta Như Lai nguyện thần phục thánh đế bệ hạ, lấy cái chết hiệu chung, đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu phục được Như Lai. Hệ thống âm thanh nhắc nhở đi theo tại trong đầu tần quân vang lên, không cần tần quân nhắc nhở, bảng thuộc tính của Như Lai liền hiển hiện ra, Như Lai, đến từ Tây Du Ký. Thân phận, Phật Tổ. Tu vị, Đại La Thủy Tiên Cảnh Trung Kỳ công pháp, đại nhật như lai Phật kinh, thần thông, như lai thần trưởng, trưởng trung Phật quốc, Phật tổ vạn tượng, độ trung thành, 64 mắc trị số 100, đại la thủy tiên cảnh trung kỳ, tần quân giật mình trong lòng, mẹ nó, như lai dạng, này cho hắn đại la phục nguyên đan, bạch trạch đều ép không được, hắn bỗng nhiên rất cảm tạ nhiên đang lúc trước trọng thương như lai, nếu không đại tần thiên đình muốn mài chết như lai, không khác gì nói chuyện viển vông nhìn qua như lai viên đầu chọc bóng lưỡng kia, tần quân liền rối rắm Như lai độ trung thành tại 64, hẳn là sẽ không làm phản A, trong lòng của hắn không nắm chắc được. Như lai, mau mau đứng lên đi, kỳ thực ngươi và ta lúc trước cũng chỉ là đứng tại phe phái khác nhau, riêng phần mình mưu lợi, cũng không có bao nhiêu tử thù, nếu không có niết bàn bồ đề của ngươi, ái phi của chấm liền nguy. Tần quân một bên cười nói, một bên kéo ra xích sắt trên cửa lao, tự mình thả Như Lai đi ra. Như Lai nghe xong, tâm lý liền nhẹ nhõm không ít quả nhiên cùng đường tam tạng nói giống nhau như đúc tần thánh đế đối ngoại tuy rằng bá đạo ngông cuồng nhưng đối nội lại tuyệt không keo kiệt như lai dù sao cũng là phật tổ nếu không phải áp lực tay trắng khởi ra quá lớn hắn cũng sẽ không đi nhiều nước cờ hiểm như vậy bây giờ nghe được lời nói của tần quân trên mặt hắn cũng lộ ra bất đắc dĩ cười nói tất cả đều là vì một chữ lợi ta vốn định thành lập phật giáo chính thống thế nhưng cái thế giới này đối với phật thành kiến quá lớn Tần quân lắc đầu cười một tiếng, nói, cùng chẫm đi một chuyến đi, vừa vặn tâm sự, chẫm thế nhưng là có rất nhiều nghi hoặc. Như Lai có được tu vị đại la thủy tiên cảnh trung kỳ, lúc trước vì sao không một lần trưởng diệt đại tần thiên đình. Lấy tu vị của hắn hoàn toàn có thể tung hoành thiên địa vô địch, lại vì sao điệu thấp, chỉ ít so với yêu hoàng đê điều hơn. Lại nhìn nhiên đăng, mới ra ngoài bao lâu, đã quấy đến long trời lỡ đất. A-di-đà Phật, mời bệ hạ dẫn đường. Như Lai vỗ tay cười nói, tiêu tan hiểm khích lúc trước về sau, hắn cũng có vẻ vô cùng dễ dàng, giống như hồi sinh. Kỳ thực thời gian chiến tranh tại Tây Vực, như lai đối với tôn ngộ không giận khống để tần quân rất xúc động. Tôn ngộ không là đáng thương, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận, đứng ở góc độ thiên đình. Để như lai không giết tôn ngộ không, đã là nhân từ lắm rồi. Phần lớn người đều muốn theo tôn ngộ không, vô pháp vô thiên, tứ vô kỵ đạn, cho nên mới đứng tại góc độ của tôn ngộ không chán ghét như lai. Như lai kiếp trước vốn là hình tượng chính diện, nhưng các loại âm mưu luận của hậu thế vừa ra, để Tần Quân đều cảm thấy hắn rất buồn nôn. Chỉ bằng như Lai một thân một mình giận chiến đại Tần Thiên Đình, chỉ là điểm này đã làm cho Tần Quân vô cùng khâm phục. Đương nhiên, Tần Quân tạm thời đối với Như Lai vẫn là không có hảo cảm, gia hỏa này dã tâm quá lớn, nhất định phải đề phòng. Cứ như vậy, Tần Quân liền mang theo Như Lai cùng Bạch Trạch trở lại Ngự Hoa Viên, chuẩn bị dịch chuyển đến Nhan Vương điện. Yêu Khư, Nhan Vương Thành Vĩ Ngạn đứng vững tại phía trên đại địa thiên không vẫn như cũ bị yêu vân bao phủ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời dương thiền đứng tại đỉnh lâu vũ nhìn về phía cuối đường chân trời xa xa trên khuôn mặt đoan trang mỹ lệ mơ hồ có một tia lo âu lưu trầm hương xuất hiện ở sau lưng nàng cười ha hả hỏi mẹ người đang lo lắng lại phải khai chiến sao khi biết được dương thiền cũng xuất hiện ở cái thế giới này lưu trầm hương có thể nói là cao hứng đến cực điểm liên đối độ trung thành của hắn đều tăng lên mấy điểm Ừm, bệ hạ vội vàng sự tình thiên hạ cửu đế, nếu như phân, tâm, cũng không tốt lắm. Dương Thiền nhẹ nhàng gật đầu nói. Lưu Trầm Hương không nghĩ nhiều, vui cười nói, sợ cái gì, còn có nhan vương điện đây à. Dương Thiền đối với hắn lật ra một cái liếc mắt, căn dặn nói, ở cái thế giới này ngươi nhưng phải khiêm tốn một chút, không thể cuồng vọng. Lưu Trầm Hương kiếp trước lên hoa sơn cứu mẹ về sau, tâm tính cũng có chút bành trướng, cho nên nàng phải nhắc nhở. Yên tâm đi, các trưởng lão bên trong nhan vương thành đều rất mạnh, nhất là chân vũ đại đế, quá mạnh. Lưu Trầm Hương tán thưởng nói ra, hắn kế thừa y bát của đấu chiến thắng Phật, cũng biến thành hiếu chiến. Dương Thiền yêu chiều đưa tay điểm một cái lên trán của hắn, đúng lúc này, ngoài thanh bỗng nhiên truyền đến trận trận quỷ khóc lang hào. Lại tới, Dương Thiền nhíu mày nói, thi hoàng điện gần nhất đối với nhan vương thành, quấy rối có thể nói là liên tục không ngừng. Từ trọng sinh làm điện chủ tự nhiên, không có ý tứ tự mình xuất thủ chén ép thế lực tân tấn, cho nên phái hai tên đại la trí tiên dẫn đội, cũng may nhan vương thành có hư không lang ma, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chân vũ tạp trùng, cút ra đây cho ta. Một tiếng hét to nổ vang, cả kinh tu sĩ, yêu dân bên trong nhan vương thành mảng nhĩ kém chút nổ tung. chương 806, Mệnh quân. Hai tên nam tử khôi ngô mặt không có chút máu phi hành trên không trung, phía trước là nhan vương thành, phía sau là vô số thi tu, thi nô. No. Thi hoàng điện mỗi lần xuất chiến đều là chiến thuật biển người. Một tên thi tu mang theo mấy tên thi nô, no thậm chí mười mấy tên, mấy trăm tên thi nô, tu vị đạt tới cao thâm, thậm chí có thể mang mấy ngàn tên thi nô. Từ trọng sinh đã từng triệu hồi ra trăm vạn thi nô tu vị thiên tiên cảnh, để trận chiến kia đặt vững địa vị của thi hoàng điện. Hừ, các ngươi những đồ quỷ sứ này lại đến tìm chết. Chân vũ đại đế đứng tại trên tường thành hừ lạnh nói, giống như hồng lôi vang vọng toàn bộ thương khung. Tu sĩ, yêu binh hai bên trái phải mặt mũi đều tràn đầy mỉa mai nhìn, qua thi tu thi hoàng điện, đây đã là lần xâm lấn thứ tư, mỗi một lần, thi hoàng điện đều là bị hai tôn hư không lang ma đánh lui. Oanh! Oanh! Hai tôn thân ảnh vĩ ngạn tựa như cự sơn nện ở bên ngoài tường thành, kích lên bụi đất cao mấy trăm trượng, rõ ràng là hư không lang ma. Diện mục dữ tợn, thân ảnh như là ma thần, khí tức bạo lệ mà tràn đầy sát ý, cho dù là binh sĩ nhan vương thành thấy đều hãi hùng khiếp vía. Hai tôn hư không lang ma thân hình cấp tốc biến lớn, từ trăm trượng cất cao, cấp tốc vượt qua ngàn trượng, năm ngàn trượng, vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, để vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên. Thật mạnh. Lưu Trầm Hương đứng tại bên cạnh Dương Thiền nắm chặt song quyền thì thảo nói, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy hư không lang ma hiện ra tư thái bá tuyệt, nhưng vẫn như cũ bị chấn động. Dương Thiền thì nhíu chặt đôi mi thanh tú, thi hoàng điện đã thất bại bao nhiêu lần, vì sao còn không chịu từ bỏ? Lại nhìn về phía hai tên thi tu đại la chí tiên kia, bọn họ vậy mà lại nhe răng cười, lộ ra vô cùng âm hiểm. Một màn này để Dương Thiền trong lòng càng thêm bất an hai đầu xúc sinh hư không lang ma không có có ý thức, thật sự coi chính mình là vô địch sao? Một tên nam tử khôi ngô dẫn đầu cười lạnh nói, hắn cùng một tên nam tử khôi ngô khác dáng dấp có chút tương tự, bọn hắn nhưng thật ra là huynh đệ thân sinh, cùng nhau trưởng thành đến độ cao này. Nói chuyện chính là ca ca, thiên mịch. Đệ đệ tên là thiên khô. Đều có tu vị đại la trí tiên cảnh sơ kỳ. Đạt tới đại la trí tiên cảnh, mỗi một tầng tiểu cảnh giới đều là rãnh trời, để sinh linh khó mà vượt qua, sơ kỳ cùng trung kỳ số lượng so sánh, ít nhất là trăm so một, huống chi đại la trí tiên vốn là phượng mau lân giác. Thi hoàng điện các ngươi đều là ưa thích bị ngược sao. Long đế trêu tức cười nói, âm thanh vang vọng dưới bầu trời, để thiên mịch cùng thiên khô sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Lúc này, hai tôn hư không lang ma cùng nhau huy quyền đập tới. Cánh tay phải của bọn nó uyển như dãy núi oanh ra, xé rách không khí, đinh tai nhức óc. Thiên mịch, thiên kho cùng nhóm thi tu vội vàng né tránh nhưng đại bộ phận thi tu cùng thi nô cũng không kịp né tránh, liền bị hư không lang ma quyền phong giảo thành thịt nát, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, đại địa đều vì đó mà kịch liệt lay động. Giống giống hai tôn hư không lang ma đồng thời gào thét, tiếng giống kinh động cửu tiêu. Thiên mịch cùng thiên khô vội vàng ở trên không trung thi pháp, đỉnh đầu xuất hiện hai cái to lỗ đen lớn, ngay sau đó hai cỗ bạch cốt dày đặc khủng bố liền toát ra, bạch cốt này cao lớn vô cùng, trên thân mang theo một chút huyết nhục, trên đầu chỉ có một con ngươi nếu như tần quân ở đây nhất định có thể nhận ra chúng nó vậy mà cùng bạch cốt mệnh quân trong cơ thể hắc hải vương kình cực kỳ tương tự lên đi mệnh quân thiên mịch cuồng nhiệt gọi nói tại bên trong thi hoàng điện mệnh quân chính là thi nô trí cao vô thượng lần này nếu không phải vì đối phó nhan vương điện bọn hắn căn bản không có cơ hội điều khiển mệnh quân chiến đấu hai tôn mệnh quân từ trong lỗ đen leo ra về sau liền cấp tốc tăng trưởng đến độ cao ngàn trượng tuy rằng so với hư không lang ma vẫn như cũ không đáng chú ý nhưng phát ra khí tức âm trầm lại là để vô số sinh linh sợ hãi. Hư không lang ma cũng sẽ không e ngại mệnh quân, trực tiếp huy quyền đập tới, quyền lực khủng bố, trực tiếp đem không gian dọc đường đánh nát, nhưng hai tôn mệnh quân lại không có né e tránh, mà nâng lên cốt chảo đón đỡ. ầm um, ầm um, hư không lang ma nhục quyền đâm lên bên trên cốt chảo, hai bên đụng nhau, kích thích từng vòng từng vòng sóng gió, liền ngay cả thiên mịch cùng thiên khô cũng bị đánh bay ra ngoài. Hai tôn hư không lang ma đối đầu hai tôn mệnh quân, một phương lực bá vô song một phương khác thì tốc độ siêu tuyệt bốn tôn quái vật khổng lồ tại trước nhan vương thành quần đấu ẩm ẩm đại địa kịch liệt lay động cuồng phong tứ ngược thiên địa cho dù là thiên mịch cùng thiên khô cũng không dám tới gần chiến trường hư không lang ma vô cùng cuồng bạo không có cảnh giới minh sát nhưng lực lượng lại có thể tổn thương đến đại la trí tiên cảnh trung kỳ yêu tổ lúc trước đều kém chút gặp nạn mặt đất vỡ ra thành từng đầu khe lớn giống như hẻm núi bởi vì mệnh quân xuất hiện khiến cho quy mô trận chiến này viễn siêu lúc trước Chân Vũ Đại Đế áo bào bị kình gió thổi bay phất phới, hắn nhíu mày, hiển nhiên là đang nghi ngờ Mệnh Quân là đồ vật gì. Mệnh Quân cho hắn một loại khí tức tà ác đến cực điểm, thậm chí so với hư không lang ma còn kinh khủng hơn. Còn có một tôn hư không lang ma, có muốn lấy ra luôn hay không? Lý Tư hướng Chân Vũ Đại Đế hỏi, tuy rằng Nhan Vương điện lấy hắn hiệu lệnh làm chủ, nhưng Chân Vũ Đại Đế tu vị cao nhất, đối đãi chiến trường, nhìn càng thêm rõ ràng. Đừng hoảng hốt. Chân Vũ Đại Đế nhẹ giọng nói, hai tôn hư không lang ma tạm thời không có rơi xuống hạ phong không cần phái ra đầu thứ ba cùng lúc đó tần quân bạch trạch cũng từ trong thành bay tới về phần như lai tu vị tẫn tán hắn chỉ có thể đi bộ mà nhan vương thành lớn biết bao đầy đủ hắn đi mấy canh giờ tần quân đã thay đổi toàn thân áo trắng khuôn mặt bởi vì thiên diện kiểm phổ mà thay đổi bạch cốt mệnh quân tần quân còn chưa tới thành tường liền nhìn thấy hai tôn mệnh quân đang cùng hư không lang ma chiến đấu hắn ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ nếu không phải cùng bạch cốt mệnh quân chiến một trận, thì thủ tâm lại như thế nào sẽ thiêu đốt thọ mệnh của liễu nhược lai chiến đấu. hết thảy tiếp sau đó, cơ hồ đều là bởi vì trận chiến kia mà lên. tần quân cho dù sau cùng đại hoạch toàn thắng, nhưng mỗi lần nghĩ lại thảm cảnh lúc đó, hắn tâm lý liền không thể ngăn chặn toát ra sát ý. bạch trạch đánh nát chúng nó cho chậm, lại đem cường giả cầm đầu thi hoàng điện bắt lấy. tần quân trầm giọng hạ lệnh, bạch trạch mặc dù không rõ nguyên do, nhưng vẫn là làm theo, tốc độ cao nhất lao đi một đám lớn trưởng lão trên tường thành chỉ cảm thấy cùng phong bỗng nhiên từ phía sau đánh tới còn không kịp phản ứng liền thấy một đạo bạch ảnh phóng tới chiến trường đó là cái gì lý tư kinh thanh hô lên long đế vương tiễn mông điểm dương nhâm một đám nhân viên cao tầng cũng đều kinh ngạc không thôi cho dù là chân vũ đại đế cũng không thể thấy rõ chân diện mục đạo bạch ảnh ban nãy thời gian không đến hai cái hô hấp bạch trạch liền như là trích tiên rơi xuống trên đỉnh đầu lĩnh một tôn hư không lang ma đối với hai tôn mệnh quân giữ tợn âm trầm phía trước trực tiếp vỗ tay ra. Oanh, oanh, hai tôn mệnh quân cách không trực tiếp bị nổ tung, cốt thân cao ngàn trượng hóa thành vô số cốt phiến, như bạo vũ lê hoa rơi xuống đại địa, một màn này để vô số sinh linh nhìn thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên mịch cùng thiên khô mặt mũi càng là giống như thấy quỷ, bọn hắn thậm chí đều không có phát hiện ra bạch trạch, chỉ cảm thấy hai tôn mệnh quân không hiểu thấu liền nổ tung. Bạch trạch nhưng không có dừng lại, lúc này liền hư không huy trưởng hướng phía dưới vỗ tới hơn trăm vạn thi tu, thi nô no bị ép tới bạo thể mà chết, mặt đất phương viên 10 dặm trực tiếp vỡ nát, uyển như núi lửa bạo phát, tiếng oanh minh kinh khủng che giấu hết thảy tiếng vang giữa thiên địa. Chỉ một trưởng, liên diệt đi trăm vạn người. Chương 807, âm mưu của yêu hoàng. Ầm ầm mặt đất bên trong phương viên 10 dặm trực tiếp bị lún xuống, nham thạch tung bay, bụi đất cao tới ngàn trượng, thật giống như bị đá lớn đập trúng, trăm vạn thi thể bị vùi sâu vào trong đó. Thiên Mịch cùng Thiên Khô thấy mồ hôi lạnh lâm ly, ba nãy từ trên trời giáng súng uy áp để bọn hắn đều dùng mình may mắn bọn hắn tránh nhanh nếu không cũng phải trọng thương bạch trạch lại là bỗng nhiên hiện ra tại sau lưng bọn hắn song trưởng đánh ra nện tại trên lưng của bọn hắn phốc hai người đồng thời thổ huyết thân thể hướng về thành tường đập tới trực tiếp nện xuyên tường rơi vào đường phố bên trong thành sống chết không rõ chân vũ đại đế vội vàng nhảy xuống để tránh thiên mịch thiên khô tại trong thành hãm hại người thời điểm khi hắn đi đến trước người hai người biểu lộ lập tức kinh ngạc chỉ gặp hai người nằm trong vũng máu thân thể rõ ràng đã nhiều chỗ gãy xương mất đi ý thức trong mắt đều đang chảy máu có thể thấy được trường lực của bạch trạch khủng bố đến mức nào một trường liền để một tên đại la trí tiên mất đi lực chiến đấu cỗ khí tức kia là chân vũ đại đế ngẩng đầu nhìn về phía bạch trạch lơ lửng giữa không trung ngoài thành thì thào nói trên mặt lộ ra vẻ khó tin toàn bộ sinh linh trên tường thành đều đi theo xôn xao đó là một tên nữ yêu thật mạnh. làm sao có thể, hai vị kia thế nhưng là đại la chí tiên a. À. ta trước kia tại sao không có gặp qua nàng? ta hoa mắt sao? theo thời gian trôi qua, bên trong nhan vương thành liền lấy yêu thú chiếm đa số. ngay từ đầu còn cùng trăm vạn tu sĩ của tần phát sinh không ít ma sát, thế nhưng rất nhanh liền bị các trưởng lão dùng thủ đoạn thiết huyết chấn áp xuống. bạch trạch thời khắc này cấp tốc đeo lên mũ rộng vành, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của nàng. trước kia còn tốt, nhan vương điện vừa thành lập, không có người nhận biết nàng nhưng bây giờ đại tần thiên đình cùng nhan vương điện đều danh tiếng lên cao, nàng cũng phải chế tạo hai cái thân phận đi ra. Đáng nhắc tới chính là hạng vũ lúc trước xuất thế trận chiến đầu tiên đúng là, tại trước nhan vương thành, bị yêu hoàng nhìn thấy được, nhưng yêu hoàng cũng không có suy nghĩ nhiều, cho dù về sau hạng vũ tại tây vực chiến dương danh, vẫn không có gây nên yêu hoàng hoài nghi. Không có cách, đại tần thiên đình đã coi như là kỳ tích. Tần Thánh Đế làm sao có thể một lần nữa kéo ra một chi thế lực to lớn? Không đúng lẽ thường. Đáng tiếc, không có người biết được sự tồn tại của hệ thống bọn hắn nhiều nhất cho rằng nhan vương điện cùng đại tần thiên đình thành lập loại quan hệ nào đó mới có thể phái hạng vũ đến trợ giúp cũng không dám đem nhan vương cùng tần thánh đế liên hệ trở thành cùng là một người đúng lúc này tần quân bay tới chân vũ đại đế nhìn lại liền vội vàng quỳ một chân trên đất chắp tay uống nói tham kiến bệ hạ tần quân rơi xuống hắn bắt đầu dò xét thiên mịch cùng thiên khô hai người thê thảm vô cùng đã không còn uy phong như lúc trước gãy hai tôn đại la trí tiên nhan vương điện xem như cùng thi hoàng điện không chết không thôi nhưng tần quân không lo lắng chút nào tây vực chiến lúc trước thế nhưng là có thi hoàng điện nhúng tay vào từ trọng sinh càng là muốn bắt lấy hắn để hắn một mực nhớ kỹ không cần đa lễ lưu bọn hắn một mạng khảo tra một phen tần quân nhẹ nhàng gật đầu bạch trạch vừa xuất hiện liền đánh nát hai tôn mệnh quân diệt sát trăm vạn đại quân thi hoàng điện ở giữa chiến trường lật tay liền định càn khôn lý tư đám người cũng nhận ra thân phận của bạch trạch liền vô ý thức quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy tần quân đứng tại trước mặt chân vũ đại đế tham kiến bệ hạ lý tư long đế mông điểm đám người trưởng lão vội vàng hạ xuống trước mặt tần quân quỳ bái các binh sĩ thấy vậy cũng đi theo tại trên tường thành quỳ bái hành lễ thi hoàng điện lần này phái tới quân đội toàn quân bị diệt để bọn hắn kích động khó nhịn có thể nghĩ tên nữ yêu áo trắng kia hẳn là thủ hạ của bệ hạ sinh linh nhan vương điện đều tôn xưng tần quân là bệ hạ ngoại giới thì gọi hắn là nhan vương nhưng lại chưa từng có người nhìn thấy chân diện mục của hắn bạch trạch cũng phiêu nhiên rơi xuống bên cạnh tần quân nàng mang mạng che mặt để cho người ta không nhìn thấy mặt mũi của nàng nhưng từ cặp mắt của nàng có thể phỏng đoán hẳn là một tên nữ yêu cực đẹp quét dọn chiến trường đi tần quân phất tay nói ra tâm thần nhất động hai tôn hư không lang ma ngoài thành cũng lùi về nguyên hình bay trở về trong thành sau đó tần quân liền mang theo các vị cấp cao trong nhan vương điện trở lại trong tháp cao trong thành chuẩn bị mở hội nghị nhan vương thành chính là mệnh thành thần bí tương đương với pháp bảo khổng lồ đã cùng tần quân nhận chủ nhan vương thành gặp phải tình huống tần quân đều có thể biết được nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài mà hắn lại cũng không thể một mực chú ý nhan vương thành ngoài thành bên trong cự khanh đường kính dài tới mười dặm tràn đầy đá vụn cùng tàn chi trong không khí tràn ngập huyết khí đục ngầu để cho người ta buồn nôn đông hoàng đại địa bên trong yêu hoàng cung một tên yêu vương báo hoa hướng đông hoàng thái nhất bên trên cao tọa bẩm báo nói, "Yêu hoàng bệ hạ, thi hoàng điện cùng ưu công tử gần nhất đều để mắt tới Nhan vương điện, chúng ta có cần giúp một tay hay không?" Thế lực thi hoàng điện so với yêu hoàng chỉ mạnh không yếu, ưu công tử tuy là thế hệ trẻ tuổi, nhưng cha hắn Cửu Âm Đế chính là đệ nhị cường giả đương thời, cũng không thể không cố kỵ. Nhan vương điện nếu như có nguy hiểm, lại ra tay cũng không muộn. Đông hoàng thái nhất cầm một bộ quyển trục trả lời, quyển trục này ghi chép hết thảy tất cả tin tức toàn thiên hạ liên quan tới thánh đình. Vâng. Yêu vương báo hoa chắp tay, nói xong liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, người mới vừa nói ưu công tử cũng để mắt tới nhan vương điện. Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên gọi yêu vương báo hoa lại. Đúng vậy, cần ngăn chặn sao? Yêu vương báo hoa quay người cung kính hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất bên trên cao tòa ánh mắt thì lóe lên, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười yếu ớt, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Xem ra vị tiểu con trai này của Âm Đế dã Tâm không nhỏ a, à. tuổi còn trẻ đã nhìn chằm chằm Thiên Hạ Cửu Đế chi vị, thật là không đem cha hắn để vào trong mắt." Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng hứng thú cười nói, "Cái thời tiết này có người nhảy ra gây chuyện, cơ hồ cũng là vì Thiên Hạ Cửu Đế. Cửu Âm Đế đều điệu thấp như vậy, ưu công tử lại xuất hiện, ý vị liền sâu xa." Yêu Vương Báo Hoa không có mở miệng, chỉ là trong lòng cũng đang suy nghĩ đến việc này. "Đi xuống đi." Đông Hoàng Thái nhất vất tay nói, Yêu Vương báo hoa liền chắp tay rời đi. Đợi bên trong đại điện chỉ còn lại có Đông Hoàng Thái nhất về sau, hắn mới tự lẩm bẩm nói, "Đệ nhị đương thời, bản hoàng liền lấy con của ngươi, hướng ngươi khai đao đi." Cửu U Âm Đế lần trước tự mình tới mời hắn tham gia Thiên Hạ Cửu Đế, tuy rằng cho hắn đủ mặt mũi, nhưng hắn tâm lý đối với Cửu U Âm Đế lại có chút khó chịu, nếu không có cân nhắc đến thiên nơi đây còn không có phá, hắn thật nghĩ muốn một bàn tay chụp chết Cửu U Âm Đế. Nhan Vương Thành người của thi hoàng điện đã xuất hiện, ưu công tử đâu? Không phải nói hắn cũng đánh chú ý tới nhan vương điện sao? Tần quân ngồi tại bên trên vương tọa hỏi, bên trong đại điện đứng đấy hơn 10 vị trưởng lão, chấp sự, một nửa là yêu vương, một nửa là tu sĩ. Ở đây đại bộ phận yêu vương cùng tu sĩ đều là lần đầu tiên trông thấy tần quân, trong mắt tràn đầy kích động cùng tò mò. Tần quân đeo lên thiên diện kiểm phổ đã là một người khác, vẫn như cũ tuấn Mỹ, đương nhiên so với bản tôn vẫn là kém một chút, mấy ngày trước ưu công tử từng dẫn người muốn chui vào trong nhan vương thành nhưng bị phát hiện trục xuất khỏi nhan vương thành gần nhất ngược lại là không nhìn thấy tung tích của hắn nữa lý tư trả lời nói nhắc lên ưu công tử hắn liền đau đầu so với thi hoàng điện bọn hắn càng không thể trêu vào ưu công tử bởi vì đứng sau lưng ưu công tử chính là cửu âm đế tần quân cười lạnh một tiếng nói lần sau bắt được ưu công tử trực tiếp liền xử quyết lời vừa nói ra toàn bộ đại điện liền vỡ tổ bệ hạ không thể lỗ mãng a à. nhan vương điện tuy rằng phát triển có thể nhìn nhưng còn lâu mới có thể cùng cửu u chi địa chống lại dọa một chút ưu công tử liền tốt không thể hạ sát thủ a à. dạng này sẽ triệt để đắc tội với cửu u âm đế a à. chương 808 nhan đế hừ các ngươi sợ hãi cửu u âm đế sao tần quân lạnh giọng hừ một tiếng trong lời nói ẩn hàm lửa giận để người phản đối đều là trầm mặc xuống không còn dám mở miệng hắn đột nhiên cảm giác cần phải chỉnh đốn tư tưởng của nhan vương điện quá nhu nhược. Nhan vương điện tuyệt sẽ không e ngại, trước kia như thế, hiện tại là như vậy, tương lai càng là như vậy. Tần quân trầm giọng uống nói, để các trưởng lão, chấp sự nghe được hổ thẹn không thôi. Hổ thẹn thì hổ thẹn, nhưng bọn hắn nhất định phải tại trước mặt hiện thực cúi đầu. Cửu U Chi Địa quá mạnh, nhan vương điện xác thực không thể đắc tội cửu U Chi Địa, lấy trứng trọi đá sẽ chỉ làm nhan vương điện lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bên trong đương đại, cửu U Chi Địa so với thiên mệnh điện còn kinh khủng hơn, bởi vì bọn hắn trưởng khống âm phủ, cho dù thân tử, cũng chạy không thoát ma trưởng của cửu âm đế. Chấm ý đã quyết, vô luận là ai đến mạo phạm nhan vương điện ta, đều giết không tha, không nên chú ý trước sau. Tần quân nức nhìn tất cả trưởng lão cùng chấp sự, từng chữ nói ra, cho người ta uy nghiêm lớn lao. Bạch Trạch đứng tại bên cạnh tần quân, dưới khăn che mặt khóe miệng ẩn ẩn nhếch lên. Khôi phục tu vị đại la thủy tiên cảnh sơ kỳ, để lòng tin của Bạch Trạch cũng bắt đầu bành trướng, dưới cái nhìn của nàng, thế giới này đại la thủy tiên tuyệt đối là tồn tại đỉnh tiêm có lẽ nàng không phải đệ nhất đương thời nhưng cũng là tầng thứ nhất lưu cho nên nàng đã không đem cửu u âm đế để vào trong mắt huống chi như lai đã thần phục tần quân còn có bồ đề tổ sư cao thâm mặt chắc tọa chấn. đúng rồi chiêu cáo toàn thiên hạ đi tuy rằng chúng ta lấy nhan vương điện làm tên nhưng trẫm cũng không muốn làm nhan vương về sau đối ngoại xưng trẫm là nhan đế tần quân phất tay nói hạ đạt một cái mệnh lệnh sau cùng sở dĩ xưng là nhan vương điện là bởi vì tần quân cân nhắc đến ngày sau nhan vương điện sẽ dung nhập với đại tần thiên đình lấy hoàng hoặc là đế khẳng định có kiêng kỵ nhưng bản thân hắn không muốn làm vương ít nhất phải là hoàng hoặc đế trưởng lão cùng các chất sự hai mặt nhìn nhau còn chưa chờ bọn hắn có phản ứng tần quân liền đứng dậy mang theo bạch trạch đi xuống chân vũ cùng trẫm đi một chuyến tần quân đi ngang qua chân vũ đại đế nhẹ giọng cười nói hắn định đem chân vũ đại đế khôi phục lại đỉnh phong Chân Vũ Đại Đế tại trong thần thoại đạo giáo địa vị cực cao, mặc dù không có cố sự lưu truyền rộng rãi, nhưng tín ngưỡng cực cao, có lẽ có thể đột phá đại la chí tiên, Tần Quân muốn thử xem. Nhan Vương Điện nhất định phải có đại la chí tiên tọa trấn. Bạch Trạch chính là quân sư thủ tịch của Đại Tần Thiên Đình, tự nhiên không có khả năng thời gian dài đợi tại Nhan Vương Điện. Vâng. Chân Vũ Đại Đế mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi thăm, thành thành thật thật đuổi theo bước chân của Tần Quân. Tan họp về sau, tên của nhan đế liền truyền đạt trên dưới nhan vương điện lấy đế làm tên để sinh linh toàn điện phấn chấn không thôi nhan đế thật khí phái so với nhan vương mạnh hơn nhiều chật chật bệ hạ dã tâm rất lớn a à. nói nhảm nhan vương điện chúng ta đều là các lộ cường binh hội tụ mà thành dã tâm nhất định phải nổ tung a à. đánh chết thi hoàng điện đốt a à. tại thời tiết đương thời mệnh cơ các ban cho tên nhan vương trực tiếp bị bệ hạ vứt bỏ bá khí a à. toàn bộ nhan vương thành đều đang nghị luận nhan đế cái tên này. Dưới tình huống bình thường, người trên hùng chủ bảng đạt được tên đều sẽ đi theo hắn cả đời. Nhan vương điện thần bí vừa quật khởi, nhan vương cái tên này đã vang vọng khắp thiên hạ, tần quân còn dám đổi tên, đủ để thấy hắn cùng vọng, thậm chí không đem mệnh cơ các để vào trong mắt. Tuy rằng mệnh cơ các tính không được là thế lực đỉnh tiêm, nhưng tuyệt đối là thế lực nhân mạch mạnh nhất, tài phú càng là làm cho người khó có thể tưởng tượng, nếu như đắc tội với mệnh cơ các, chỉ cần mệnh cơ các cố ý bán tình báo nhan vương điện cho cửu gia, thì đây tuyệt đối là ác mộng. Cho nên trong thành có không ít sinh linh cũng đang phàn nàn. Oán chính là bệ hạ tựa hồ bành trướng, coi trời bằng vung, chúng thuyết phân vân. Đương nhiên những này âm thanh phụ diện này đều không có chuyển vào trong tay tần quân. Lý tư mấy người cũng không dám báo, mà cấp tốc chấn áp những âm thanh này. Màn đêm buông xuống, cách nhan vương thành ngoài trăm dặm, trong một hạp cốc u tĩnh. Ưu công tử ngồi tại trên đá lớn, đứng bên cạnh là bốn tên thị vệ đại la kim tiên, Trung quanh tràn đầy thân ảnh áo đen, như là bầy quỷ tụ tập. Công tử, nhan vương điện có cường giả bí ẩn hàng lâm, thiên mịch cùng thiên khô đã bị bắt làm tù binh, trăm bạn thi tu thi nô trực tiếp bị miểu sát, đối phương tuyệt đối là cường giả xếp tại 10 vị trí đầu đương thời, chúng ta không thể tùy tiện thẳng hướng nhan vương thành. Một tên thị vệ trầm giọng nói, cửu u chi địa rất lớn, cửu u âm đế cũng có rất nhiều con nối dõi, đều có thế lực riêng của bản thân, ưu công tử lần này mang đến chính là quỷ binh của hắn, vốn cho rằng có thể cùng thi hoàng điện cùng một chỗ cầm xuống nhan vương điện, không nghĩ tới nhan vương điện lại mạnh như vậy. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ của ưu công tử tràn đầy mây đen, hắn thỏa thuê mãn nguyện muốn đạt được thành tựu giống như tần thánh đế, không nghĩ tới hiện thực lại tàn khốc như vậy. Đổi lại là dĩ vãng, ưu công tử khẳng định sẽ không dám đánh chủ ý thế lực cấp điện, nhưng tần thánh đế phong quang quá mạnh, hoàn toàn nghiền ép thế hệ trẻ tuổi bọn hắn, làm cho hắn rất khó chịu. Nhất là nghe nói tần thánh đế còn có hy vọng trở thành cửu đế, hắn lập tức liền đứng ngồi không yên ưu công tử danh khí mặc dù lớn nhưng cùng tần thánh đế so sánh liền như là tinh huy so với hạo nguyệt cho nên hắn mới liên hợp cùng thi hoàng điện cùng nhau tiến công nhan vương điện thật sự mạnh như vậy sao ưu công tử chưa từ bỏ ý định hỏi hai tôn đại la trí tiên không hề có lực hoàn thủ nghe nói ngay cả mệnh quân của thi hoàng điện cũng vận dụng thế nhưng vẫn như cũ trực tiếp bị oanh nát tên thị vệ kia trả lời để ưu công tử nghe được sắc mặt càng thêm khó coi hắn không cách nào cùng tần thánh đế sánh ngang, chẳng lẽ ngay cả nhan vương mới lên điều giải quyết không được? nghĩ đến đây, tâm tình của hắn liền vô cùng hỏng bét, có một loại kích động đến mức phát điên. tuy nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, từ trọng sinh khẳng định sẽ ngồi không yên, chúng ta còn có cơ hội. một tên thị vệ khác không đành lòng nhìn ưu công tử khó chịu, thế là khuyên bảo nói: bốn người bọn họ, từ khi ưu công tử xuất sinh liền được phái tới bảo vệ ưu công tử, nhìn thấy ưu công tử lớn lên, bọn hắn sớm đã đem hắn xem như đồ đệ hoặc là hài tử của mình một mực vì ưu công tử che gió cản mưa, chống đỡ vô số phong vũ. Quan hệ của bọn hắn cùng ưu công tử, kỳ thực so. Với cửu âm đế cùng ưu công tử còn sâu hơn. Cửu âm đế cao cao tại thượng, tuy rằng rất coi trọng ưu công tử, thế nhưng quan tâm ưu công tử cũng không nhiều. Thật, ưu công tử ngạc nhiên hỏi, hắn quá muốn đánh hạ nhan vương thành, dương danh thiên hạ, thậm chí bởi vậy mà mất đi bình tĩnh của ngày xưa. Tự nhiên, hai tôn đại la trí tiên cùng hai tôn mệnh quân, đối với thi hoàng điện tới mà nói thế nhưng là vô cùng trọng yếu, từ trọng sinh tự nhiên không có khả năng bỏ qua chuyện này. Còn nữa, hắn trước đó mới vừa ở bên trong tây vực chiến mất đi mặt mũi, cho nên hiện tại cần phải lấy chiến tích rửa sạch sỉ nhục của mình. Dù gì, hắn cũng không thể thua thêm trận nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng hắn tranh đoạt cửu đế. Thị vệ gật đầu cười nói, bốn người đều toàn thân áo đen, mang theo mũ rộng vành, thân hình tương đương, rất khó phân rõ ai là ai. Ưu công tử ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn về phía đêm khuya đen nhánh thì thảo nói không thể chỉ dựa vào từ trọng sinh a à, ta vẫn phải đi mời vị kia vị kia bốn tên thị vệ thân thể lắc một cái một người trong đó run giọng hỏi công tử ngươi nói thế nhưng là không sai chính là hắn hắn còn thiếu mẫu thân ta một cái hứa hẹn mẫu thân sớm đã mất đi thế nhưng hứa hẹn vẫn còn đó ưu công tử hít sâu một hơi nói ra vừa nhắc đến mẫu thân của mình trong mắt hắn liền lóe lên ưu thương, phẫn nộ, cừu hận các loại tâm tình. Chương 809, Oán Vương Tháp. Hôm sau trời vừa sáng, Đinh Chân Vũ Đại Đế khôi phục đỉnh phong, sắp trở về. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên đem Tần Quân từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh lại, hắn vội vàng đi ra khỏi tẩm cung, đi ra ngoài cửa, đứng tại rìa lâu nơi này hắn có thể quan sát hơn phân nửa Nhan Vương thành, nơi này là ngoại trừ tháp cao bên ngoài ra, là cung điện lâu vũ cao nhất bên trong Nhan Vương thành đem bảng thuộc tính của chân vũ đại đế điều ra tần quân phân phó hắn rất muốn biết chân vũ đại đế đỉnh phong sẽ mạnh bao nhiêu thoại âm vừa rơi xuống bảng thuộc tính mới của chân vũ đại đế liền xuất hiện trương tam phong đến từ truyền thuyết dân gian thân phận chân vũ đáng ma đại đế tu vi đại la trí tiên cảnh hậu kỳ công pháp chân vũ đáng ma công pháp bảo huyền quy thuẫn võ xà kiếm thần thông ngự thiên thần kiếm chân vũ đáng ma độ trung thành 94 mắc trị số 100. Đại la trí tiên cảnh hậu kỳ. Sánh vai với khoa phụ, tần quân thấy nhãn tình lập tức sáng lên. Thực lực đại la trí tiên cảnh hậu kỳ phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên hạ, cho dù tính cả những cường giả ẩn thế kia ở bên trong, cũng tuyệt đối là bên trong 50 người đứng đầu. Trèo càng cao, tần quân càng cảm thấy cường giả đứng đầu cái thế giới này được chia rất mở, nhất là 10 hạng đầu trên hùng chủ bảng, mỗi một tên tranh lệch đều rất xa. Nghe nói đệ nhị đương thời cửu âm đế ở trước mặt thiên mệnh đại đế, chưa bao giờ thắng được một trận, không người biết được thiên mệnh đại đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần quân từng ngẫu nhiên ở trên một bộ cổ tịch biết được, nguyên lai like tại mấy vạn năm trước, thiên kiêu có thể nói là vô số, đó là giai đoạn tranh đoạt số mệnh vừa mới bắt đầu. Khi đó thiên mệnh đại đế còn không có đề điều như hiện tại, có thể nói là một cái cùng nhân, so với tần quân không yếu hơn chút nào, thậm chí còn cuồng hơn. Phàm là người cùng hắn giao chiến, 89 phần 10 đều vẫn lạc. Từng trồng bạch cốt trồng chất thành một đầu con đường vô địch. Cửu âm đế, viêm hoàng kiếm chủ đều là thiên kiêu tàn lưu lại từ thời đại kia đều là bại tướng dưới tay thiên mệnh đại đế nếu không phải thiên mệnh đại đế thưởng thức bọn hắn thì bọn hắn cũng đã vẫn lạc ngay tại thời điểm tần quân còn đang miên man bất định thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen chân vũ đại đế từ trong đó bước ra lơ lửng ở giữa không trung khí tức của hắn vẫn như cũ trầm ổn như vậy biểu lộ bình tĩnh phảng phất như không có trải qua thần ma đỉnh phong đa tạ ân tái tạo của bệ hạ Chân Vũ Đại Đế chắp tay bái tạ, khôi phục lại Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ, hắn vẫn như cũ không kiêu không gấp. Tần Quân khẽ cười nói, "Chậm giúp ngươi cũng là đang giúp chính mình." Hắn ngữ khí dừng lại một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó tiếp tục cười nói, "Đúng rồi, ngươi cùng Lục Nhĩ Mi hầu quan hệ không tệ, ngẫu nhiên cũng có thể để điểm hắn, hắn chính là một trong hỗn thế tứ hầu, thiên phú siêu quần." Lục Nhĩ Mi hầu còn đang tại yêu khư càn quét, các lộ yêu vương đều bị hắn đánh bại, mặc dù có một số xương cứng, thế nhưng cuối cùng cũng bị hắn lần lượt khiêu chiến mai sợ nâng lên lục nhĩ mi hầu trên mặt chân vũ đại đế liền lộ ra một vòng nụ cười lúc trước đến nhan vương thành vẫn là lục nhĩ mi hầu dẫn đường cho nên quan hệ giữa bọn hắn vô cùng tốt thuộc hạ biết phải làm cái gì chân vũ đại đế cười nói ngộ tính cùng thiên phú của lục nhĩ mi hầu hắn đã sớm nhìn ra hắn cũng không để ý dạy bảo một chút đại la kim tiên có lẽ đối với những người khác tới mà nói là cường giả nhưng đã không vào được trong mắt của tần quân cùng chân vũ đại đế chân vũ đại đế không có tiếp tục quấy dày tần quân hành lễ liền quay người rời đi nhìn qua bóng lưng hắn đi xa tần quân không khỏi mong đợi ngày sau nhan vương điện cùng đại tần thiên đình sẽ thành song tuyệt trong thiên địa khi đó thời điểm vô số sinh linh chờ mong nhan đế cùng tần thánh đế ai mạnh hơn hắn lại công bố chân tướng đơn giản liền nổ tung a à, khụ khụ nghĩ xa rồi tần quân vỗ vỗ mặt ngày nay làm sao lại có chút kiêu căng rồi phải khắc chế khắc chế a, đại địa xích sắc, liên miên vạn dặm. Ưu công tử mang theo bốn tên thị vệ ở trên không trung cao tốc lướt qua, tại phía trước bọn họ là một tòa thiết tháp to lớn đứng thẳng tại cuối đường chân trời. Thiết tháp nhìn rất cổ lão, mặt ngoài mấp mô, rõ ràng gặp vô tận gió táp mưa xa, cao tới 500 trượng, biên giới mỗi một tầng đều điêu khắc pho tượng man thú, chủng loại không đồng nhất, tại phía dưới mây đen cuồn cuộn, lộ ra âm u vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn lại, đại địa xích sắc giống như kim loại bị dung nham rèn luyện qua, nơi đây rất gần phần khư, cũng cùng vô tận chi hải tương liên. Công tử, hạ oán dạ đã vạn năm không xuất thế, rời xa thiên hạ chi tranh, phàm là sinh linh tới gần oán vương tháp ngàn mét đều đã chết. Một tên thị vệ thận trọng nhắc nhở. Cái tên hạ oán dạ này, khả năng sẽ rất ít người từng nghe qua. Nhưng hắn cũng là một trong những thiên kiêu sống sót từ thời thiên mệnh đại đế, thực lực khủng bố, chỉ là vạn năm trước đã giải tán thế lực, thoái ẩn ra khỏi hùng chủ bảng, từ đó mai danh ẩn tích. Nhưng truyền thuyết khủng bố về Oán Vương Tháp lại là bắt đầu sinh ra. Không có việc gì, ta sẽ ở ngoài ngàn mét báo ra thân phận." U công tử nhẹ giọng nói, trong lòng của hắn kỳ thực cũng rất không bình tĩnh. Hạ Oán Dạ, đây chính là tồn tại đã từng để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Liền ngay cả cha hắn Cửu Âm Đế cũng có chút kiêng kỵ. Một nhóm năm người rất nhanh liền hạ xuống mặt đất cách Oán Vương Tháp ngàn mét, bởi vì khoảng cách quá gần, tại trước mặt Oán Vương Tháp, bọn hắn thoạt nhìn nhỏ bé vô cùng. Vãn Bối chính là con trai của Lý Liên Ưu, đặc biệt tới đây bái phỏng tiền bối. Ưu công tử cao giọng hô, hô thoại âm vừa rơi xuống, một cỗ hàn phong bỗng dưng liền thổi tới, sát ý kinh khủng như là sóng biển đánh tới, để thân hình Ưu công tử lay động, bốn tên thị vệ đại la kim tiên cảnh thân thể cũng run rẩy, bọn hắn liền vội vàng nắm lấy Ưu công tử, thay hắn tán đi đại bộ phận áp lực. Cỗ sát ý này tới nhanh, đi cũng nhanh. Con trai của Liên Ưu. Bên trong Oán Vương tháp truyền đến một đạo âm thanh khàn khàn mà trầm thấp phẳng phất như hồi lâu không có mở miệng ra nói chuyện. Chính là vãn bối, mẹ ta từng nói qua rất nhiều sự tích của ngươi, cho nên ta liền tâm sinh kính ngưỡng, mong tiền bối không nên giận chó đánh mèo vãn bối đột nhiên đến thăm A. Ưu công tử không kiêu ngạo không tự ti cười nói. Tại thời điểm hắn còn nhỏ, mẹ hắn Lý Liên Ưu thường thường giảng thuật sự tình thời đại kia cho bọn hắn nghe. Lúc đó thiên mệnh đại đế chính là thiên tài đệ nhất thiên hạ, cửu u âm đế, hạ oán dạ đều không có nổi danh, ba người chính là hào hữu ngẫu nhiên đồng hoạn nạn, kiều đoạn cẩu huyết liền phát. Sinh, cửu u âm đế cùng hạ oán dạ đồng thời thích Lý Liên Ưu, mà Lý Liên Ưu thì sùng bái thiên mệnh đại đế, không có để ý đến hai người bọn hắn. Hai người vì truy cầu tình cảm chân thành, mà bắt đầu lấy thiên mệnh đại đế làm mục tiêu để phấn đấu. Bọn hắn lúc đó so với thiên mệnh đại đế hoàn toàn là khác biệt như trời và đất, Lý Liên Ưu cũng không nghĩ tới cửu u âm đế cùng hạ oán dạ sẽ quật khởi, trở thành thiên kiêu cạnh tranh cùng thiên mệnh đại đế, về sau hai người đề nghị quyết chiến, người thắng sẽ có tư cách làm bạn với Lý Liên Ưu cả đời, cuối cùng cửu u âm đế chiến thắng. Thiên mệnh đại đế cao ngạo, từng ở trước mặt mọi người cự tuyệt qua Lý Liên Ưu, phía dưới đau lòng, nàng cuối cùng cũng đồng ý gả cho cửu u âm đế. Đây cũng là vì cái gì cửu u âm đế coi trọng nhất ưu công tử, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì Lý Liên Ưu. Đáng tiếc tại trăm năm trước, Lý Liên Ưu vẫn là thọ chung mà chết, nàng thiên phú không cao, cửu u âm đế cho dù nắm trong tay âm phủ, từng lần lượt cứu vãn, nhưng cuối cùng hồn của nàng vẫn về luân hồi. Vì thế, cửu âm đế cũng bỏ ra một chút đền bù. Mẹ ngươi thế nào rồi? Sống có khỏe không? Hạ oán dạ tiếp tục hỏi, ngữ khí có chút tâm thần bất định, để ưu công tử tâm lý thở ra một hơi. Hắn liền sợ hạ oán dạ đã quên đi cái đoạn cảm tình kia, hoặc là vì vậy mà hận lên cửu âm đế cùng hắn. Mẹ ta tại trăm năm trước đã luân hồi chuyển sinh. Ưu công tử ngữ khí trầm thấp trả lời, chương 810, chỉ vì một lời hứa. Luân hồi chuyển sinh, ưu công tử lời vừa nói ra khỏi miệng, bên trong oán vương tháp liền truyền ra tiếng hít thở nặng nề, tựa hồ đang đè nén lửa giận ngập trời trong lòng. Âm đế không phải là chủ nhân của âm phủ sao? Vì sao lại không cứu nổi mẹ ngươi? Hạ oán ra âm thanh trở nên bạo nộ, toàn bộ đại địa xích sắc cũng vì đó rung động. Ưu công tử biến sắc, chỉ cảm thấy thân thể giống như bị vật nặng ngàn vạn cân đập chúng, kém chút bạo thể, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đỉnh lấy uy áp, cắn răng nói, mẹ của ta thiên phú tiên thiên không đủ, vốn nên tại năm 000 năm trước thọ chung, thế nhưng cha nghịch thiên vì nàng tranh thủ năm 000 năm thọ mệnh, đã là kỳ tích, nhưng ở trước khi thọ chung, mẹ ta sinh ra ta, để cho ta lấy tên của nàng sống sót, sau đó ta lấy ưu công tử làm danh xưng Lời vừa nói ra, sát khí của hạ oán dạ mới chậm rãi thối lui, để năm người ưu công tử lưng đều là mồ hôi. Cường giả siêu cấp đã từng cùng cửu âm đế sánh vai, lật tay một cái liền có thể chụp chết bọn hắn. Cửu U, ngươi đã nói sẽ bảo vệ nàng cả đời mà. Hạ oán dạ âm thanh trở nên oán độc, để ưu công tử tâm lý trầm xuống, chuyện lo lắng nhất chẳng lẽ liền sắp xảy ra sao? Oanh cửa sắt dưới đáy oán vương tháp bỗng nhiên mở ra, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn. Một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, hắn một đầu loạn phát, hắc bảo cũ nát tản ra một cỗ hôi thối, thân hình hơi có vẻ gầy gò, nhưng lưng thẳng tắp, cho người ta một loại cảm giác trời sập xuống hắn đều có thể gánh được oán vương, hạ oán dạ, thời kỳ đỉnh phong, xếp hạng thứ năm trên hùng chủ bảng, hắn ẩn lui về sau, từ trọng sinh mới chen đi lên. 10 hạng đầu hùng chủ bảng, cơ hồ vạn năm đều khó động một lần, có thể thấy được thứ tự ở giữa tranh lệch lớn bao nhiêu. Hạ oán dạ chậm rãi ngẩng đầu, một khuôn mặt da bọc xương liền hiện hiện ra, hốc mắt hõm sâu, khiến hai con ngươi đục ngầu mang đến cho người ta cảm giác áp bách lớn lao. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Là vì lời hứa năm đó sao? Hạ oán dạ hỏi âm thanh âm u đầy tử khí không có chút tình cảm nào vạn năm qua đi hắn còn nhớ rõ lời hứa năm đó ưu công tử tâm tình nhẹ nhõm không ít cắn răng hỏi đúng vậy mẹ ta từng nói qua ngươi hứa hẹn với mẹ ta vô luận nàng để ngươi hỗ trợ cái gì ngươi đều sẽ giúp một lần cho dù là núi đao biển lừa hắn chỉ có thể cược vào cảm tình của hạ oán dạ đối với lý liên ưu nếu không hôm nay hắn chỉ sợ là muốn ngỏm tại đây bốn tên thị vệ cản ở trước mặt hắn thận trọng phòng bị hạ oán dạ dạo bước mà đến giống thật giống ngươi cùng mẹ ngươi đơn giản giống nhau như đúc hạ oán dạ nhìn chằm chằm ưu công tử con mắt phẳng phất như phát sáng thấy để ưu công tử tâm lý rụt rè ngươi nhưng sẽ thực hiện lời hứa năm đó ưu công tử trầm giọng hỏi hắn cũng không muốn cùng hạ oán dạ ôn chuyện trong lòng bản thân hắn đối với hạ oán dạ cũng có chút xem thường bởi vì tu vị người này tuy mạnh nhưng quá câu chấp tại bên trên nữ nhi tình trường nói đi ngươi muốn ta đối phó ai hạ oán dạ bỗng nhiên lách mình đi đến trước mặt ưu công tử hỏi. Bốn mắt nhìn nhau, dọa đến bọn người ưu công tử vội vàng lui lại. Ngươi đi với ta một chuyến, ta cần ngươi diệt một cái thế lực. Ưu công tử cố nén kích động nói ra. Oán vương xuất thủ, nhan vương điện tất diệt. Hạ oán dạ trầm mặc một lát, phun ra một chữ, tốt. Nhan vương thành, khoảng. Cách chân vũ đại đế khôi phục đỉnh phong đã qua năm ngày. Tần quân xuyên tới xuyên lui tại nhan vương thành cùng đại tần thiên đình. Mà bạch trạch thì trở về tiếp tục tọa chấn đại tần thiên đình, như lai lưu tại nhan vương thành như lai người cảm giác nhan vương thành thế nào tần quân cùng như lai đứng tại trên mái nhà quan sát nhan vương thành phồn hoa những ngày này hắn thường xuyên cùng như lai nói chuyện phiếm mục đích chính là để cao độ trung thành bên trong nhan vương thành không có người nhận biết như lai tần quân liền yên tâm to gan mang theo như lai đi dạo không có kim thân rất khó để cho người ta đem hắn cùng như lai phật tổ liên tưởng cùng một chỗ nếu như độ trung thành có thể cao hơn một chút thương thế chỉ cần khôi phục như lai đại la thủy tiên cảnh trung kỳ tuyệt đối có thể để cho tần quân hoành hành thiên hạ, ngay cả cửu âm đế cùng thiên mệnh đại đế cũng không sợ. A-di-đà Phật, đây là phồn hoa Tây vực chưa từng có. Như Lai Cảm Thán nói ra, nhan vương điện dù sao cũng là đại thế lực tân tấn, xa không phải Tây vực có thể so sánh. Chấm có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn bình phục. Tần quân lời nói nhất chuyển, để Như Lai sửng sốt. Thật, Như Lai cố nén kích động hỏi ra, bị bồ đề tổ sư phế đi tu vị hắn muốn hồi phục, thật sự là quá khó khăn. Bồ đề tổ sư thần thông quảng đại, Như Lai tạm thời không nghĩ ra biện pháp như thế nào trọng tu, thực sự không được, hắn chỉ có thể phục dụng Niết bàn Bồ đề. Cho nên nghe được Tần Quân nói như vậy, hắn liền không nhịn được kinh hỉ. Ngươi có dám lấy tên của Phật tổ phát thệ, không được phản bội chẫm hay không? Tần Quân nhẹ giọng hỏi, độ trung thành của Như Lai thông qua những ngày này giao lưu đã tăng tới trên 70. Mấy ngày này ở chung, để Như Lai cũng bắt đầu thưởng thức Tần Quân, Tần Quân cũng đối với Như Lai đổi mới, kỳ thực Như Lai cũng có đại trí nguyện của bản thân, Phật lý cũng bác đại tinh thâm, đáng tiếc đi vào cái thế giới này, bởi vì thế nhân bài xích Phật giáo, khiến cho hắn phải đi lệch đường. Như Lai ta nhân danh Phật tổ phát thệ, tuyệt đối sẽ không phản bội bệ hạ. Như Lai trầm giọng nói, sở dĩ đáp ứng dứt khoát như vậy, là bởi vì hắn nghe nói bên trong đại tần thiên đỉnh cũng có Phật giáo. Lấy hàng long la hán cầm đầu, mở rộng Phật miếu, đường tam tạng đã từng nhắc qua cho hắn biết. Tần quân không chỉ cho phép Phật giáo tồn tại, mà ngày sau sẽ còn cho phép những giáo phái còn lại tồn tại, tại dưới sự trị vì của hắn, trăm hoa đua nở mới là tốt nhất, một nhà độc tai thế tất sẽ đi hướng mặt lộ. Đây là đại la hoàn nguyên đan, một canh giờ liền có thể để ngươi bình phục. Tần quân lật tay xuất ra một viên đan dược. Bồ đề tổ sư chỉ là hủy đi đạo quả cùng đan điền của Như Lai, cũng không có thi triển thủ đoạn phong ấn, đại la phục nguyên đan đủ để cho Như Lai khôi phục. Buổi sáng hôm nay, tần quân đã từng hỏi qua hệ thống, như Lai nếu như khôi phục đỉnh phong khả năng phản bội lớn bao nhiêu? Hệ thống trả lời, khả năng rất thấp, Như Lai mặc dù có chút giả nhân giả nghĩa cùng hư ngụy, nhưng còn chưa tới mức bị ổi trở mặt không quen biết, cho nên Tần Quân mới dám xuất ra Đại La Phục Nguyên Đan, vừa rồi hỏi thăm, chỉ là muốn xác nhận mà thôi. Đúng rồi, ngươi nếu như bình phục, tuyệt không thể làm ra chiến trận quá lớn, chậm không muốn để cho thế người biết được quan hệ giữa Nhan Vương Điện cùng Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân căn dặn, Như Lai kim thân vừa ra, để toàn thành thấy được chân tướng thế tất sẽ hấp thụ ánh sáng, khắp thiên hạ ai chẳng biết Như Lai là bị Tần Thánh Đế hắn bắt đi. A Di Đà Phật, Bệ hạ yên tâm, ta có chừng mực. Như Lai tiếp nhận đại la hoàn nguyên đan về sau, liền nhẹ giọng cười nói, Tần Quân phất tay cười nói, đi thôi, tìm một chỗ liệu thương đi. A Di Đà Phật. Như Lai gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh mắt của Tần Quân liền trở nên ý vị thâm trường. Như Lai a à, Như Lai, hi vọng ngươi thật không phải là tiểu nhân đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh thủ vững 10 ngày nhiệm vụ tường tình ưu công tử mời đến cường giả tuyệt thế muốn tiêu diệt nhan vương thành nếu như chủ ký sinh có thể tại dưới tình huống không di động nhan vương thành thủ vững 10 ngày sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma một lần phó bản thần ma âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tần quân cường giả tuyệt thế chẳng lẽ là cửu âm đế không nên a à, tần quân cho mày có thể phát động nhiệm vụ nói rõ ưu công tử không diệt được nhan vương thành tuyệt sẽ không bỏ qua, đồng thời cũng nói tên cường giả tuyệt thế này lai lịch không đơn giản. Chương 811, Hoàng Tuyền Cung. Hừ, mặc cho ngươi mời đến cường giả như thế nào, lần sau gặp lại, ta tuyệt đối để ngươi đi không được. Tần quân hừ lạnh nói, lần trước ở Trung Hoang, ưu công tử đã đối với hắn sinh ra sát ý, để cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn đã buông tha ưu công tử một lần, cho nên sẽ không còn có lần thứ hai. Hắn muốn để phồn hoa vĩnh viễn trước mắt tiếp tục kéo dài, thậm chí trở nên càng cường thịnh hơn. Một mình tại trên đỉnh lầu cao chờ đợi nửa canh giờ, tần quân mới rời đi, tiếp xuống hắn muốn cường điệu tu luyện bản thân. Khoảng cách thiên hạ cửu đế càng ngày càng gần, hắn càng mạnh, sẽ càng có cảm giác an toàn. Sau nửa canh giờ, một cỗ uy áp vô thượng bỗng nhiên bao trùm toàn thành, để gần ngàn vạn sinh linh sợ hãi. Trong phủ chân vũ đại đế, đã đạt tới đại la trí tiên cảnh hậu kỳ hắn đột nhiên mở to mắt, thì thào nói, cỗ khí tức này, chẳng lẽ là một tên đại la thủy tiên, hắn liền vội vàng đứng lên đi ra khỏi phủ đệ. Cùng lúc đó, toàn thành cũng đều đang nghị luận. Cỗ khí tức này ta thiên thật là khủng khiếp, Ty chẳng lẽ là có vô số đại la kim tiên đột kích? Không được, ta có loại cảm giác hít thở không thông a. À? Chẳng lẽ có địch tập kích? Không đúng, là từ nội thành truyền ra. Chẳng lẽ có vị trưởng lão nào đó đang đột phá? Các sinh linh khiếp sợ nghị luận, nhưng cỗ uy áp này tới cũng nhanh, mà biến mất cũng nhanh trong một rừng cây bên trong thành, có kim quang tràn ra, đem hình ảnh rút ngắn đến xem xét, chỉ gặp Như Lai toàn thân phẳng phất như mạ vàng đứng ở trung ương rừng cây, khí thế như gió, quấy tung lạc diệp chung quanh. Như Lai khuôn mặt kiên định, hắn thở dài ra một hơi, thì thào nói, đan dược này sợ là thái thượng lão quân cũng không nhất định có thể luyện chế ra. Tại trong trí nhớ kiếp trước của hắn, người luyện đan mạnh nhất chính là thái thượng lão quân, nhưng hắn chưa bao giờ thấy thái thượng lão quân xuất ra đan dược dạng này. Có lẽ là thái thượng lão quân giấu dốt nhưng dù sao như lai giờ phút này tâm lý đã mười phần chấn kinh đồng thời suy nghĩ phía sau tần quân đến cùng còn có thế lực như thế nào có thể luyện chế ra đan dược dạng này sau lưng tần quân tuyệt đối có luyện đan sư đỉnh cấp để nuôi dưỡng một tên luyện đan sư đỉnh cấp sẽ phải tiêu hao tư nguyên khó có thể tưởng tượng được hắn thu thập tâm tình rời khỏi trạng thái kim thân tựa như một tên hòa thượng phổ thông đứng dậy hướng trong thành bay đi tu vị khôi phục về sau trong lòng hắn liền hiển hiện các loại ý nghĩ, nhưng vẫn là bị hắn áp chế xuống. Hắn luôn cảm giác giờ phút này tìm tần quân phiền phức, tuyệt đối sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục, còn không bằng hiệu chung hắn, phát triển Phật giáo. Có lẽ đi theo tần quân, cũng là một loại lựa chọn tốt. Hôm sau trời vừa sáng, tần quân trở lại ngự hoa viên trên thánh đế phong, đem trung quỳ, hắc bạch vô thường cùng ngư đầu mã diện triệu hoán đến. Hắn đối với âm phủ một mực luôn có dã tâm, mà trung quỳ đám người cũng tại âm phủ thành lập lên thế lực không nhỏ, nhưng muốn cùng cử u chi địa chống lại vẫn là quá yếu ớt đế thính đâu tần quân ngồi tại trước bàn đá nghi ngờ hỏi đế thính chính là tọa kỵ của địa tàng vương bồ tát tự nhiên có năng lực xuyên tọa âm dương lưỡng giới nó có nhiệm vụ trên thân tạm thời không về được trung quỷ giải thích tần quân gật đầu cũng không hỏi nhiều yên tâm để trung quỷ bọn người đi phát triển hiện tại thế lực của các ngươi đã lớn mạnh thế nào rồi tần quân hỏi ngày bình thường hắn cũng hướng âm phủ vận chuyển tư nguyên không ít lần trước triệu hoán quân đoàn âm binh cũng đưa cho trung quỷ bọn hắn, chính là hy vọng bọn họ có thể buông tay phát triển. Hoàng Tuyền Cung đã thu nạp 5 triệu cô hồn giã quỷ, số lượng âm binh càng là đột phá trăm vạn, tại âm phủ cũng coi như cường hào nhất phương. Hắc vô thường liếm môi cười nói, quỷ hồn âm phủ so với sinh linh dương gian chỉ nhiều không ít, mấu chốt nhất chính là âm phủ lấy cửu U Chi Địa một nhà độc đại. Đương nhiên nếu như lấy thực lực chỉnh thể giữa âm phủ cùng dương gian so sánh, âm phủ khẳng định không bằng tu hành giới dương gian, bởi vì âm phủ có quy tắc thiên đạo che chở, sinh linh sau khi chết, hồn phách không tiêu tan nhất định phải nhập âm phủ chuyển thế, hoặc là trục tội. Tần quân gật đầu, sau đó phân phó nói, trẫm cần các ngươi hỗ trợ điều tra cửu u chi địa, mặt khác, tốt nhất là tra ra tu vị cảnh giới của cửu u âm đế. Tọa chấn âm phủ, cửu u chi địa ngoại trừ cửu u âm đế bên ngoài ra, khẳng định còn có những cường giả khác. Đồng thời cũng có thể từ đó phỏng đoán thiên mệnh điện mạnh bao nhiêu, cho dù cửu u chi địa mạnh đến mức thâm bất khả chắc, thì vẫn như cũ ép không được thiên mệnh điện. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nơi này vẫn là thực lực cá nhân của thiên mệnh đại đế, viễn siêu cửu âm đế. Mặc dù hùng chủ vô số, nhưng thiên mệnh đại đế đứng tại vị trí vô địch đã vài vạn năm. Liền như là thánh đình 13 vạn năm trước, cơ vĩnh sinh độc bá thiên hạ, không ai có thể cùng hắn tranh phong. Cửu âm đế. Sắc mặt đám người trung quỷ lập tức biến đổi, minh bạch tần quân muốn làm cái gì? Bệ hạ, nhanh như vậy liền muốn hướng cửu âm đế hạ thủ sao? Bạch Vô Thường thận trọng hỏi. Đại Tần Thiên Đình danh tiếng đã truyền đến âm phủ, bọn hắn cũng cảm giác tự hào sâu sắc, nhưng vẫn không cho rằng Đại Tần Thiên Đình có thể cùng cửu U Chi Địa xoay cổ tay. Các ngươi chỉ cần đi làm là được. Tần quân nâng lên trung trà, hờ hững nói, nói đến vô cùng tùy ý, nhưng lại để đám người trung quỳ trong lòng run lên. Trong lúc bất chi bất giác, hoàng uy của tần quân đã để bọn hắn không dám phản bác. Đoán chừng chính là trước khi thiên hạ cửu đế tiến hành, đại tần thiên đình sẽ cùng cửu u chi địa chính thức khai chiến tần quân nói tiếp để trung quỳ mấy người đưa mắt nhìn nhau đến cùng đã xảy ra chuyện gì tình thế vậy mà nghiêm trọng như thế trong lòng bọn họ nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều sau khi lĩnh mệnh liền độn xuống lòng đất biến mất không thấy gì nữa tần quân uống một hớp trà nhìn về phía chân trời thì thảo nói cửu u âm đế chớ trách trẫm muốn trách thì trách con của ngươi đi sở câu hoài sau khi xuất hiện tần quân liền khắc chế không được viên đồ bá thiên hạ kia Hắn phải sớm ngày xưng bá thiên địa, sau đó lại giết ra thiên ngoại, kiến thức đại thiên thế giới càng thêm đặc sắc. Bốn ngày vội vã đi qua, hai ngày sau cùng, Tần Quân đều một mực đợi tại bên trong Nhan Vương thành. Dương Thiền thì hoàn toàn như trước đây làm bạn tu luyện với hắn, về phần Lưu Trầm Hương thì đi theo Chân Vũ Đại Đế làm sai vặt. Đối với vấn đề tình cảm của mẹ, Lưu Trầm Hương ngược lại là không nghĩ quá nhiều, kiếp trước như mây khói qua đi, hắn cũng không thể để Dương Thiền kiếp này cũng độc thân tiếp. Bệ hạ trong nhan vương thành ghi chép liên quan tới âm phủ cũng không nhiều, tựa hồ là tại. Trước đây thật lâu, các sinh linh còn không biết được âm phủ là chân chính tồn tại. Dương Thiền nhìn một đống quyển trục trước mặt nói ra. Bọn hắn đang đứng ở trong tàng thư các, tần quân cũng đang xem cổ tịch. Nếu như muốn cùng cử U Chi Địa khai chiến, thì phải biết như thế nào mới có phái binh tiến về âm phủ đầu bí ẩn này. Mà âm phủ phái binh dương gian lại nhẹ nhàng vô cùng, ai bảo cử U Âm Đế chính là âm phủ chi chủ tiếp tục tìm kiếm thẳng đến toàn bộ đọc xong mới thôi tần quân cũng không ngẩng đầu lên trả lời đứng được càng cao té sẽ càng đau hắn không muốn tại trước mặt cửu âm đế ngã xuống thế nhưng hắn rõ ràng dưới tay có được hai tôn đại la thủy tiên cho nên cũng không sợ cửu âm đế hiện tại chỉ cần tìm được thông đạo từ dương gian thông hướng âm phủ là đủ mặt khác hắn luôn cảm thấy âm phủ ngoại trừ cửu âm đế bên ngoài ra vẫn còn có kẻ thống trị cao hơn nếu không thiên mệnh đại đế so với cửu âm đế mạnh hơn chẳng lẽ có thể vô pháp vô thiên báo ngoài thành ngàn dặm xuất hiện quân địch ngoài cửa truyền đến tiếng la của một tên binh lính trong vòng nghìn dặm xung quanh nhan vương thành đều phân bố lính gác nếu là có đại quy mô địch tập liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chương 812, trăm vạn thiên tiên thi địch tập tần quân vội vàng buông quyển trục xuống đi ra khỏi tàng thư các dương thiền cũng là theo sát phía sau binh sĩ trước cửa tàng thư các nhìn thấy hắn đi ra liền vội vàng hành lễ, sau đó đi theo tần quân hướng thành tường bay đi. Toàn bộ trên không nhan vương thành đều là thân ảnh binh lính, lít nhà lít nhít, tựa như cá giết sang sông hướng thành tường phía đông bay đi, hình ảnh hùng vĩ vô cùng, để các sinh linh trong thành lo sợ bất an. Chân vũ đại đế dẫn đầu hạ xuống trước cửa đông, vương tiễn cùng mông điểm cũng chạy đến, ba người đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp phía cuối đại địa bụi đất tung bay, tiếng vang như vạn mã bôn đằng để cho máu tươi của người ta cũng vì đó ngưng kết đại địa rung động chân vũ đại đế hít mắt mắt nhìn lại trong miệng liền thì thào nói thi hoàng điện người đến chính là thi hoàng điện vô số thi tu cuồn cuộn mà đến tựa như hồng lưu phóng tầm mắt nhìn lại nói ít cũng có một trăm ngàn trong này còn không bao gồm thi nô nếu như để thi tu đều đem thi nô của mình triệu hoán đi ra thì thanh thế liền sẽ to lớn hơn từ trọng sinh hai tay thả lỏng sau thắt lưng hư không bay ở vị trí đầu tiên hắn tóc đỏ như máu theo gió tung bay khuôn mặt lạnh lùng khí tức của hắn so với lúc trước ở Tây vực chiến càng thêm hùng hậu, nhìn qua Nhan Vương Thành đứng sừng sững ở trên bình nguyên phía trước, trên mặt của hắn liền lộ ra một vòng sát ý, thì thào nói, dám diệt hai tôn mệnh quân của ta, ta ngược lại là muốn xem xem Nhan Vương Điện, các ngươi đến cùng ẩn giấu vị thần thánh nào. Hắn hiện tại không dám trêu chọc đại tần thiên đình, nhưng sẽ sợ Nhan Vương Điện sao? Thiên hạ cửu đế sự kiện lần này liền quan hệ tới bố cục vài vạn năm sau, hắn nhất định phải tranh thủ một đế trong đó hắn hôm nay liền muốn cầm nhan vương điện đến làm hòn đá kê chân cho bản thân. Tại thời điểm đại quân thi hoàng điện xuất hiện về sau, ưu công tử, hạ oán dạ bọn người cũng dạo bước mà đến, bọn họ cùng đại quân cách xa nhau ngàn mét, nhàn nhã dạo bước. Từ trọng sinh ra hỏa này vậy mà không có nhận ra người tới. Ưu công tử đong đưa quạt giấy khẽ cười nói, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Hạ oán dạ vẫn như cũ bộ dáng dơ giấy bẩn thỉu. Ưu công tử muốn đổi một bộ quần áo cho hắn, nhưng hắn không chịu nói kết thúc trận chiến này, hắn sẽ trở về tiếp tục bế tử quan. Tiểu bối mà thôi. Hạ oán dạ mặt không thay đổi đáp lại một tiếng. Từ trọng sinh cũng không phải là thiên kiêu thời đại kia của bọn hắn, nếu không phải hắn thoái ẩn, từ trọng sinh làm sao có thể leo đến vị trí thứ năm trên hùng chủ bảng. Lúc trước ưu công tử cùng từ trọng sinh gặp mặt, từ trọng sinh biểu hiện vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo, cũng không có nhận ra hạ oán dạ. Ưu công tử nghe xong, liền phe phẩy quạt cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì hắn cũng không có vội vã để hạ oán dạ xuất thủ mà là trước để từ trọng sinh thất bại hạ oán dạ mới ra tay nếu như vậy bọn hắn sẽ tương đương với dẫm lên từ trọng sinh cùng nhan vương điện thượng vị cớ sao mà không làm về phần từ trọng sinh có thể diệt đi nhan vương điện hay không hắn cũng không cần thiết nghĩ đến vấn đề này cùng lúc đó tần quân đã mang theo dương thiền rơi xuống tường thành lưu trầm hương long đế lý tư dương nhâm mấy người cũng lần lượt chạy đến nhìn qua một trăm ngàn thi tu trùng trùng điệp điệp tiến đến thần sắc của bọn hắn đều có chút ngưng trọng. Từ trọng, sinh bay ở phía đầu tiên không có nói dọa, tay trái trực tiếp hướng hư không vỗ, một cái lỗ đen trong nháy mắt liền hiện ra, đường kính đạt tới trăm mét, một tôn mệnh quân dày đặc kinh khủng liền từ trong đó bò ra. Bạch cốt xâm xâm, trên thân mang theo thịt nát khiến cho nó nhìn càng thêm bức người, nhất là cái con ngươi kia, liếc qua liếc lại, trống rỗng âm hàn vô cùng. Tôn mệnh quân này khủng bố xa so với lúc trước, cho dù là chân vũ đại đế thấy đều nhíu mày, giao ra thiên mịch, thiên khô, nếu không hôm nay đổ thành. Từ trọng sinh lạnh lùng nói ra, âm thanh truyền khắp toàn bộ nhan vương thành, để nhan vương thành vỡ tổ. Tần quân khó chịu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp chửi ẩm lên, giả trang kẻ éo gì vậy? Chả khác gì con đàn bà. Lời vừa nói ra, một trăm ngàn thi tu liền trừng to mắt, tĩnh mịch một mảnh, từ trọng sinh sắc mặt bá một chút liền trở nên âm trầm. Ưu công tử đám người ở phía sau cũng kinh ngạc không thôi, nhan vương điện chẳng lẽ là ngu ngốc, đây chính là Từ Trọng Sinh, tồn tại trong chiến tranh làm cho người ta sợ hãi nhất, lại còn dám ở trước khi Lâm Chiến khiêu khích hắn, quả thực là muốn chết mà. Trầm Hương, Mông Điềm, Vương Tiễn, Dương Nhâm, lên cho chậm. Tần Quân tức giận hô lên, nhìn thấy Từ Trọng Sinh, hắn liền khó chịu, nhớ tới thời điểm tại Tây vực chiến, lão tiểu tử này lại dám trợ giúp Như Lai. Bởi vì mang theo Thiên Diện Kiểm Phổ, khí tức cùng khuôn mặt của hắn đều cải biến, Từ Trọng Sinh tuy rằng cảm thấy khí tức của hắn có chút quen thuộc, nhưng cũng không có hướng tần thánh đế suy nghĩ. Tần thánh đế là không thể nào xuất hiện ở nơi đây. Càng không có khả năng cùng nhan vương điện có quan hệ. Giết! Lưu Trầm Hương dẫn đầu xuất ra khai sơn thần phủ lao xuống, khí thế như hồng, mông điểm cùng vương tiễn theo sát phía sau, dương nhâm cũng xuất ra pháp bảo sông đi lên. Chân vũ đại đế không cần tần quân phân phó, liền trực tiếp hướng từ trọng sinh cùng mệnh quân bay đi. Võ giả kiếm cùng huyền quy thuẫn đồng thời hiện ra tại trong hai tay hắn, khí thế đại la trí tiên cảnh hậu kỳ bùng nổ, để từ trọng sinh nheo mắt lại. Trách không được nhan vương điện các ngươi ngông cuồng như thế. Từ trọng sinh giận dữ cười nói, tay phải vung lên, mệnh quân liền hướng chân vũ đại đế đánh tới. Một trăm ngàn thi tu cũng nhao nhao thôi động pháp lực, triệu hồi ra vô số cỗ quan tài, vô số thi nô gào thét từ trong quan tài leo ra, rung động toàn bộ thiên địa. Chết cho ta lưu trầm hương gầm thét, tay trái giơ cao khai sơn thần phủ, thân hình tựa như lưu tinh rớt xuống, nhất phủ chặt xuống mặt đất dẫn đầu mở ra chiến tranh trong chốc lát một cỗ lực lượng kinh khủng lấy lưu trầm hương làm trung tâm để mặt đất trong phương viên ngàn mét nháy mắt vỡ ra ngay sau đó liền nổ tung như là núi lửa bạo phát khí lãng kinh khủng do pháp lực nổ tung xoắn nát từng tên từng tên thi tu cùng thi nô tiểu tử ăn của gia ra ra ngươi một đao một tên đại hán khôi ngô hô lên hắn giơ cao đại đao cùng với ba đầu thi nô của chính mình hướng lưu trầm hương không ai bị nổi đánh tới dương nhâm đối mặt với vô số thi nô vọt tới trực tiếp tế ra thần hỏa phiên vung về phía trước một cái sóng lửa cuồn cuộn liền quét sạch mà đi bao phủ mấy trăm tên thi nô thi tu vương tiễn cùng mông điểm cũng bị cường giả đại la kim tiên của thi hoàng điện ngăn cản đại chiến trong nháy mắt toàn diện bạo phát chân vũ đại đế cùng mệnh quân va chạm vào nhau tuy rằng hình thể của mệnh quân to lớn nhưng tốc độ lại không bằng chân vũ đại đế võ già kiếm sắc bén mang theo thế xé rách hết thảy rơi xuống người nó chém đứt một căn căn bạch cốt, nhưng mệnh quân năng lực hồi phục cực mạnh, trong lúc nhất thời, chân vũ đại đế cũng không cách nào nhanh chóng giải quyết chiến nó. Từ trọng sinh khóc khuôn mặt là vẻ trào phúng, hai tay nâng lên, đỉnh đầu liền xuất hiện ra vô số lỗ đen, từng đầu thi nô tử trong đó leo ra. Trăm vạn thi thiên tiên, đây là chiêu số thành danh của từ trọng sinh sử dụng trên chiến, lần trước tại Tây Vực Chiến, hắn không có xuất ra, là bởi vì xuất ra cũng chỉ trở thành pháo hôi. Nhưng đối mặt với nhan vương điện, hắn liền không có nhiều cố kỵ như vậy trăm vạn đầu thi nô tu vị thiên tiên cảnh từ trong vô số lỗ đen leo ra, lơ lửng giữa không trung, để sinh linh nhan vương thành thấy được tê cả da đầu. Tần Quân mặt không biểu tình, Lý Tư bên cạnh hỏi: "Bệ hạ, đến lúc xuất binh chưa?" Trên tường thành liên miên vài dặm, đứng mấy chục vạn binh lính, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn xuất chiến rồi. Binh lính nhan vương thành đại bộ phận đều là yêu binh, kiêu dũng thiện chiến, không sợ chiến chút nào. "Giết." Tần Quân nhẹ nhàng nói ra một chữ ánh mắt của hắn thì nhìn chằm chằm từ trọng sinh xa xa, từ trọng sinh cũng nhìn thấy hắn, bốn mắt nhìn nhau, phảng phất như có tia lửa lóe lên, song phương đều có thể nhìn thấy sát ý trong mắt lẫn nhau. Toàn quân xuất kích, Lý Tư tức giận hô lên, thoại âm vừa rơi xuống, mấy chục vạn binh lính liền thả người vọt lên, tựa như mũi tên đầy trời bay vọt xuống. Chương 813, Chân Vũ đãng ma. Oanh, 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 từng tên từng tên binh sĩ của Nhan Vương điện hóa thành một đám tiễn diệt thế nhập vào bên trong trăm vạn cương thi thiên tiên, tiếng nổ tung liên tiếp vang lên, cường quang chiếu sáng thiên địa mở tối. Lưu Trầm Hương tay cầm khai sơn thần phủ, thân thể xoay tròn, tựa như vòi rồng tứ ngược thi hải, để đại hán khôi ngô muốn ngăn cản hắn căn bản làm không được. Dương Thiền ngược lại là không lo lắng cho con của mình, nàng xuất ra bảo liên đăng, muốn xuất chiến, nhưng lại bị tần quân cản lại. Nữ nhân lên chiến trường làm cái gì? Tần quân hừ nói, tên này chẳng biết xấu hổ quên trước kia đã từng để dương thiền xuất chiến qua muốn mượn cơ hội vẩy muội dương thiền trợn trắng mắt nhưng vẫn là nghe lời không có xuất thủ nhan vương điện bây giờ đã xưa đâu bằng nay không cần nàng xuất thủ nữa oanh chân vũ đại đế chém xuống một kiếm đem mệnh quân cao ngàn trượng chém ngã lực lượng tuyệt đối để mệnh quân nện lên trên mặt đất đập chết không ít binh lính cùng thi tu máu tươi vẩy ra đại địa kịch liệt lay động một màn này để chân vũ đại đế nhíu mày hắn rất muốn đem mệnh quân dẫn dắt rời đi nhưng dạng này sẽ để cho từ trọng sinh thừa dịp mà vào từ trọng sinh không có xuất thủ mà lẳng lặng cúi xem toàn bộ chiến trường phảng phất như đã dự liệu được kết cục ưu công tử đám người cũng đứng tại rìa chiến trường hạ oán dạ nhẹ giọng nói đại la trí tiên cảnh hậu kỳ coi như không tệ đi ưu công tử bên cạnh nghe được liền âm thầm tắc lưỡi cha hắn từng nói qua đạt tới đại la trí tiên cảnh hậu kỳ trên đời liền khó tìm được địch thủ mà từ trọng sinh chính là đại la trí tiên cảnh hậu kỳ nhưng thực lực như vậy tại trong mắt hạ oán dạ tựa hồ không đáng giá được nhắc tới tuy nhiên người mạnh chân chính vẫn ở trong thành hạ oán dạ nói tiếp để ưu công tử trong lòng giật mình còn có người so với đại la trí tiên cảnh hậu kỳ mạnh hơn chẳng lẽ là nữ yêu thần bí hôm đó phiên trưởng diệt đi trăm vạn đại quân thi hoàng điện ưu công tử khẩn trương hỏi hạ tiền bối ngài có nắm chắc không tự nhiên có cho dù là cha ngươi đối địch với ta ta đều không sợ hạ oán dạ đạm mạc nói, để ưu công tử thở dài ra một hơi. Hắn đối với cha của mình cửu u âm đế có lòng tin tuyệt đối, đệ nhị đương thời, đủ để chứng minh hết thảy. Trần Vũ đãng ma. Trần Vũ đại đế bỗng nhiên giận quát một tiếng, hắn trực tiếp giơ cao võ giả kiếm, kiếm nhận bắn ra cường quang, chiếu sáng cả thiên địa, khiến cho tất cả sinh linh đều đem ánh mắt tụ tập lên người hắn. Mệnh quân gào thét vọt lên, thân thể bạch cốt to lớn như là sơn nhạc, tại trước mặt nó, Trần Vũ đại đế liền lộ ra nhỏ bé vô cùng, nhưng võ xà kiếm phát ra cường quang lại như là hạo nhật lóa mắt vô cùng giờ khắc này ngay cả từ trọng sinh lông tơ cũng đều dựng đứng không tốt từ trọng sinh trong lòng kinh hô một tiếng vội vàng hướng chân vũ đại đế phóng đi đáng tiếc đã trễ chân vũ đại đế chém xuống một kiếm mang theo thiên uy thiên địa bị bạch quang che giấu liền ngay cả tần quân cũng không nhịn được nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng ẩm ẩm tiếng oanh minh tựa như thiên băng địa liệt quanh quẩn ở bên tai hắn trong mơ hồ hắn còn có thể nghe được tiếng mệnh quân thét gào. Bạch quang tiêu tán rất nhanh, tần quân trợn mắt nhìn đi, chỉ gặp mệnh quân đã bị chảm thành hai nửa, ngã xuống chiến trường, đè ép không ít hết thi nô, tựa như con. Kiến đang dãy ruộng. Chân vũ đại đế nhìn xuống nó, thần thông chân vũ đáng ma của hắn vừa ra, liền trực tiếp để mệnh quân không động đậy được nữa, con ngươi trên đầu đã bị phá nát, khí tức hoàn toàn không còn. Ngươi dám, từ trọng sinh nổi giận, không nghĩ tới chân vũ đại đế lại có thần thông như vậy một khắc, ban nãy ngay cả hắn đều không ngăn trở kịp hắn giận dữ trực tiếp hướng chân vũ đại đế phóng đi hai tay bỗng dưng ngưng tụ ra hai thanh cốt mâu vô cùng bén nhọn đối mặt với vị hùng chủ bảng đứng thứ năm chân vũ đại đế lại không sợ hãi chút nào cúi người phóng đi muốn oanh sát từ trọng sinh một bên khác như lai người khoác hắc bò bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng tần quân nón đen che khuất đầu chọc của hắn lại thêm hắn hơi cúi đầu liền khiến cho người khác không cách nào nhìn thấy mặt mũi của hắn người đã đến Tần Quân nói chuyện, con mắt đồng thời vẫn nhìn chằm chằm Từ Trọng Sinh cùng Chân Vũ Đại Đế. "Bệ hạ, cần ta xuất thủ sao?" Như Lai nhẹ giọng hỏi, đối với Từ Trọng Sinh, hắn cũng không có hảo cảm gì, tây vực chiến lúc mặc dù Từ Trọng Sinh trợ giúp hắn, nhưng thái độ lại vô cùng ngạo mạn, căn bản không để hắn vào trong mắt. Huống hồ Từ Trọng Sinh lúc ấy còn có ý nghĩ khác, hắn muốn bắt Tần Quân là chiến thần chuyển thế luyện chế thành thi nô. "Đừng hoảng hốt, cá lớn còn chưa có xuất hiện đây." Tần Quân mỉm cười nói hắn cũng không tin ưu công tử sẽ không xuất hiện. Chuyên môn mời tuyệt thế cường giả xuất thủ, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội hôm nay. Huống chi, chân vũ đại đế không nhất định sẽ thua từ trọng sinh. Đường cốt mâu đâm lên bên trên huyền quy thuẫn, chân vũ đại đế mặt không đổi sắc, cánh tay trái hất lên, trực tiếp đem từ trọng sinh vén bay ra ngoài. Ngay sau đó, chân vũ đại đế liền phi thân đuổi theo, võ xà kiếm trong hư không run run, vậy mà ngưng tụ ra một bộ bát quái đồ, hướng về phía từ trọng sinh đánh tới. Bát quái đồ trên đường phi hành, cấp tốc biến lớn, đường kính trong chớp mắt liền đạt tới trăm trượng, mang theo uy thế vô cùng vô tận ép hướng từ trọng sinh, từ trọng sinh sắc mặt kịch biến, liền vội vàng đem cốt mâu trong tay ném ra ngoài, đáng tiếc cốt mâu đâm lên bên trên bát quái đồ liền trực tiếp bị vỡ nát. Đây là vật gì? Từ trọng sinh sợ hãi kêu lên, cái thế giới này nhưng không có định nghĩa bát quái, bát quái đồ cho hắn một loại cảm giác áp bách vô cùng lớn lao. Oanh bát quái đầu cấp tốc chạm lên trên thân từ trọng sinh, nện hắn xuống chiến trường, như là ngũ chỉ sơn năm đó đè ép tôn ngộ không rơi hướng phàm trần. Thần thông đạo giáo, ngươi như thế nào biết được? Chân vũ đại đế mỉa mai cười nói, đây là thần thông mà hắn bắt trước vô thượng trí bảo thái cực đồ sáng tạo ra, đối với người nghiệp lực sâu nặng có hiệu quả áp chế gấp bội. Nghiệp lực của từ trọng sinh, đương thời có thể có mấy người bằng được. Thi vương cả đời giết chóc vô số, cửu âm đế từng nói qua, từ trọng sinh nếu như chết đi, linh hồn đừng nghĩ chuyển thế. Ầm ầm bụi, đất cuồn cuộn thuận theo biên giới bát quái đồ hướng bốn phương tám hướng gạt ra, đại địa kịch liệt lay động, binh lính cùng thi tu dọc đường đều bị vén bay ra ngoài, phạm vi tác động đạt tới 10 dặm, bão cát thậm chí còn hướng Nhan Vương thành đánh tới, bọn người Tần Quân trên tường thành liền vội vàng dùng pháp lực ngưng tụ ra khí cháo ngăn cản. Thần thông của người này, Hạ Oán Dạ mở miệng tán thưởng. Còn Ưu công tử bên cạnh đã nhìn đến phát ngốc, không nghĩ tới Nhan Vương Điện còn có nhân vật bực này. Chân Vũ Đại Đế trong quá trình chiến đấu, một mực biểu hiện ra tư thái lạnh nhạt, giống như tông sư, ngay cả hắn cũng không khỏi tin phục. Cường giả như vậy nếu là có thể làm việc cho ta, Ưu công tử tim đập thình thịch nghĩ đến, rất rõ ràng hắn đã thâm thụ Tần Thánh Đế kích thích. Tần Thánh Đế lấy thủ đoạn chiêu nạp cường giả chắc tuyệt thành danh, hắn cũng muốn chiêu nạp cường giả, chiêu nạp cường giả tuyệt đại so với hậu nghệ, hình thiên, tề thiên đại thánh, đấu chiến thắng Phật mấy người mạnh hơn, bát quái đồ hóa thành khói trắng tiêu tán, từ trọng sinh nửa quỷ tại dưới đáy cự khanh, tóc đỏ của hắn lộn xộn, trên trán chảy máu, nhìn có chút chật vật. Đáng giận, từ trọng sinh cắn răng mắng, thua ở trước mặt đại tần thiên đình đã để cho hắn mất hết mặt mũi, hắn cũng không muốn lại ở trước mặt nhan vương điện thua. Oanh từ trọng sinh tựa như đạn pháo bắn đi, hai tay ngưng tụ thành hai thanh cốt đao, vô cùng sắc bén, mặt ngoài lượn lờ lấy thi khí quỷ dị. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Từ Trọng sinh tức giận gào thét, âm thanh chấn động bát phương, đinh tai nhức óc, để cho người ta sợ hãi. Chương 814, không xứng biết tên ta. Đối mặt với Từ Trọng sinh khí thế hung hung, Chân Vũ Đại Đế liền cười khẩy, tay trái cầm Huyền Quy Thuẫn đột nhiên hướng mặt đất đập xuống. Đương tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc vang vọng khắp đất trời, kình phong cuồng bạo từ giữa cốt đao cùng Huyền Quy Thuẫn tiêu tán, Từ Trọng sinh khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy tơ máu, như muốn đem Chân Vũ Đại Đế ăn sống. Chân Vũ Đại Đế không sợ hãi chút nào theo dõi hắn, trong miệng trường hợp phun ra hai chữ, kém chút để Từ Trọng Sinh tức điên. Ngươi dám mắng ta là phế vật. Từ Trọng Sinh tức giận đến toàn thân run rẩy, hai tay đột nhiên dùng lực đem Chân Vũ Đại Đế lật tung lên, tay phải vung ra cốt đao, tựa như trường tiễn phá không muốn đâm xuyên nhục thân Chân Vũ Đại Đế, đáng tiếc Chân Vũ Đại Đế nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, đao nhận cùng mặt của hắn lấy khoảng cách không đến 10 cm lướt qua. Hai người lần nữa quấn đấu, thân hình nhanh như tật phong, vừa đi vừa xê dịch, để bọn người tần quân, trên tường thành thấy được âm thầm vì chân vũ đại đế mất mồ hôi. Không nghĩ tới chân vũ trưởng lão mạnh như vậy, nghe nói chân vũ gần nhất lại mạnh lên. Lợi hại, đây chính là cường giả đứng thứ năm hùng chủ bảng từ trọng sinh, điện chủ thi hoàng điện a. Không nghĩ ra chân vũ trưởng lão lại lợi hại như vậy, liền ngay cả Lưu Trầm Hương mới gia nhập cũng mạnh như thế a. Một đám ngoan nhân a. Trên không nhan vương thành lơ lửng vô số sinh linh. Sinh linh trong Nhan Vương thành cũng không phải đều là binh lính, yêu ở yêu khư đều có thể gia nhập Nhan Vương điện, trở thành con dân của Nhan Vương điện, đương nhiên cũng cần giao nộp phú thuế. Nhìn qua phong thái của nhóm cường giả chân vũ đại đế, sinh linh bên trong Nhan Vương thành tim đều đập nhanh hơn, huyết mạch sôi sục, đều là hận không thể cùng tham chiến. Dương Nhâm huy động thần hỏa phiến, vô số thi nô thi tu tiến đến, đều bị thần hỏa liệt diễm thiêu chết, thi hoàng điện nhất phương đại la kim tiên cũng không nhiều, vừa vặn bị lưu trầm hương vương tiễn mông điểm phân chia chiến đấu càng ngày càng rơi vào thế rằng co trời u ám lôi điện trên không trung oanh minh chiến tranh tạo ra sát khí quá nặng đưa tới thiên uy cuồn cuộn chân vũ đại đế huy kiếm múa thuẫn tốc độ cực nhanh đánh cho từ trọng sinh trở tay không kịp hư chỉ bằng chút thực lực này của ngươi cũng muốn khiêu khích thần uy của nhan vương điện sao chân vũ đại đế mỉa mai nói ra quên mình trước đó bất quá cũng chỉ là đại la kim tiên mà thôi từ trọng sinh kém chút bị tức nổ hai mắt đỏ bừng, như là nhập ma, song trưởng hướng về phía trước vung lên, vô số cốt mâu bỗng dưng từ phía sau hắn đâm về phía chân vũ đại đế. Đương, 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 chân vũ đại đế nhanh chóng huy động võ xà kiếm, đem tất cả cốt mâu đánh tới đánh bay ra ngoài, tia lửa bắn ra bốn phía, hắn hai mắt trợt trợn, hình như có hai đạo điện quang bắn ra, để tâm thần từ trọng sinh nhoáng một cái chấn động, thân thể cứng ngắc, cốt mâu cũng không còn tăng lên nhiều. Nắm lấy thời cơ, chân vũ đại đế liền lần nữa thi triển thần thông chân vũ đãng ma võ xà kiếm chém ngang cường quang để thiên địa thất sắc phốc thử một tiếng để vô số sinh linh dùng mình cường quang tiêu tán về sau từ trọng sinh ngã bay ra ngoài cánh tay phải của hắn mang theo máu tươi vung lên trời cao trước ngực là lít nha lít nhít vết kiếm máu tươi không cầm được chảy ra ngoài hoa toàn bộ chiến trường xôn xao thi hoàng điện nhất phương càng là sợ hãi chẳng lẽ từ trọng sinh bại nếu như từ trọng sinh bại bọn hắn còn đánh cái cái rắm nhan vương thành nổi danh nhất là hư không lang ma còn chưa có ra sân đây chính là trọng khí chiến tranh không thể ngăn cản bịch từ trọng sinh rơi xuống chiến trường lúc này đã là máu chảy thành sông huyết thủy tóe lên hắn cắn răng mặt mũi tràn đầy thống khổ hắn có thể cảm giác được vai phải của chính mình phẳng phất như bị vạn trùng cắn xé pháp lực cũng đi theo tiêu tán để hắn vô cùng sợ hãi chân vũ đại đế cao cao tại thượng nhìn xuống hắn nhẹ giọng nói bên trong cùng cảnh giới ta không dám nói vô địch nhưng đối mặt với các ngươi những yêu ma này, ta có lòng tin tất thắng. Thi vương bị nghiệp lực quấn thân, sớm đã thành ma. Nhìn qua chân vũ đại đế, từ trọng sinh trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, hắn muốn đứng lên tái chiến, nhưng cảm giác thân thể tê dại, không bị khống chế. Ngươi bại. Chân vũ đại đế khinh thường nói, nói xong liền quay người nhìn về phía chiến trường. Tức giận hô nói, điện chủ của các ngươi đã bại, còn không mau đầu hàng, muốn rơi vào cửu u sao. Lời vừa nói ra, nhóm thi tu lập tức trần chờ không ai muốn chết cả. Hạ tiền bối, ra tay đi. Nơi xa, ưu công tử liền nhẹ giọng đối với hạ oán dạ cười nói, từ trọng sinh bại trận là trong dự đoán của hắn, thế nhưng vẫn để cho hắn hơi kinh ngạc, bởi vì từ trọng sinh là thua ở trong tay chân vũ đại đế, mà không phải là tên nữ yêu thần bí kia. Ừm, hạ oán dạ nhẹ nhàng gật đầu, cất bước tiến lên, một cỗ khí thế bá đạo tuyệt luân, như là núi lửa bạo phát quét sạch toàn bộ thiên địa, để tất cả binh lính cùng thi nô trên chiến trường đều ngừng lại, thân thể không thể động đậy. Chân Vũ Đại Đế sắc mặt kịch biến, Từ Trọng Sinh cũng hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Khí thế của Hạ Oán Dạ để bọn hắn khắp cả người lăng hàn, nên biết bọn hắn đều là cường giả đại la trí tiên cảnh hậu kỳ, lại vẫn có cảm thụ như thế, có thể thấy được Hạ Oán Dạ mạnh bao nhiêu. Tới rồi, Tần Quân nhẹ giọng thì thào, "Như Lai bên cạnh thờ ơ, Long Đế, Lý Tư bọn người lại là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bệ hạ, mau chóng rút lui a, à, người đến tuyệt đối so với Từ Trọng Sinh mạnh hơn." Lý Tư liền vội vàng khuyên nhủ, chỉ là cảm nhận được khí thế của hạng oán dạ, hắn liền có loại cảm giác trời sập. Nhưng mà, tần quân lại thờ ơ, biểu lộ vẫn bình tĩnh như cũ, để Lý Tư đám người đưa mắt nhìn nhau. Bệ hạ, Dương Thiển nhẹ giọng gọi nói, còn tưởng rằng tần quân bị khí thế của hạ oán dạ dọa mộng. Yên tâm đi, trẫm có sách lực vẹn toàn. Tần quân lắc đầu cười nói, Lý Tư bọn người nghe xong, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía như lai thân mặc hắc bào, những ngày này tên hòa thượng này một mực đi theo tần quân chẳng lẽ là một tên cường giả ẩn tàng bọn hắn đều chưa từng thấy qua bộ dáng của như lai lại thêm như lai đã bị phế bọn hắn căn bản không cách nào liên tưởng đến trên thân như lai hạ oán dạ từng bước một hướng nhan vương thành tiến đến hắn bộ dáng lôi thôi như khất cái đi không nhanh nhưng lôi vân trên thương khung sau lưng oanh minh lại là càng lúc càng lớn phía trước chảy rộng thi thể máu tươi hội tụ thành từng đầu sông cạn hắn chân trần dẫm lên huyết thủy để huyết thủy vẩy lên trên bàn chân của hắn chân vũ đại đế lưu trầm hương mông điềm vương tiễn cùng dương nhâm vội vàng đứng thành một hàng ngăn lại phía trước hắn song phương cách xa nhau không đến ngàn mét phích lịch ầm ầm một đạo lôi điện phù diêu mà xuống rơi xuống sau lưng hạ oán dạ lôi quang khiến cho diện mục của hạ oán dạ hiện ra rõ ràng một hồi hắc ám cho người ta cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố trên trán dương nhâm tràn ra mồ hôi lạnh lưu trầm hương bên cạnh gầm thét nói Ngươi là người phương nào, có dám xưng tên ra không?" Hạ Oán Dạ chỉ là khí tức liền để bọn hắn như lâm đại địch, giá trị để bọn hắn hỏi thăm danh hào. "Các ngươi không xứng biết tên ta." Hạ Oán Dạ nhẹ giọng nói, sắc mặt trở nên dữ tợn. Lời vừa nói ra, Chân Vũ Đại Đế năm người sắc mặt trong nháy mắt liền khó nhìn lên. Mông Điểm tính khí hỏa bạo càng là muốn xuất thủ, nhưng bị Chân Vũ Đại Đế cản lại, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, "Người này không phải Đại La Kim Tiên có khả năng địch, các ngươi nhất định phải rút lui." Lưu Trầm Hương bốn người nhất thời bắt đầu trầm mặc. Đổi lại là những người khác nói như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng kẻ nói chuyện lại là Chân Vũ Đại Đế, để bọn hắn không thể không tin. Chân Vũ Đại Đế từ trước tới giờ đều không có nói đùa, có thể làm cho hắn ngưng trọng như thế, tuyệt không phải hạng người bình thường. Bọn hắn cũng không muốn tiến lên chịu chết. Chương 815: Quay đầu là bờ. Lui hay không lùi đều không có quan hệ, dù sao các ngươi đều phải chết. Hạ oán dạ quay đầu nhe răng cười nói, vạn năm không giao oán vương tháp, hắn đã thật lâu không có xuất thủ. Chân vũ đại đế rút kiếm cầm thuẫn đi đến, có lẽ hạ oán dạ thâm bất khả chắc, nhưng hắn cũng không e ngại. Tiểu Bạch Long, Lý Tư, đi vòng qua, đem ưu công tử bắt lấy. Tần quân nhẹ giọng nói. Long đế cùng Lý Tư ngẩn người, lúc này đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Tần quân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chân vũ đại đế cùng hạ oán dạ, trầm giọng hỏi, chân vũ có thể đón đỡ được mấy chiêu? hạ oán dạ cuồng vọng như thế khẳng định có bản lĩnh hơn người lại thêm lúc trước phát động nhiệm vụ thủ thành đều là nói rõ hạ oán dạ rất mạnh trừ phi ưu công tử còn mời tới tồn tại mạnh hơn nhưng hạ oán dạ khí thế khủng bố như thế tần quân rất khó tưởng tượng ưu công tử còn có thể mời đến trợ thủ so với hạ oán dạ mạnh hơn sẽ không bị nhiều sát như lai nhẹ giọng trả lời hạ oán dạ không bị hắn để vào mắt mà đối với chân vũ đại đế hắn ngược lại là rất thưởng thức tần quân nghe xong tâm tình liền trở nên bình tĩnh trận chiến này có lẽ đối với chân vũ đại đế là một sự trợ giúp chỉ cần không thân tử đạo tiêu liền tốt dù sao hắn có đại la phục nguyên đan nếu như chân vũ đại đế có thể ngộ ra điều gì đó lại tinh tiến một phen vậy thì càng tốt hơn khí tức của hắn từ trọng sinh nằm trong vũng máu sững sờ nhìn qua hạ oán dạ lúc trước hắn coi nhẹ hạ oán dạ hiện tại lại nhìn thấy hạ oán dạ tư thái không ai bì nổi hắn không khỏi có loại cảm giác bị đánh mặt liền như là tây vực chiến lúc trước nhìn thấy Như Lai hiện ra thực lực về sau tâm tình của hắn có thể nói là hỏng bét vô cùng. Hắn đã hai lần nhìn nhầm, để hắn không khỏi hoài nghi nhân sinh. Răng rắc hạ oán dạ dẫm nát một căn bạch cốt, hai mắt đục ngầu bắt đầu sung huyết, trong miệng hắn thì thào, lời hứa năm đó, hôm nay trả lại cho ngươi, chỉ là ngươi đã không thấy được. Trong đầu, không khỏi hiện ra hình ảnh ba tên hảo hữu đồng sinh cộng tử bọn hắn năm đó, khi đó hắn cùng cửu âm đế đều lấy thu hoạch được phương tâm của Lý Liên Ưu, làm mục đích, phấn đấu đi lên, thương hải tăng điền, giai nhân đã không còn. Oán vương trong lòng sát ý gần như muốn nổ phổi, hắn muốn đồ thành, hắn muốn tìm cửu âm đế tính sổ, hắn còn muốn đi tìm nàng. Oanh, 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 hạ oán dạ hai chân phẳng phất như dấu thuốc nổ, mỗi một bước hạ xuống đều sinh ra tiếng nổ mạnh, âm thanh càng lúc càng lớn, để toàn bộ chiến trường cũng vì đó rung động. Nơi xa có không ít yêu vương, yêu thú tụ tập đến quan chiến, trong đó cũng bao quát cả thám tử của yêu hoàng. Đó là ai? Khí thế thật cường đại, không nghĩ tới thế gian còn có cường giả như thế. cỗ sát ý kia để cho ta cũng không khỏi muốn giết chóc. Nhan Vương điện gặp phiền toái rồi. Phiền phức, nữ yêu đoạn thời gian trước hiển lộ uy phong còn không có xuất thủ a. À. Tiếng nghị luận từ các ngõ ngách trong thiên địa truyền đến, Hạ Oán Dạ bước chân càng lúc càng nhanh, Chân Vũ Đại Đế cũng là như thế. Hai người bắt đầu hướng đối phương đến gần, chạy được 10 bước về sau, cả hai đều là đạp một cước, giống như đạn pháo hướng đối phương phóng đi để người quan chiến thấy được huyết dịch đều nhanh ngưng kết. Chân Vũ Đại Đế khuôn mặt lạnh lùng, không sợ hãi chút nào, ngay tại thời điểm song phương cách xa, nhau không đến trăm mét, hắn đồng tử liền co rụt lại, đột nhiên huy kiếm chém ra. Chân Vũ đáng ma, trong chốc lát, cường quang sáng chói, để toàn bộ sinh linh đều vô ý thức nhắm hai mắt lại. Một giây sau, cường quang tiêu tán, Tần Quân trợn mắt nhìn đi, chỉ gặp Chân Vũ Đại Đế cùng Hạ Oán Dạ đã dừng lại, chỉ là vị trí của hai người đã trao đổi, đưa lưng về phía nhau. Hạ Oán Dạ lắc lắc máu tươi trên tay phải, biểu lộ lạnh lùng, cất bước hướng Nhan Vương Thành tiếp tục tiến đến. Bang Đường Huyền Quy Thuẫn rơi xuống mặt đất, tóe lên huyết thủy, Chân Vũ Đại Đế lồng ngực máu me đầm đìa, trong miệng hắn không cầm được tuôn máu ra, thân hình run lên, quỳ trong vũng máu, trong miệng thì thào nói, "Bệ hạ cẩn thận." Như Lai đem Chân Vũ mang về, Tần Quân trầm giọng uống nói, "Không nghĩ tới Hạ Oán Dạ lại mạnh như thế, một chiêu liền để Chân Vũ Đại Đế mất đi lực chiến đấu." Nhưng hắn cũng không hoảng, bởi vì hắn đứng phía sau còn có Như Lai. A Di Đà Phật. Như Lai chắp tay trước ngực niệm một tiếng, lúc này liền thả người vọt lên, hắc bò bị cuồng phong thổi cổ động, thân hình hắn như hồng nhạn hướng chân vũ đại đế bay đi. Như Lai người khoác hắc bào để cho người ta rất khó liên tưởng đến thân phận chân thật của hắn, không biết tự lượng sức mình. Hạ Oán dạ giữ tợn cười một tiếng, phái ra một tên gia hỏa ngay cả mặt cũng không dám lộ, xem ra Nhan Vương điện đã không còn người, thật tình không biết hắn lúc trước cảm ứng được khí tức của cường giả chính là tới từ như lai chỉ là như lai giờ phút này đã đem khí tức hoàn toàn thu liễm hạ oán dạ nhắc trưởng liền hướng hư không nắm vào một cái pháp lực ngưng tụ thành một cái cự trào huyết sắc muốn bắt như lai đang bay tới hắc bào bay phất phới như lai không có lộ ra khuôn mặt đối mặt với huyết trào thế không thể đỡ hắn cũng không có né tránh mà là dùng bả vai đánh tới binh tựa như pha lê bị đụng nát huyết trào bị như lai đâm đến tan thành mây khói Đồng thời Như Lai cũng lấy tốc độ cực nhanh lướt qua đỉnh đầu Hạ Oán Dạ, đi đến chân Vũ Đại Đế sau lưng, đưa tay chộp một cái, chế trụ bả vai hắn, lần nữa vọt lên, hướng Nhan Vương thành bay đi. Toàn bộ quá trình cực nhanh, không chút nào dây dưa dài dòng. Hạ Oán Dạ đồng tử thít chặt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ đến người này tốc độ nhanh như vậy. Không đơn giản, chẳng lẽ đây là cường giả bí ẩn hắn lúc trước cảm giác được. Mắt thấy Như Lai liền muốn cứu đi chân Vũ Đại Đế trọng thương, Hạ Oán Dạ liền hừ lạnh một tiếng chân phải dẫm một cái, phù diêu mà lên. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, trong điện quang hỏa thạch liền muốn đụng vào nhau, khiên động trái tim vô số sinh linh. Như lai tả trưởng đánh ra, phong khinh vân đạm cùng hạ oán dạ đối trưởng. Oanh âm thanh tay không va chạm như là chiến cổ rung động thiên địa, hạ oán dạ chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh cường đại quét ngang hết thảy đánh tới, để hắn trực tiếp thổ huyết bay ngược. Hắn liền như là diều đứt dây, xẹt qua trời cao, rơi ra ngoài ngàn mét, Hai chân sau khi hạ xuống, thân thể vẫn trượt ngược lại mấy chục mét, có thể thấy được lực lượng của Như Lai mạnh bao nhiêu. Một màn này để vô số sinh linh nhìn thấy chừng to mắt. Ưu công tử nguyên bản tràn đầy tự tin càng là mắt trợn tròn, hạ oán dạ một trưởng liền bại, ti vô số âm thanh khí vào khí lạnh từ bốn phương tám hướng vang lên, lưu trầm hương đám người cũng nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Tên hắc, bào nhân này đến cùng có lai lịch ra sao? Trong chớp mắt, Như Lai liền đem chân Vũ Đại Đế trọng thương đưa đến trên tường thành. Tần quân cấp tốc xuất ra một khỏa đại la phục nguyên đan để chân vũ đại đế, phục dụng, giết. Tần quân đối với Như Lai trầm giọng phân phó, tuy rằng không biết hạ oán dạ là thần thánh phương nào, nhưng người này gan to bằng trời, sát ý hắn tỏa ra để tần quân cũng không dám lưu hắn. A-di-đà Phật, Như Lai nhẹ giọng niệm một tiếng, quay người liền hướng hạ oán dạ bay đi. Nếu như giết những người khác, Như Lai có thể sẽ trần chờ, nhưng hạ oán dạ sát khí quá nặng, nghiệp lực quấn thân, giết hắn xem như cùng thế gian kết một cái thiện quả đi trừ ác đối với bản thân cũng là một kiện công đức. Thí chủ sát nghiệp sâu nặng, hãy quay đầu lại đi. Như lai bay trên không trung, cao giọng uống nói, chỉ là hắn một thân hắc bào khiến người ta cảm thấy vô cùng tà khí. Hạ oán dạ lau đi vết máu trên khóe miệng, hai mắt sung huyết, trên cổ nổi gân xanh, tựa như lệ quỷ phụ thể, vô cùng dữ tợn. Quay đầu là bờ, đó là lý do người giả nhân giả nghĩa dùng để thoái thác. Hạ oán dạ lạnh giọng nói, lúc này liền hướng như lai phóng đi. Từ khi hắn gánh vác oán vương cái tên này, liền chưa bao giờ nghĩ tới quay đầu là bờ. Chương 816, oán thần. Chấp mê bất ngộ, thủy tiên làm bậy. Như Lai hử lạnh, một câu nói toạc ra tu vị của hạng oán dạ. Đại La thủy tiên, trách không được hắn có thể đánh bại chân vũ đại đế, tần quân ánh mắt lấp lóe, từ trọng sinh, ưu công tử bọn người càng là tắc lưỡi. Không nghĩ tới hạng oán dạ cảnh giới cao như thế, mấu chốt nhất là Như Lai lại mạnh hơn hắn. Thủy tiên, nghe nói là đại la cảnh tầng thứ tối cao. Thật hay giả, kéo con bê đi ta làm sao chưa từng nghe nói qua có đại la thủy tiên cảnh tên hòa thượng hắc bảo kia đến cùng có lai lịch ra sao sinh linh trong nhan vương thành cùng yêu tộc quan chiến nơi xa đều nghị luận việc này hùng chủ bảng đệ ngũ từ trọng sinh đã bại hiện tại xuất hiện hai tên cường giả mạnh hơn từ trọng sinh bọn hắn sao có thể không kích động cuộc chiến hôm nay chỉ sợ là lại phải chấn động thiên hạ a hạ oán dạ tựa hồ lâm vào trạng thái điên cuồng hai tay quấn quanh huyết khí đánh tới Tốc độ rất nhanh, lần này hắn không còn dùng phương thức chính diện cứng đối cứng nữa, mà là thời điểm sắp đụng phải Như Lai, hắn liền chia ra hai đạo tàn ảnh, tựa như ba tên hạ oán dạ tề công Như Lai. Như Lai toàn thân hắc bào để cho người ta không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng lại có thể biết được hắn không hoảng chút nào. Hạ oán dạ bản tôn đi đến phía sau Như Lai, song chảo nhô ra, chộp vào phần lưng Như Lai, xé rách hắc bào, lộ ra kim quang. Hạ oán dạ chỉ cảm thấy hai tay nhói nhói, liền vội vàng thu tay lại chỉ gặp như lai thời khắc này dưới hắc bảo lóng lánh kim quang lộ ra ra thịt phẳng phất như mạ vàng như lai kim thân thể tu hạ oán dạ trong lòng sợ hãi như lai thì quay người lại hữu trưởng từ bên hông đánh ra cho dù không sử dụng pháp bảo như lai chỉ dựa vào một đôi tay không này liền có thể rong ruổi trong thiên địa kình phong đập vào mặt hạ oán dạ lúc trước ăn phải một cái lỗ vốn liền không dám đón đỡ mà vội vàng tránh né toàn bộ chiến trường tất cả binh lính khi tu đều đứng tại nguyên chỗ, Khẩn Trương nhìn qua chiến đấu trên không trung, bao quát cả bọn người ưu công tử ở bên trong. Người mạnh nhất của song phương giao chiến sẽ quyết định kết cục của trận chiến lần này. Oanh Như Lai like một trường đem Hạ Oán Dạ đập bay ra ngoài, hắn thân mặc hắc bào giờ phút này hiển lộ rõ khí thế bá đạo sắc bén, cho dù là Hạ Oán Dạ âm khí dày đặc ở trước mặt hắn, cũng giống như tiểu lâu la, lôi điện vẫn đang không ngừng đánh xuống, vừa vặn đánh trúng Hạ Oán Dạ bay rớt ra ngoài, để ánh mắt của hắn càng thêm hung ác khiếp người oán khí trùng thiên, quấy lôi vân. Như Lai hơi kinh ngạc, hỏi, trong cơ thể ngươi ẩn giấu cái gì? Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể hạ oán dạ, một mực tại đè nén thứ gì đó, theo hạ oán dạ càng ngày càng phẫn nộ, vật kia liền ẩn ẩn có tư thế lao ra. Hạ oán dạ không có trả lời, mà thôi động pháp lực trong thể nội, tay trái hướng bên cạnh chụp tới, xé rách không gian, từ trong khe không gian xuất ra một thanh đại đao đen nhánh, thân đao dài đến ba trượng, tạo hình cực kỳ khoa trương, đao nhận giữ tợn tựa như răng nanh, tà khí lượn lờ, để cho người ta nhìn qua liền run sợ. Bắt lấy chuôi đao, hạ oán dạ ở trước mặt thanh đao này lộ ra nhỏ bé vô cùng, liền như là hài đồng 4 năm tuổi tay cầm phương thiên họa kích. Đó là oán thần đao. Một tên thị vệ bên cạnh ưu công tử kinh thanh hô lên, để ưu công tử nghe được đồng tử co rụt. Hắn không khỏi vang lên một đoạn thảm sự vạn năm trước mẹ hắn từng nói với hắn. Nghe, nói hạ oán dạ có thể có được thành tựu như hôm nay, là bởi vì hắn thu hoạch được truyền thừa của oán thần từ thời viễn cổ liền như là cửu u âm đế thu hoạch được truyền thừa cửu u chi địa vạn năm trước hạ oán dạ vô ý nhập ma đồ lục thương sinh cửu u âm đế viêm hoàng cùng kiếm chủ đều không thể chế phục được hắn cuối cùng vẫn là phải nhờ thiên mệnh đại đế xuất thủ chấn áp hắn từ đó về sau hạ oán dạ mới bắt đầu ẩn lui chuyện này đã trở thành bí mật hiếm ai biết được nguyên do trong đó càng là không người được biết hạ oán dạ nhập ma chính là cầm oán thần đao đại sát tứ phương nếu cứ tiếp tục như vậy tình huống sẽ không ổn a à ưu công tử nhíu may thì thào hạ oán dạ năm đó nhập ma mẹ hắn đều ngăn không được chính là bởi vậy để mẹ hắn đối với hạ oán dạ vô cùng thất vọng sau đó để hạ oán dạ vô cùng xấu hổ cuối cùng lựa chọn ẩn lui oán thần đao vừa ra một cỗ hàn phong thấu xương liền thổi qua thiên địa a à, oán thần đao cơ vĩnh sinh âm thanh bỗng nhiên tại trong đầu tần quân vang lên tên này gần nhất càng ngày càng không ít nói nhưng lại bị oán thần đao hấp dẫn ra có thể thấy được oán thần đao lai lịch bất phàm oán thần đao giới thiệu cho chấm một chút đi. Tần quân hiếu kỳ hỏi, quán thần đao tạo hình bá khí, dù là hắn thấy hai mắt đều tỏa sáng. Cùng lúc đó, hạ oán dạ đã dẫn theo oán thần đao hướng như lai đánh tới. Oán thần đao dài ba trượng xé rách không khí, một đao vung đi, đao khí màu đen hiện ra liền muốn đem thiên địa một phân thành hai, để linh hồn của toàn bộ sinh linh đều không khỏi run rẩy. Khí tức của oán thần để các sinh linh sợ hãi. A-di-đà Phật. Ma tâm xâm nhập, vạn kiếp bất phục. Như lai nhẹ giọng thở dài, lúc này vỗ ra một trưởng, một bàn tay lớn màu vàng óng chợt hiện, xuất hiện giống như Thái Sơn, trực tiếp cùng đao khí màu đen đụng vào nhau. Ầm ầm bàn tay lớn màu vàng óng cao ngàn trượng cùng đao khí màu đen, ở trên không đụng vào nhau, hạ oán dạ dơ giấy bẩn thỉu, nhưng trên khuôn mặt dữ tợn lại tràn đầy nụ cười điên cuồng, rõ ràng đã nhập ma. Cuồng phong hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, thi thể phía dưới tức thì bị quấy bay lên, như là lạc diệp bay tán loạn. Thời kỳ viễn cổ, thời điểm nhân tộc vừa sinh ra, thì oán thần đã vang danh thiên hạ, để bách tộc cũng vì đó mà hoảng sợ. Tại trước khi cùng thần tiên đại chiến, ta từng ngẫu nhiên phát hiện oán thần đao, vì phòng ngừa thanh đao này nguy hại nhân gian, ta liền cố ý đem nó phong ấn vào trong một hẻm núi nào đó, không nghĩ tới nó vẫn là tái hiện nhân gian. Cơ vĩnh sinh ngữ khí sụt xịt, để tần quân khiêu mi, không nghĩ tới oán thần đao lai lịch lớn như vậy. So với nhân tộc còn xa xưa hơn, oanh bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên nổ tung, đem đao khí màu đen cũng đánh sơ xác như lai không lùi mà tiến hướng hạ oán dạ nhập ma phóng đi hắc bào bay phất phới dưới đáy kim quang thiểm diệu giống như thần chi ta muốn giết ngươi giết toàn thiên hạ hạ oán dạ lạnh giọng cười nói giống như bị điên oán thần đao chém tới lại bị như lai linh xảo tránh thoát đồng thời một trưởng cũng vỗ lên trên lưng của hắn đập đến hắn thổ huyết ngã hướng đại địa bọn hắn tuy rằng đều là đại la thủy tiên cảnh nhưng như lai là trung kỳ mà hắn chỉ là sơ kỳ tranh lệch to lớn huống chi như lai phật pháp vốn là trừ ma chấn tà đối đầu hạ oán dạ có thể tạo được tiên thiên ưu thế hạ oán dạ nện xuống mặt đất ném ra một cái hố to nhưng một giây sau hắn liền lần nữa điên cuồng vọt lên hai tay cầm đao vung chảm mà đi đao khí ngang dọc để toàn bộ sinh linh đều cảm giác bộ mặt đau nhức a di đà phật như lai một trường giận đập xuống bàn tay lớn màu vàng óng to ngàn trượng trống rỗng xuất hiện mang theo thế vô cùng vô tận rơi xuống và nát đao khí sau đó hướng về phía hạ oán dạ ép đi. Đại địa kịch liệt lay động, bàn tay lớn màu vàng óng tựa như mặt trời phóng ra quang mang vạn trượng, tập trung ánh mắt của toàn bộ sinh linh. Tại trước mặt bàn tay lớn màu vàng óng, hạ oán dạ thân ảnh liền nhỏ bé như vậy, như là hạt bụi, hắn nhấc đao ngăn cản, cũng là bị bàn tay lớn màu vàng óng trực tiếp ép xuống mặt đất. Ầm ầm bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống đập xuống đại địa, nhấc lên bụi đất đầy trời, nhóm binh lính, thi tu liền vội vàng đằng phi mà lên sợ gặp vô tội chi ương, mà thân ảnh hạ oán dạ cũng không biết tung tích, sống chết không rõ. Một trưởng bá đạo tuyệt luân để thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh. Dù là tần quân thấy con mắt đều đăm đăm, đối mặt với hạ oán dạ nhập ma, không nghĩ tới như lai vẫn như cũ cường thế như vậy. Chương 817, Cửu U Chi Thế. Tí người này đến cùng là thần thánh phương nào? Hòa thượng nổi danh nhất thiên hạ không phải là Như Lai cùng Ác Tàng sao? Ác Tàng đã chết, Như Lai bị bắt, chẳng lẽ Phật đã ẩn thế đều đã đi ra, quả nhiên là thời đại loạn lạc các lộ cường giả dạ ẩn thế đều nhao nhao đi ra a à. hắn là oán vương hạ oán dạ cường giả dạ cùng một thời đại với thiên mệnh đại đế cửu u âm đế đám người a à. u vương diệt thế yêu đế thiên ngoại tà ma hạ oán dạ đều đi ra cảm giác thời đại này muốn khôi phục lại phồn hoa như thời thượng cổ a à. xa xa các sinh linh quan chiến nghị luận ầm ĩ nhìn thấy như lai cùng hạ oán dạ chiến đấu bọn hắn cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào đây mới là giao chiến giữa tuyệt thế cường giả với nhau, mặc dù không có uy năng hủy thiên diệt địa, nhưng mỗi một chiêu tung ra đều làm cho người ta không rét mà run. Cảnh giới càng cao, đối với nắm giữ lực lượng càng chính xác, càng khủng bố. Nếu không để Như Lai buông tay chiến đấu, một trưởng liền có thể đánh chìm một cái vực. Như Lai có thể thu liễm, nhưng hạ oán dạ sẽ không, hắn đã triệt để lâm vào trạng thái phong ma. Bàn tay lớn màu vàng óng dần dần biến thành hư ảo, hạ oán dạ âm thanh để người ra đầu tê dại liền lần nữa vang lên ta hận, ta oán, người ngăn ta đều phải chết, sát tận thương sinh, ta muốn độc tôn. Oanh ngàn vạn đạo đao khí màu đen ngang dọc đi ra, đem bàn tay lớn màu vàng óng xoắn nát. Trong bụi đất cuồn cuộn, hạ oán dạ cả người vòng quanh oán khí khủng bố chậm rãi đứng lên, hắn thân ảnh gầy gò lại cho người ta một loại cảm giác rét lạnh kinh dị. Oán thần đao dài ba trượng rung động, oán khí màu đen phẳng phất như hình thành hắc mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Như Lai ánh mắt nhíu lại, nhìn ra được hạ oán dạ bởi vì nhập ma mà trở nên càng mạnh trong cơ thể hắn đồ vật kia hắn đã ép không được, sắp giác tỉnh. Nguyên lai gia hỏa này chỉ là một bộ thể xác. Như Lai tự lẩm bẩm, đối mặt với hạ oán dạ đánh tới, hắn vẫn như cũ không hoảng loạn, song trưởng liên tiếp đánh ra, nhẹ nhõm đập tan đao khí của hắn. Hai người trên không trung truy đuổi, Như Lai tuy rằng một mực tránh né, nhưng cũng không có thụ thương, thậm chí ngay cả pháp lực đều không có tiêu hao. Trái lại hạ oán dạ, điên cuồng phát tiết pháp lực, nhìn như cuồng mãnh, kỳ thực đã là tự chịu diệt vong hai người lên trời xuống đất, nhảy vào trong lôi vân, thân hình như tàn ảnh, nhanh như kinh hồng, để các sinh linh đều không thể nắm bắt được. Hạ oán dạ có thể thắng sao? U công tử nhìn qua chiến đấu trên bầu trời, trầm giọng hỏi. Một tên thị vệ của hắn trần chờ nói, không rõ, nhưng hắn hiện tại rất nguy hiểm. Nhìn thấy hạ oán dạ điên cuồng, bọn hắn trái tim cũng không khỏi băng giá, hồi tưởng lại trước sự kiện khủng bố vạn năm trước, bọn hắn liền có loại xúc động muốn quay đầu bỏ chạy đúng lúc này Lý Tư cùng Long Đế bỗng nhiên từ hai bên đánh tới tốc độ cực nhanh bốn tên thị vệ vội vàng bảo vệ ưu công tử các quỷ binh cũng không kịp ngăn cản trực tiếp bị đánh tan Phanh Long Đế cùng hai tên thị vệ đối trưởng chấn động đến mặt đất dưới chân vỡ vụn phạm vi kéo dài tới trăm mét cả kinh ưu công tử cấp tốc đằng phi mà lên các ngươi muốn làm cái gì ưu công tử trầm giọng uống nói hắn nhưng là con trai của cửu u âm đế nhan đế cũng dám phái người đến bắt hắn Long Đế không nói nhảm Trực tiếp thôi động pháp lực đánh bay hai tên thị vệ, lại hướng Ưu Công tử phóng đi, Lý Tư thì cùng hai gã thị vệ khác quần đấu. Ba, ba, hai tên thị vệ riêng phần mình bắt lấy một chân của Long Đế, đem hắn từ không trung kéo xuống. Ưu Công tử thấy liền hãi hùng khiếp vía, tất cả người dưới tay hắn đều đã bị quần giữ, hắn đã không còn người bảo hộ, đổi lại là bình thường, hắn còn có thể tự mình tham chiến, nhưng hắn rõ ràng địch nhân hắn lúc này, đối mặt kém cỏi nhất cũng là Đại La Kim Tiên. Đúng lúc này, Vương Tiễn, Mông Điềm, Lưu Trầm Hương, Dương Nhâm đám người cũng hướng ưu công tử vọt tới. Bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ tần quân lúc trước từng hạ lệnh bắt ưu công tử, mới đầu còn lo lắng, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Như Lai về sau, lo âu trong lòng bọn hắn liền tan thành mây khói, thay vào đó là phấn chấn. Cửu U âm đế lại như thế nào? Như Lai thêm bạch trạch, hai tôn đại la thủy tiên, cho dù là thiên mệnh đại đế đến, nói không chừng đều có thể lượn vòng. Một bên khác, hạ oán dạ một mực đuổi không kịp Như Lai, liền càng thêm táo bạo. Hắn điên cuồng vung đao, hai tay đều hóa thành tàn ảnh, để cho người ta hoa mắt, đao khí càng là đếm không hết, trải rộng thương khung, liền ngay cả Lôi Vân cũng bị bổ ra một lỗ hổng. Như Lai vẫn như cũ dùng song trưởng đánh tan đao khí, hô hấp cũng không có gấp gáp gấp rút, vẫn lộ ra phong khinh vân đạm. Người quá yếu. Như Lai đạm mạc nói một câu, ngữ khí của hắn càng là như thế, càng để Hạ Oán Dạ phẫn nộ điên cuồng. A à, a a, Hạ Oán Dạ khàn giọng gào thét, tóc dài loạn vũ, ngàn vạn đao khí từ các góc độ hướng Như Lai bổ tới, để Như Lai không chỗ có thể trốn. Như Lai song trưởng như gió, hướng quanh thân cấp tốc đánh ra, trong chốc lát, vô số trường ảnh kim sắc liền hiện ra tại quanh thân hắn, rất nhanh liền bao phủ thân hình của hắn. Ầm ầm ngàn vạn đao khí cùng vô số trường ảnh oanh đụng vào nhau, sinh ra tiếng nổ kinh thiên, cường quang phổ chiếu đại địa, cuồng phong càng đem đá vụn dưới mặt đất cuốn lên. Hạ oán dạ nhập ma trực tiếp hướng trung tâm vụ nổ bay đi, không chút nào sợ mình bị thụ thương hắn đã giết đến đỏ cả mắt không tàn sát như lai hắn không cách nào hà giận chính mình từng sợi oán khí từ trong cơ thể hắn tràn ra chiếm cứ tại quanh người hắn tại trước mặt cường quang mơ hồ hình thành một thân ảnh để cho người ta kinh dị phảng phất như quỷ ảnh bám lên trên lưng hắn oán thần sắp xuất thế cơ vĩnh sinh tại trong đầu tần quân nói ra ngữ khí có chút ngưng trọng oán thần tần quân trong lòng giật mình nằm rãnh cái đồ chơi từ thời viễn cổ kia còn sống hắn nhìn kỹ lại, tuy rằng thấy không rõ thân ảnh của hạ oán dạ, nhưng có thể nhìn thấy được oán khí trên đỉnh đầu hạ oán dạ càng lúc càng nồng nặc, có tư thế thành hình. bên trong oán thần đao cất giấu một sợi thần hồn của oán thần, vẫn luôn từng bước xâm chiếm linh hồn của chủ ký sinh. người này đã không cách nào quay đầu, nhất định sẽ bị oán thần thủ tiêu. cơ vĩnh sinh giải thích. đáng sợ như vậy, ngươi có phải cũng sử dụng thủ đoạn này với trẫm? tần quân vừa cùng cơ vĩnh sinh đấu chủy, một bên khẩn trương quan chiến. oán thần mạnh bao nhiêu? Như Lai gánh vác được không? Phanh hạ oán dạ bỗng nhiên từ trung tâm vụ nổ bay ngược ra, xuyên qua tầng tầng bụi sóng, Như Lai theo sát phía sau, hai người như mũi tên nhọn từ trên trời giáng xuống, một trước một sau nhập vào bên trong phế tích xa xa. Chiến đấu đã lâm vào tình trạng gây cấn. Một bên khác, đám người lưu trầm hương tham chiến về sau, 4. Tên thị vệ đại la kim tiên cảnh căn bản liền không phòng được nữa, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Thả ta ra. Ưu công tử cắn răng hô lên chỉ gặp hắn bị lưu trầm hương một tay bóp lấy cổ nâng trên không trung vô luận hắn làm sao dễ giụa đều không cách nào tránh thoát được lưu trầm hương không nhìn hắn mà đối với bốn tên thị vệ đại la kim tiên cảnh cười lạnh nói tiểu chủ tử của các ngươi đã bị ta bắt các ngươi còn không trốn sao vương tiễn mông điềm lý tư long đế dương nhâm đã thành công kiềm chế muốn cứ u công tử không khác gì nói chuyện viển vông buông công tử nhà chúng ta ra các ngươi chẳng lẽ muốn cùng cửu u chi địa là địch sao một tên thị vệ tức giận bức bách nói phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên hạ ngoại trừ thiên mệnh điện cùng thiên tuyển phủ ra thì còn ai dám cùng cửu u chi địa là địch nếu như dám ngày sau ngay cả cơ hội siêu sinh đều không có cửu u chi địa vương tiễn mỉa mai cười một tiếng tay trái bỗng nhiên hướng ưu công tử hư không vung đi một đạo phong nhận liền cấp tốc lướt đi phốc thử một tiếng máu tươi vẩy ra trực tiếp cắt lấy đầu của ưu công tử chương 818 phật tổ vinh quang lộc cộc đầu lâu của ưu công tử vỡ vụn rơi xuống mặt đất hướng về hố to bên cạnh lăn đi một màn này để bốn tên thị vệ thấy được như bị xét đánh thân thể run rẩy cho dù mang theo mũ rộng vành cũng đoán ra được biểu lộ của bọn hán thời khắc này khẳng định là tức giận cùng khó có thể tin được lưu trầm hương hơi kinh ngạc không nghĩ tới vương tiễn xuất thủ quả quyết như thế chỉ nghe vương tiễn lãnh ngạo nói bệ hạ nói qua bắt được ưu công tử liền xử quyết một bên khác trên tường thành tần quân trong đầu liền vang lên âm thanh hệ thống nhắc nhở Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sát ý của ưu công tử. Thu hoạch được một lần thần ma đỉnh phong, một lần triệu hoán thần ma, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma. Đồng thời cũng cùng cửu U chi địa biến thành quan hệ thù địch, chọc giận cửu U âm đế. Bởi vì khoảng cách quá xa, tần quân cũng không nhìn thấy được hình ảnh ưu công tử bị giết, nhưng nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, hắn vẫn là rất cao hứng. Về phần đắc tội cửu U âm đế, ha ha, hắn căn bản không sợ, ưu công tử muốn giết hắn, đó là gieo gió gặt bão tần quân nhếch miệng lên lắc lắc cổ cười nói xem ra thời gian chúng ta cùng cử u chi địa khai chiến càng ngày càng gần a dương thiền bên cạnh ngẩn người nhịn không được hỏi hiện tại liền đối đầu với cử u chi địa thích hợp sao nàng tuy rằng không hiểu binh pháp nhưng cũng minh bạch nhan vương điện cùng cử u chi địa loại quái vật khổng lồ này so sánh tranh lệch rất xa lấy chiến dưỡng chiến mới có thể mạnh lên tần quân nhún vai cười nói tiên nhân sở câu hoài một mực là cây gai trong lòng của hắn Sở Câu Hoài biến mất không thấy tăm hơi, rất có thể đã đi thiên ngoại, hắn nhất định phải tận khả năng mạnh lên. Toàn thiên hạ đều đang truy nã Sở Câu Hoài, tên này lâu như vậy đều không có bị người tìm được, Tần Quân đều có chút bội phục hắn. Thật tình không biết, Sở Câu Hoài đã bị Nhiên đang bắt đi. Ta liều mạng với các ngươi." Một tên thị vệ của Ưu công tử gầm thét nói, bọn hắn từ nhỏ nhìn lấy Ưu công tử lớn lên, xem hắn như là con của mình, nhìn thấy Ưu công tử bị giết, bọn hắn lập tức mất lý trí, về phần trốn bọn hắn căn bản không nghĩ đến, bởi vì sau này trở về đối mặt với cửu u âm đế, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Bốn tên thị vệ thôi động pháp lực của mình, muốn tự bạo, đổ chết bọn người lưu trầm hương. Đúng lúc này, một bàn tay lớn màu vàng óng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là đến từ Như Lai, hắn cũng không chỉ cùng hạ oán dạ tác chiến, mà còn đối bọn người ưu công tử lưu lại một cái tâm nhãn, nhìn thấy bốn tên thị vệ muốn tự bạo, hắn liền trực tiếp tung ra một trưởng. Oanh một trưởng bá đạo tuyệt luân đập xuống, trong nháy mắt liền rơi lên trên thân bốn tên thị vệ, để bọn người Lưu Trầm Hương không kịp phản ứng, liền bị chấn bay ra ngoài. Một trưởng của Đại La Thủy Tiên cảnh trung kỳ, trực tiếp miểu sát bốn tên Đại La Kim Tiên, tuyệt đối không phải việc khó. Huống chi người xuất thủ lại là Như Lai. Ti Ưu công tử chết rồi. Lớn chuyện rồi. Nhan Vương điện điên rồi sao, ngay cả Ưu công tử cũng dám giết. Cửu U Âm Đế thế nhưng là người có thủ tất báo. Nhan Vương Điện cũng không phải đèn cạn dầu, tại trước khi thiên hạ cửu đế bắt đầu lại còn dám tuyên chiến dã tâm của bọn hắn để cho người ta không dám tưởng tượng a à, các sinh linh quan chiến nghị luận ẩm ý sinh linh trên không nhan vương thành cùng binh sĩ trên chiến trường cũng trợn tròn mắt tại yêu khư tên tuổi của ưu công tử cũng không nhỏ giết ưu công tử liền giống như là cùng cửu ưu âm đế triệt để biến thành thù địch không nghĩ tới phong thanh bên trong nhan vương thành lúc trước là thật nhan đế thật muốn giết ưu công tử hạ oán dạ nhìn thấy ưu công tử đầu một nơi thân một nẻo trong mắt lập tức bắn ra huyết quang trong lòng có một đạo âm thanh quen thuộc vang lên ngươi nói sẽ bảo vệ ta cả đời nhưng ngươi từng muốn giết ta ngươi không bảo vệ được ta cũng không bảo vệ được con của ta hạ oán dạ vốn đã mất đi lý trí bị đạo thanh âm kia kích thích oán khí liền tăng vọt hắn ngửa đầu gào thét oán khí sau lưng ngưng tụ thành thành thân ảnh càng lúc càng to lớn oán thần cường giả thời kỳ viễn cổ đã đoạt xá thành công như lai đột nhiên quay đầu nhìn qua oán thần sau lưng hạ oán dạ Phía dưới Hắc Bào, trong mắt hắn lộ ra thần sắc sắc bén. Người rốt cục cũng đi ra rồi." Như Lai trầm giọng uống nói, tiếng như bạo lôi, lần nữa đem lực chú ý của toàn bộ sinh linh hấp dẫn đi, khi bọn hắn nhìn thấy hư ảnh oán thần, đều là hít sâu một hơi. Oán thần chỉ là một đạo hắc ảnh, nhưng lại để cho người ta nhìn lấy tâm lý liền rụt rè. Nó phảng phất như đến từ địa ngục thâm uyên. Hồ đã bao nhiêu năm rồi? Loại cảm giác này, hư ảnh oán thần mở miệng thì thào, âm thanh âm hàn dù là tần quân nghe được cũng khôn khỏi nổi da gà đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh diệt oán thần nhiệm vụ tường tình oán thần trong truyền thuyết khôi phục hắn chính là một trong những yêu ma cổ lão muốn giết sạch sinh linh tròn thiên địa nếu như chủ ký sinh có thể diệt trừ oán thần sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma một lần thần ma phó bản cùng thiên đạo ân trạch âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên tại trong đầu tần quân vang lên để hắn kinh ngạc một trong những yêu ma cổ lão còn muốn giết hết thiên hạ thương sinh. Phát rồ à, tần quân trong lòng đậu đen rau muống, ánh mắt lại là nheo lại, cao giọng hô nói, giết nó cho chẫm. Không quan tâm nó có lai lịch ra sao. Như lai khóe miệng dương lên, không cần tần quân phân phó, hắn cũng không muốn buông tha hạ oán dạ. Hạ oán dạ điên cuồng mang theo hư ảnh oán thần lần nữa hướng như lai đánh tới, oán thần giang hai cánh tay, tự mình cuồng tiếu, phẳng phất như không có có ý thức đến bản thân đang ở trong chiến đấu. A-di-đà-phật, ngươi rốt cục cũng đi ra, hôm nay ta liền muốn vì thương sinh trừ bỏ ngươi cái tai họa này. Như Lai chắp tay trước ngực, hư không ngồi xếp bằng, bắt đầu niệm kinh, Phật âm rung động thiên địa, kim thân của hắn bắt đầu bắn ra kim quang lóa mắt, khiến cho xung quanh hắn quang mang vạn trượng, giống như mặt trời. Hạ oán dạ còn không có đụng phải Như Lai, liền ngừng lại, hắn chỉ cảm thấy thần hồn đau nhói, kim quang của Như Lai chiếu lên hắn liền để hắn cảm nhận được toàn thân cháy bỏng, nếu không phải hắn đã mất đi lý trí, khẳng định sẽ lui nhanh liền ngay cả oán thần cũng nhắc cánh tay ngăn cản kim quang, kinh mắng, đây là cái gì? Phật, không có khả năng. Phật không phải đã viễn độ thiên ngoại rồi sao? Phật Pháp phần lớn lấy chấn ma làm lý niệm sáng tạo ra, như lai thân là Phật tổ, bản lĩnh chấn ma so với chân vũ đại đế, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Mặc dù có hắc bào che đậy khuôn mặt, nhưng như lai thời khắc này cũng làm cho lòng người sinh ra cúng bái. Cái Phật âm này vậy mà lại để cho ta có loại xúc, động muốn chiều bái. Hắn làm sao lại giống như lai như vậy? như lai không thể nào như lai không phải đã tần thánh đế bắt đi rồi sao chẳng lẽ là đồng môn của như lai đó là phật quang sao vô số sinh linh đều sợ hãi kêu lên như lai một chiêu này liền để vạn vật cúng bái tần quân tâm thần cũng không khỏi chấn động như lai tư thái thế này mới phù hợp với hình tượng phật tổ trong lòng của hắn a à, cao cao tại thượng thần thánh không thể xâm phạm a a a oán dạ bắt đầu hét thảm thân thể liền theo bản năng lui lại chỉ gặp mặt ngoài cơ thể của hắn đã bị đốt cháy khét, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. oán thần cũng giận mắng, xú hòa thượng, người biết người đang đắc tội với người nào không? Như lai thờ thở, tiếp tục đọc lấy Phật kinh, siêu độ hết thảy tà ma. hạ oán dạ rơi xuống mặt đất, hai tay ôm đầu, không ngừng chạy trốn. thế nhưng toàn bộ chiến trường lúc này đã bị san thành bình địa, liền để hắn không chỗ có thể trốn. bọn người lưu trầm hương nhìn qua thân ảnh Như lai, cũng không khỏi nuốt nước miếng, quá mạnh. Chương 819, Oán khí trùng thiên. Nam mô A Di Đà Phật, độ hết thảy khổ ách, hóa hết thảy tai nạn, chấn hết thảy tà ma, diệt hết thảy ác niệm. Như Lai xếp bằng ở bên trên kim liên tự mình đọc lấy Phật kinh, trang nghiêm như thần minh, từng tên từng tên thi tu thi nô, cũng bị Phật quang chiếu đến tiếng kêu rên vang lên liên hồi, huyết nhục của bọn hắn như là bị nướng cháy, hóa thành bụi mù bay lên trên không trung. Từ trọng sinh chật vật đứng lên, thế nhưng hắn trọng thương pháp lực còn thừa lại không nhiều, muốn chạy trốn, nhưng rất khó làm được phía sau lưng bị thiêu đốt đến máu me đầm đìa tóc đều bị đốt trụi nhìn thê lương vô cùng thần thông lợi hại như vậy lúc trước vì sao không sử dụng tần quân nhìn thấy liền âm thầm tắc lưỡi nếu như lai ở tây vực chiến sử dụng chiêu này hậu quả liền sẽ khó mà lường được bất quá như lai khi đó là bị trọng thương huống hồ chiêu này chỉ đối với yêu ma hữu dụng không cách nào thi triển chiêu này liền hợp tình hợp lý thần thông này chính là thần thông kiếp trước của như lai chiến dịch lần trước đã kích thích như lai khôi phục trí nhớ kiếp trước bản lĩnh kiếp trước tự nhiên cũng sẽ bị hắn lần lượt trọng tu hệ thống giải thích để tần quân giật mình đồ vật của như lai phật tổ kiếp trước đã trở về tần quân phấn chấn không thôi nhìn lấy như lai quang mang vạn trượng trong mắt của hắn liền tràn đầy sốt ruột chỉ huy như lai xông pha chiến đấu đây chính là tràng cảnh tần quân sau khi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước đều là thường thường mơ tới đáng giận người tên phật đà này Ta nhớ kỹ ngươi, ngày sau nhất định sẽ đánh nát xương ngươi, nhổ gân ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Oán thần giận mắng liên tục, sát ý cùng hận ý trong lời nói để người nghe đều sợ hãi. Hạ Oán Dạ bị Phật quang thiêu đến như là huyết nhân, thê thảm vô cùng, đồng thời ý thức của hắn cũng dần dần tỉnh táo lại. Tràng cảnh lúc này để hắn hãi hùng khiếp vía, bản năng liền muốn trốn tránh, muốn chạy. Như Lai trầm giọng uống nói, tay trái nâng lên, trong chốc lát, một bàn tay lớn che trời liền từ vân hải hạ xuống, tại trước mặt nó, toàn bộ sinh linh đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Chính là đang chạy trốn hạ oán dạ chỉ cảm thấy thiên phẳng phất như tối xuống, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đại thủ giả thiên hướng mình nện xuống. Oanh một trường rơi xuống, đại địa liền chìm xuống trăm mét, bụi đất tung bay, đá vụn bắn ra bốn phía, toàn bộ yêu khư đều vì vậy mà kịch liệt lay động, liền ngay cả đông hoàng đại địa cũng đi theo rung động, để vô số yêu tộc hoảng sợ, đại thủ khảm nạm trên mặt đất, chiếm lấy diện tích mười dặm, từ trên cao nhìn xuống, hùng vĩ vô cùng, liền ngay cả bọn người lưu trầm hương thấy con mắt liền đăm đăm. Tại trước mặt đại thủ này, bọn hắn chỉ cảm thấy bất lực, nếu là một trưởng này rơi lên trên người bọn hắn, bọn hắn tưởng tượng cũng không dám. Oán thần chết rồi. Tần quân cố nén kích động hỏi, một trưởng này đoán chừng liền là một trưởng kia năm đó như lai Phật tổ. Đánh tôm ngộ không, truyền thuyết một trưởng rơi xuống chính là 500 năm. Oán thần nếu là dễ dàng chết đi như vậy, đã sớm chết rồi cơ vĩnh sinh hử lạnh nói để tần quân hít sâu một hơi một sợi tàn hồn đều kiên cường như thế nếu là thời kỳ toàn thịnh hắn sẽ mạnh cỡ nào đại thủ dần dần biến thành trong suốt cuối cùng tiêu tán thành điểm điểm tinh huy một cái cự khanh hình bàn tay bao trùm mười dặm liền hiển hiện ra khói bụi lượn lở để toàn bộ sinh linh thấy được liền nghẹn họng nhìn chân chối tại đáy hố hạ oán dạ thân thể có quắp hư ảnh oán thần cũng đã tiêu tán đoán chừng đã bị đập tan a di đà phật Ta bất thắng chính, ngươi nếu như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta vô tình. Như lai nghĩa chính ngôn từ cao giọng nói, cứ như vậy giết hạ oán dạ, liền quá đáng tiếc, hắn không nhịn được muốn độ hóa hạ oán dạ, để hắn quy y Phật môn. Hạ oán dạ hai tay chống lấy đất, run run rẩy rẩy đứng lên, toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị đều đang phún huyết, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ta lại bại. Hạ oán dạ phẳng phất như lâm vào ma trướng, tự lẩm bẩm, đồng tử trong mắt nhảy lên không ngừng, một cỗ tuyệt vọng xâm nhập tâm linh của hắn, ta không bảo vệ được ngươi cũng không bảo vệ được con của ngươi ta chính là một cái phế vật phế vật vô dụng a à, hắn giờ phút này toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tử khí tựa hồ như sắp chết tiêu điểm toàn bộ chiến trường đều rơi ở trên người hắn thi hoàng điện gần như toàn quân bị diệt từ trọng sinh nằm ở phía xa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thi thể ưu công tử đã phân tán đầu lâu không biết rơi đi nơi nào trận chiến này xem như đã kết thúc giết hắn đi tần quân đứng tại trên tường thành phân phó Hắn nhìn ra được hạ oán dạ tựa hồ rất có cố sự, nhưng hắn cũng không có hứng thú. Yêu ma như thế nếu như ra, thiên hạ thương sinh liền sẽ gặp nạn. Như Lai nghe xong, liền nhẹ nhàng thở dài, xem ra muốn độ hóa hạ oán dạ là không thể nào, hắn cố nén tiếc hận nhất trưởng, chuẩn bị kết thúc hạ oán dạ. Đúng lúc này, oán khí trong cơ thể hạ oán dạ bỗng nhiên bạo phát, tựa như vòi rồng màu đen bao trùm lấy thân thể của hắn, sau đó chui xuống mặt đất, biến mất không thấy tăm hơi, toàn bộ quá trình cực nhanh liền ngay cả Như Lai cũng đều phản ứng không kịp. Như Lai nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, vậy mà để Hạ Oán Dạ chạy trốn. Tần Quân cũng là một trận buồn bực, tê liệt, phóng hồ quy sơn a. À, xem ra hắn vẫn phải cho Như Lai làm một chút công tác tư tưởng, vừa rồi rõ ràng có thể chu sát Hạ Oán Dạ, Như Lai lại là lưu thủ. Đi qua yên lặng ngắn ngủi, bên trong Nhan Vương thành liền bạo phát ra tiếng hoan hô kinh thiên. Chúng ta thắng rồi, thì hoàng điện tính toán là cái gì? nhan vương điện chúng ta muốn quật khởi mạnh mẽ a à. ha ha sau trận chiến này nhan vương điện chắc chắn sẽ dương danh thiên hạ nhan đế vạn tuế về sau còn ai dám chọc nhan vương điện chúng ta nghe tiếng hoan hô trấn thiên trên mặt tần quân cũng lộ ra mỉm cười chí ít trận chiến này thắng rất xinh đẹp như lai cấp tốc bắt lấy từ trọng sinh muốn chạy trốn bọn người lưu trầm hương thì chỉ huy binh lính bắt đầu quét dọn chiến trường thành tường độ cao bởi vì chiến trường sụp đổ mà cất cao Phóng tầm mắt nhìn đi, tựa như một cái hố sâu đạt vài trăm mét, cái thủ ấn kia là dấu vết chiến tranh còn sót lại, ngày sau cũng sẽ thành một cái dấu hiệu của Nhan Vương Thành. Nơi xa, Yêu Vương Báo Hoa thủ hạ của Yêu Hoàng sắc mặt âm trầm, nhìn qua Nhan Vương Thành vui mừng, đáy mắt hắn liền tràn đầy thần sắc chấn kinh. Chân Vũ Đại Đế lúc trước đã chấn kinh hắn, không nghĩ tới hạ oán dạ cùng Như Lai còn mạnh hơn, mạnh đến mức để hắn không dám dâng lên chiến ý mảy may. Bệ hạ còn nhờ ta đến trợ giúp yêu vương báo hoa cười khổ một đám yêu vương hóa hình sau lưng cũng chưa có lấy lại tinh thần thần tư của như lai lúc trước để bọn hắn đến nay đều vẫn còn hoảng hốt trong lòng không được phải nhanh trở về bẩm báo cho yêu hoàng bệ hạ thực lực của nhan vương điện đã lớn vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta tên hòa thượng kia có phải là như lai hay không yêu vương báo hoa trong đầu hiện lên ngàn vạn ý niệm chợt mang theo bộ hạ rút lui sinh linh còn lại quan chiến cũng bắt đầu tán đi chuẩn bị đem chiến báo truyền đi cũng có một chút sinh linh muốn thần phục nhan vương điện, đợi tại nguyên chỗ do dự. Như Lai dẫn theo từ trọng sinh đi lên trên tường thành, tần quân không chút khách khí nhất cước đem hắn đạp té xuống đất. Người lúc trước không phải rất uy phong sao. Tần quân một bên đạp hắn, một bên mắng, để từ trọng sinh kém chút tức điên, hắn vừa rồi bị Như Lai phế đi đạo quả, để hắn pháp lực tẫn tán, huống chi hắn còn bị trọng thương, đừng nói phản kháng, kém chút liền bị tần quân đá ngất đi. Muốn giết cứ giết. Từ trọng sinh cắn răng mắng, hắn cũng không có nhận ra tên người trẻ tuổi trước mắt này chính vậy tần thánh đế. Nhưng cũng biết tên của hắn, tân tấn hùng chủ bảng nhan vương. Đương nhiên là phải giết ngươi. Nhưng trước phải ép khô giá trị lợi dụng của ngươi mới được. Tần quân tức giận nói, thi hoàng điện cường thịnh như vậy, hắn cũng không muốn buông tha. chương 820, nhan đế khủng bố. Bệ hạ, nên xử trí hắn thế nào? Lý Tư chắp tay hỏi, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười. Đánh bại thi hoàng điện cùng ưu công tử, không chỉ có vượt qua nguy cơ lần này, mà còn nghênh đón bạo lợi khó có thể tưởng tượng nổi danh tiếng lan xa vô số sinh linh sẽ gia nhập vào nhan vương điện thế lực khắp nơi bị trận chiến này chấn nhiếp không dám cùng nhan vương điện đối nghịch thậm chí còn chủ động kết giao những chuyện này tại trước khi tần quân đến bọn hắn đều không thể tưởng tượng được bởi vì tần quân đem nhan vương điện giao cho bọn hắn quản lý gặp được sự tình bọn hắn vô ý thức đều không muốn gây phiền phức cho tần quân nếu không phải bạch trạch phát hiện hạ oán dạ cùng từ trọng sinh đột kích thì bọn hắn một mình đối mặt sợ là hậu quả khó mà lường được trận chiến này cũng là một lời cảnh cáo đối với bọn hắn ngày sau gặp được cường địch vẫn là phải thông chi cho tần quân thực lực của hạ oán dạ để bọn hắn nhớ tới đều sợ hãi trước giam giữ xuống nghiêm hình tra tấn ép hỏi ra quy mô của thi hoàng điện cùng tất cả tin tức liên quan tới mệnh quân tần quân phất tay nói hoàn thành một hạng nhiệm vụ chi nhánh cũng không tệ nhưng tiếp xuống bọn hắn sẽ phải đối mặt với lửa giận của cửu âm đế cùng cừu hận của oán thần vâng bọn người lý tư chắp tay nói tần quân lập tức cũng rút lui hắn dự định trở về trực tiếp triệu hoán thần ma sau đó nên nghĩ biện pháp tăng lên thực lực chỉnh thể của nhan vương điện tần quân liếc qua như lai mặc hắc bò bên cạnh ánh mắt ý vị không rõ cuộc chiến tại yêu khư tại trong thời gian cực ngắn truyền ra bởi vì liên quan đến nhân vật đều là hùng chủ đương thời khiến cho tin tức tốc độ truyền đi nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi đầu tiên là toàn bộ yêu khư sau đó là trung hoang cùng đông hoàng đại địa mấy chục cái vực dưới chứng minh vương điện đều đang nghị luận việc này, tin tức còn đang hướng các vực còn lại nhanh chóng mà đi. Thi hoàng điện bại, Từ Trọng Sinh bị bắt. Quá khoa trương đi, ưu công tử làm sao lại có thể bị giết? Nhan đế làm càn như vậy, trước là phủ định tên Nhan vương do mệnh cơ các ban cho, hiện tại lại giết ưu công tử. Nghe nói hùng chủ thứ năm vạn năm trước hạ oán dạ cũng đi ra, bị một tên hòa thượng hư thực lực mạnh mẽ đánh và còn là hoàn toàn bị ngược. Ai ra, Nhan đế đây là muốn tranh một chỗ trong thiên hạ cửu đế sao? tin tức như là cuồng phong quét đi những nơi nó đi qua đều không khỏi để mọi người kinh hô trong lúc nhất thời nhan đế hoa thượng hắc bò thần bí hạ oán dạ ưu công tử từ trọng sinh trở thành những cái tên nóng nhất đương thời đông hoàng đại địa bên trong yêu hoàng cung đông hoàng thái nhất sau khi nghe được lông mày không khỏi nhíu chặt hắn hỏi như lai người xác định thời điểm đại chiến diễn ra tại yêu khư hắn cũng có thể cảm nhận được hai cỗ khí tức mạnh mẽ kia đều là đạt tới đại la thủy tiên cảnh hắn còn đang hiếu kỳ có phải cử u âm đế xuất thủ hay không không dám xác định bởi vì ta chưa từng gặp qua như lai mà như lai không phải đã bị bồ đề tổ sư phế đi rồi sao yêu vương báo hoa trần trở nói yêu vương hai bên trong đại điện cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận ngư ma vương nhịn không được liền nói ra lấy thủ đoạn của tần thánh đế sẽ không có khả năng đem như lai thả đi coi như thả đi hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn liền khôi phục tu vị hắn đã hoàn mỹ dung nhập thân phận gián điệp của mình một bộ thái độ tận tâm tận trách vì Đông hoàng thái nhất suy nghĩ, để cho người ta rất khó đem hắn cùng phản đồ liên hệ với nhau. Xác thực đúng là như thế. Đông hoàng thái nhất gật đầu, trong thời gian ngắn để Như Lai khôi phục tu vị, gần như không có khả năng, trừ phi đó là một trận tuồng kịch tần thánh đế cùng Như Lai tự biên tự diễn. Diễn kịch, không có khả năng, lúc đó nhiều người nhìn thấy như vậy, muốn làm giả rất khó, mà đứng tại góc độ của Như Lai, sẽ không có lý do gì cùng tần quân đóng vai diễn tuồng này xem ra vị nhan đế này quả nhiên là một vị nhân vật, về sau chúng ta phải thật tốt chú ý mới được. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ giọng cười nói, ánh mắt lóe ra hàn mang, để cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thực, hắn tâm lý vẫn là rất cao hứng. Nhan đế biểu hiện càng cường thế, đối với hắn sẽ càng có lợi. Xem ra một ghế trong thiên hạ cửu đế, bản hoàng có thể trợ giúp, tiễn hắn thượng vị. Đông Hoàng Thái Nhất thầm nghĩ. Hùng chủ còn lại đều đang nghĩ biện pháp tranh đoạt danh khí, sau đó thành một trong thiên hạ cửu đế, nhưng hắn lại phá lệ đê điều. Hắn thấy, dưới thực lực tuyệt đối, thiên hạ cửu đế sớm muộn gì cũng là của hắn. Yến hội trăm hùng, hắn nếu như đánh bại thiên mệnh đại đế cùng cửu âm đế, thì hắn sẽ còn sầu mình không phải một trong cửu đế sao. Đông Hoàng Thái nhất hắn nhãn giới cực hạn chưa từng đặt tại phiến thiên địa này, cho nên thế lực của hắn một mực biểu hiện rất điệu thấp. Yêu Hoàng bệ hạ, vậy chúng ta đối với Nhan Vương Điện muốn truyền lời hay không? Yêu Vương báo hoa thận trọng hỏi. Làm đồng minh với Nhan Vương Điện, bọn hắn tự nhiên không thể biểu hiện như chẳng có chuyện gì phát sinh đề phòng nhan vương điện bành trướng hắn cảm thấy cần phải chèn ép nhan vương điện một chút ừm qua vài ngày bản hoàng sẽ tự mình đi một chuyến đông hoàng thái nhất sờ lên cằm khẽ cười nói hắn ngược lại là muốn xem xem tên hòa thượng kia rốt cuộc mạnh cỡ nào lời vừa nói ra nhóm yêu vương đều là vung tay gieo hò ngư ma vương thì thầm kêu không ổn tuy rằng tần quân thủ hạ cường giả vô số nhưng hắn cũng không cho rằng có người có thể đánh bại đông hoàng thái nhất cho dù là như lai bồ đề tổ sư chí ít trong lòng hắn là như thế nhan vương thành trong tẩm cung tần quân ngồi xếp bằng luyện công đồng thời ở trong lòng phân phó nói bắt đầu triệu hoán thần ma đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma âm thanh hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên để tần quân tâm tình bình tĩnh chu sát ưu công tử để hắn thu hoạch được một lần thần ma đỉnh phong một lần triệu hoán thần ma, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, hắn dự định trước tiên đem triệu hoán thần ma sử dụng. Về phần thần ma đỉnh phong hắn sẽ giữ lại, dù sao cửu âm đế cũng sắp đột kích, tại dưới tình huống không biết thực lực của cửu âm đế rốt cuộc mạnh cỡ nào, tần quân nhất định phải có át chủ bài. Huống chi ngoại trừ cửu âm đế ra, còn có oán thần, sở câu hoài đám địch nhân này. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được nữ oa đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán phốc tần quân kém chút sặc nước bọt mà chết, nữ oa tên tuổi có thể nói là tồn tại như sấm bên tai người hoa, nữ oa tạo người, đến tiểu hài tử 5 tuổi đều nghe nói qua, tại trong thần thoại, nữ oa càng là một trong những thánh nhân, hàng ngũ đại năng đỉnh tiêm. Trong thần thoại, tuy rằng nữ oa nương nương tại trong ấn tượng của tần quân rất hòa ái dễ gần, nhưng hắn cũng không dám triệu hoán. Thánh nhân trung quy cũng là thánh nhân, tuyệt không phải hắn có thể trưởng khống. Một lần nữa triệu hoán, tần quân cắn răng quyết định, đây đã là lần thứ mấy triệu hoán đến đại năng hắn không dám triệu hoán đi ra rồi a à, vận khí tới hắn lại không dám nhận nhân sinh truyền thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đinh bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma tần quân trong lòng cầu nguyện đến một tên thần ma đại la trí tiên mà không siêu việt đại la thủy tiên là được rồi trong lúc bất chi bất giác thần ma không đến đại la cảnh đã không bị hắn để vào tròn mắt bành trướng a à, tần quân cảm thán không thôi tâm lý lại tràn đầy cảm giác thành tựu phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên địa, hắn cũng là hùng chủ mọi người đều biết, không uổng công một lần sống lại đi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến hạn bạc, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải trăng một lần nữa triệu hoán. Âm thanh hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên. Hạn bạc thứ đồ chơi gì? Ta thảo là hạn bạc. Tần quân xem thường nói một câu, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì đó, cả người trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, giống như kích động khi đoạt được giải nhất. Hạn Bạt, đây chính là một trong tứ đại thi tổ a, tồn tại tuyệt đối châu phê.